Sau khi đi vào biệt thự, Hoàng Thiên chuẩn bị trở về phòng của anh và Lâm Ngọc An, thì đúng lúc này, Trương Lan Phượng đi ra từ phòng của mình. Vừa trông thấy Hoàng Thiên, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, trở nên rất khó coi. Có điều, lần này bà ta cũng không còn tỏ ra hung dữ với Hoàng Thiên, bởi vì bà ta không dám làm vậy. Nhưng muốn thực sự chấp nhận Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng vẫn chưa làm được. Việc khinh bỉ Hoàng Thiên đã ăn sâu vào con người bà ta, rất khó để thay đổi trong thời gian ngắn. Hoàng Thiên, Huỳnh Mai đi ra ngoài đến giờ còn chưa về. Cậu ra ngoài tìm nó đi. Trương Lan Phượng rất lịch sự nói với Hoàng Thiên. Cho tới nay, Hoàng Thiên vẫn là người phụ trách đưa đón cô em vợ Lâm Huỳnh Mai. Cho nên, Trương Lan Phượng yêu cầu như vậy, Hoàng Thiên cũng không tỏ ra bất ngờ. Cô ta đi đâu? Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Phượng. Nghe nói là có một đạo diễn hẹn nó với mấy cô gái khác ăn cơm tại khách sạn Nhạc Đình. Con bé Huỳnh Mai này thật là, đạo diễn là người như thế nào? Nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp là trố mắt ra, tôi đã khuyên nó không đi rồi mà nó chẳng chịu nghe. Trương Lan Phượng phàn nàn. Hoàng Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Anh biết cô em vợ của anh lúc nào cũng muốn phát triển trong ngành giải trí, năm trước còn táo bạo hơn, cứ nhất quyết muốn liên hệ với một đạo diễn hạng ba, kết quả còn chẳng nhận được vai diễn nào. Nhưng dù sao Lâm Huỳnh Mai cũng là em ruột của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên không thể bỏ mặc. Được, tôi sẽ đi đón nó về. Hoàng Thiên nói, định đi ra ngoài. Nếu cậu không tìm thấy nó thì đến mấy chỗ mà nó hay đến tìm thử xem. Trương Lan Phượng ở sau bổ sung thêm một câu. Hoàng Thiên nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Lâm Huỳnh Mai nói là đến khách sạn Nhạc Đình ăn cơm, sao lại không tìm thấy được? Không phải nó đến khách sạn Nhạc Đình sao? Sao lại có thể không tìm thấy? Hoàng Thiên quay lại hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nghe vậy, nhíu chặt lông mày, lo lắng nói, ôi, con bé này không lúc nào khiến người ta bớt lo. Điện thoại di động còn tắt máy đây này. Chuyện này, Hoàng Thiên không biết nói gì. Ra ngoài ăn cơm cùng đạo diễn rất dễ xảy ra chuyện, bây giờ điện thoại Lâm Huỳnh Mai còn tắt máy, chẳng lẽ là bị tên đạo diễn kia bế lên giường rồi sao? Hoàng Thiên chỉ hy vọng những gì mình nghĩ là không đúng. Không nói thêm gì nữa, anh lập tức rời khỏi biệt thự. Trong phòng, Lâm Ngọc An đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng Thiên và Trương Lan Phượng, không khỏi cảm thấy lo lắng. Sau khi rời khỏi phòng, Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, em đi cùng anh. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, dẫn Lâm Ngọc An cùng đi. Sau khi lên xe, Hoàng Thiên lái xe thẳng đến khách sạn Nhạc Đình. Đây là một khách sạn 3 sao. Mặc dù không có quá sang trọng, nhưng người bình thường cũng không dám tiêu xài ở đây. Trên đường đi, Lâm Ngọc An liên tục gọi điện cho Lâm Huỳnh Mai. Nhưng mà điện thoại của Lâm Huỳnh Mai vẫn luôn tắt máy. Điều này khiến cho Lâm Ngọc An vô cùng lo lắng, bởi vì cô biết điện thoại của em gái cô rất ít khi tắt máy. Sau khi vào quán rượu, Lâm Ngọc An miêu tả cho một phục vụ dáng vẻ và cách ăn mặc của Lâm Huỳnh Mai, hỏi Lâm Huỳnh Mai đang ở phòng nào. Thật xin lỗi, cô bé kia đã rời khỏi quán rượu từ 10 phút trước rồi. Nữ phục vụ lịch sự trả lời Lâm Ngọc An. Nó đi cùng ai? Lâm Ngọc An có hơi nôn nóng, hỏi nữ phục vụ. Nữ phục vụ nhớ lại, rồi nói tiếp, đi cùng 4 người đàn ông. Có điều, tôi thấy cô gái kia như đang say rượu, còn bị một người đàn ông đỡ đi. Thôi xong rồi. Ánh mắt Lâm Ngọc An tối sầm, đầu óc vang lên ong ong. Trước khi điện thoại của Lâm Huỳnh Mai tắt máy, Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng đã gọi điện cho cô, khi đó Lâm Huỳnh Mai vẫn an toàn. Nhưng mà ai có thể ngờ, Lâm Huỳnh Mai lại nói dối, nói rằng cô và mấy cô gái khác cùng ở một chỗ và dùng cơm với đạo diễn. Bây giờ xem ra là không có cô gái nào hết. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình đạo diễn mà còn có 4 người đàn ông nữa. Ồ, 4 người đàn ông kia cố ý chuốc say Lâm Huỳnh Mai để làm gì? Không cần nghĩ cũng biết. Lâm Ngọc An càng nghĩ càng hoảng sợ, cô gấp đến nỗi đầu chảy ra toàn mồ hôi lạnh. Hoàng Thiên, anh phải mau nghĩ cách tìm được Huỳnh Mai. Lâm Ngọc An bất lực nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng cảm giác được có điều chẳng lành. Anh vừa định gọi điện cho Tiêu Tấn và anh phó để bọn họ phái người tìm Lâm Huỳnh Mai thì đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại reo lên. Hoàng Thiên nhìn vào số điện thoại gọi tới, là của Lâm Huỳnh Mai. Con nhóc này, cuối cùng cũng chịu mở máy. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, Lâm Huỳnh Mai thực sự luôn khiến người khác phải lo lắng. Biết em mình gọi đến, Lâm Ngọc An cũng vô cùng kích động, cuối cùng cũng có tin tức của em gái rồi. Hoàng Thiên nhận được điện thoại,
mở chế độ rảnh tay để Lâm Ngọc An cũng có thể nghe được. Anh rể, anh ở đâu đấy? Mau đến cứu tôi. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nức nở của Lâm Huỳnh Mai. Hoàng Thiên đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, nghe Lâm Huỳnh Mai khóc, Hoàng Thiên cảm thấy con bé này đúng là sai rồi. Bảo ngoan ngoãn ở nhà thì không chịu. Một đứa con gái mà dám đi ra ngoài một mình với tên đạo diễn đó. Hoàng Thiên thầm nghĩ, trầm giọng nói, cô ở đâu? Tôi cũng không biết, tôi bị người ta bắt cóc, Lâm Huỳnh Mai vừa khóc vừa nói. Đừng có khóc nữa, bên cạnh có ai không, đưa điện thoại cho hắn đi. Hoàng Thiên quát lên. Ngay sau đó, đầu dây điện thoại vang lên âm thanh đánh đập, kèm theo tiếng hét to tuyệt vọng của Lâm Huỳnh Mai. Hoàng Thiên đột nhiên lặng người. Mặc dù anh rất phản cảm với cô em vợ không đứng đắn này, nhưng dù sao cũng là người nhà có 3-4 năm tình cảm. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Thấy bộ dáng gấp gáp của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên càng không thể bỏ mặc. Mấy người đừng đánh nó, có điều kiện gì thì cứ nói đi. Tôi có thể làm cho mấy người. Hoàng Thiên trầm giọng nói với người ở đầu dây bên kia. Bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh, một chàng trai trẻ thâm trầm cười nói, Hoàng Thiên, có nhớ ra giọng của tao không? Là mày à? Hoàng Thiên đã nhận ra, giọng nói này quá quen thuộc, chính là cái tên nổi tiếng ở Bắc Giang kia, Phạm Văn Hùng. Ha ha, khả năng nghe của mày cũng không tệ nhỉ. Thằng kia, chặt ngón tay tao xong chắc mày vui lắm. Hiện tại tao cho mày hai lựa chọn, một là mày tự chặt tay mày, rồi quay video gửi qua điện thoại Lâm Huỳnh Mai. Hai là mày mặc kệ, để cô em vợ mày trở thành một minh tinh nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, ha ha hai. Phạm Văn Hùng cười như điên, vô cùng đắc ý. Hoàng Thiên vừa nghe liền hiểu, sau khi Phạm Văn Hùng bị chặt đứt một ngón tay, anh ta đã ghi thù trong lòng. Hiện tại, Hoàng Thiên có hơi hối hận. Anh không ngờ, mình đã cho cha con họ Phạm kia một trận, còn chặt mất một ngón tay của Phạm Văn Hùng mà tên này còn dám gây sự. Đây không phải là hấp không chín thì nấu không nát sao? Sớm biết như vậy, lúc ấy đã xử lý cha con nhà họ Phạm kia, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, không biết Phạm Văn Hùng tìm đâu ra tên đạo diễn kia lừa gạt Lâm Huỳnh Mai, bắt cóc cô ta. Hoàng Thiên cũng biết, mục đích của Phạm Văn Hùng không phải là bắt cóc Lâm Huỳnh Mai mà là để đối phó với anh. Phạm Văn Hùng, tao cảnh cáo mày. Mày đừng có làm loạn. Hoàng Thiên trầm giọng cảnh cáo. Nhưng lời cảnh cáo này không có tác dụng gì, Phạm Văn Hùng chẳng hề sợ hãi. Ha ha, cô em vợ của mày đã nằm trong ai tao, mày còn dám ra vẻ với tao. Lập tức cho tao câu trả lời, nếu không, mày cứ đợi xem phim của em vợ mày đi. Phạm Văn Hùng khiêu khích, cười nói với Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nắm chặt tay Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên mở chế độ rảnh tay nên cô có thể nghe rõ những lời Phạm Văn Hùng nói. Hiện tại, em cô không chỉ bị bắt cóc, bị đánh, mà còn bị ép phải quay loại phim kia. Điều này đối với Lâm Ngọc An chính là một sự đả kích cực lớn, cô chỉ có duy nhất một đứa em này thôi. Hoàng Thiên, phải làm sao bây giờ? Lâm Ngọc An gấp đến mức vành mắt đỏ au, hỏi Hoàng Thiên. Đừng gấp, để anh nghĩ cách. Hoàng Thiên cũng rất đau đầu, chỉ có thể an ủi Lâm Ngọc An trước. Con đường duy nhất của mày chính là tự chặt tay mình. Hừ, mày nghĩ Phạm Văn Hùng tao dễ chọc vào sau. Mày bắt tao mất một ngón tay, tao muốn mày mất một cái tay. Phạm Văn Hùng hung hăng nói. Phạm Văn Hùng, nếu mày là đàn ông thì mau nói cho tao biết mày ở đâu. Ngay bây giờ tao sẽ đi qua tìm mày. Hoàng Thiên nghĩ một lát, nói với Phạm Văn Hùng. Ha ha, mày cho rằng tao không dám nói sao? Mày muốn tìm tao chứ gì? Được rồi, tao đang trên đường đến núi Tam Phong, tỉnh Khánh Hòa, được chưa? Mày cứ đến núi Tam Phong mà tìm tao. Phạm Văn Hùng cười một hồi liền cúp điện thoại. Hoàng Thiên gọi lại cho Lâm Huỳnh Mai một lần nữa, nhưng điện thoại lại bị tắt máy. Hoàng Thiên, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Lâm Ngọc An vô cùng sốt sắng, lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lắc đầu, nói với cô, nếu báo cảnh sát, rất có thể Phạm Văn Hùng sẽ giết con tin. Anh cảm giác Phạm Văn Hùng lúc này đã điên lên rồi. Lâm Ngọc An nghe Hoàng Thiên nói vậy, cũng từ bỏ ý định báo cảnh sát. Phải mau cứu Huỳnh Mai ra, cứ để nó trong tay của Phạm Văn Hùng, anh cũng không dám chắc nó sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Ngọc An lo lắng đến mức khóc nức nở. Được rồi, em đừng lo quá, anh sẽ cứu được Huỳnh Mai mà. Hoàng Thiên âu yếm ôm lấy Lâm Ngọc An, võ lưng an ủi cô. Em biết núi Tam Phong, ngay tại bên cạnh tỉnh Khánh Hòa, cách Bắc Ninh không xa lắm,
cũng chỉ hơn 200 cây số. Lâm Ngọc An lau nước mắt, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng từng nghe nói đến núi Tam Phong, bởi vì đây là ngọn núi lớn với những hang động kỳ lạ, địa hình tương đối phức tạp nên khi đi vào sẽ rất dễ bị lạc, cho nên hầu như không có người nào đi tới đó. Đối với ngọn núi thần bí này, đến cả người địa phương cũng tránh xa, biến nơi đây trở thành một nơi biệt lập với thế giới. Ngọc An, em về nhà trước đi, để anh đi cứu Huỳnh Mai. Hoàng Thiên nghĩ một lát, nói với Lâm Ngọc An. Em muốn đi cùng anh. Lâm Ngọc An ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, mong có được sự đồng ý của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ cười với cô, em đi cũng chỉ thêm phiền. Nghe lời anh, về nhà đi. Lâm Ngọc An nghĩ, thật đúng là như vậy. Euro đi theo Hoàng Thiên thì có thể làm được gì, chỉ có thể gây trở ngại cho anh. Không giúp được gì thì thôi, còn khiến Hoàng Thiên phải phân tâm bảo vệ cô. Cho nên Lâm Ngọc An tự hiểu, mặc dù rất lo lắng, cô vẫn nghe lời Hoàng Thiên, về nhà chờ tin. Hiện tại, Hoàng Thiên vô cùng sầu não. Euro em vợ bị Phạm Văn Hùng bắt đi, còn phải tới núi Tam Phong. Chuyện này thực sự khó giải quyết. Về phần Văn Hùng hẹn Hoàng Thiên gặp mặt ở núi Tam Phong, Hoàng Thiên không hề nghi ngờ. Bởi vì Hoàng Thiên biết, Văn Hùng vẫn luôn muốn báo thù anh, không có lý do gì để lừa anh cả. Cho nên, Văn Hùng nhất định sẽ đi đến núi Tam Phong. Còn về việc tại sao Văn Hùng lại chọn địa điểm gặp mặt là núi Tam Phong, Hoàng Thiên cũng không rõ. Đối phó với một tên nguy hiểm như Văn Hùng, người dưới tay Lã Việt nhất định không dùng được. Thế là Hoàng Thiên gọi điện thoại Vũ Thanh, để Vũ Thanh đi cùng anh. Vũ Thanh cùng đội viên đặc chiến dưới tay anh ta chính là Ngự Lâm Quân của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ gọi một cú điện thoại, Vũ Thanh đã mau chóng dần theo mười mấy người đến. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Vũ Thanh còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, đi đến cạnh Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên nói hết những chuyện xảy ra cho Vũ Thanh nghe, cuối cùng nói, bây giờ lên đường, lần này, nhất định phải diệt sạch hai cha con nhà họ Phạm. Vũ Thanh tức giận vô cùng, anh ta cũng giống như Hoàng Thiên, cũng hơi hối hận. Biết cha con nhà họ Phạm kia hèn hạ như vậy, ngày đó đã tiến bọn chúng xuống âm phủ rồi, sao có thể cho bọn chúng sống đến tận bây giờ? Được rồi, cậu chủ, tôi đã biết phải làm gì rồi. Hai mắt Vũ Thanh híp lại, tia sáng lạnh lẽo bản ra từ khóe mắt khiến người nhìn ớn lạnh. Nhưng mà Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh, anh hiểu rõ Vũ Thanh. Lần này, Vũ Thanh cũng muốn diệt sạch đám người kia. Đây cũng chính là điều Hoàng Thiên muốn. Bây giờ Hoàng Thiên đã muốn giết người, không giết chết cha con nhà họ Phạm thì không được. Nếu không, việc này sẽ cứ lặp đi lặp lại, mãi mãi không thể chấm dứt. Hoàng Thiên lái xe của mình, dẫn Vũ Thanh và những người khác xuất phát đến núi Tam Phong. Hai tiếng sau, mấy chiếc xe đã dừng dưới chân núi Tam Phong. Nơi này không có đường quốc lộ, hoang tàn vắng vẻ, rất ít người qua lại, đến cả chim chóc còn không thèm đậu. Sau khi xe dừng lại, Hoàng Thiên và những người khác đều xuống xe. 10 đội viên đặc chiến dưới tay Vũ Thanh đều trang bị đầy đủ võ trang, tinh thần phấn chấn, chỉ chờ Hoàng Thiên ra lệnh. Hoàng Thiên nhìn những người này, đội hình quá hùng hậu. Nếu để Phạm Văn Hùng nhìn thấy, anh ta chắc chắn sẽ chạy. Nghĩ một lát, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh, anh hãy đi cách xa tôi sẽ lên núi gặp Văn Hùng trước. Vũ Thanh nghe xong lập tức lắc đầu, lo lắng nói với Hoàng Thiên, không được đâu cậu chủ, như vậy quá nguy hiểm. Vũ Thanh rất trung thành với Hoàng Thiên, lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của anh. Nghe thấy Hoàng Thiên nói muốn tự mình lên núi, Vũ Thanh ngay lập tức không đồng ý. Thế nhưng, Hoàng Thiên có suy nghĩ của mình. Nếu dẫn theo những đội viên đặc chiến này của Vũ Thanh cùng lên núi, lỡ như Văn Hùng thấy được, anh ta chắc chắn sẽ không ra mặt chịu chết. Trước mắt, chỉ có thể để mình làm mồi nhử, dụ Văn Hùng và những người khác ra. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên xua tay với Vũ Thanh, nói, đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ một mình lên núi, các anh đi theo phía sau, nhớ là phải cách xa và chú ý ẩn núp. Vũ Thanh thấy Hoàng Thiên kiên định như vậy, đành gật đầu, sau đó vẫy tay gọi một đội viên đặc chiến. Ông Ngư, anh đi theo cậu chủ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu chủ. Vũ Thanh ra lệnh cho Ngư. Ngư tên thật là Trình Ngư, hơn 30 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số những đội viên đặc chiến, xấp xỉ Vũ Thanh. Cậu ta cũng là tay sai được Vũ Thanh trọng dụng nhất, luôn luôn trung thành với Vũ Thanh, kiên quyết chấp hành mọi mệnh lệnh của anh ta. Trình Ngư đồng ý, sau đó cầm cây súng trường đi bên cạnh Hoàng Thiên. Súng trường dễ gây chú ý quá, cầm cái này đi.
Vũ Thanh nhìn cây súng trường của Trình Ngư, lấy súng lục của mình ra. Trình Ngư nhận lấy câu súng lục, đưa súng trường cho Vũ Thanh. Hoàng Thiên vỗ vai Trình Ngư, sau đó đi cùng cậu ta tiến vào núi Tam Phong. Cậu chủ, tôi sẽ núp vào chỗ tối bảo vệ cậu. Cậu nhớ cẩn thận. Vũ Thanh hét to sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, đạp vào bụi gai dưới chân, đi vào trong núi sâu. Núi Tam Phong này rất cao lớn, cũng vì vậy mà nó được đặt cho cái tên này. Ở đây gần như không có ai đến, ngay cả đường núi cũng không có, khiến cho Hoàng Thiên và Trình Ngư đi lại rất khó khăn. Nhân lúc còn chưa tiến vào núi sâu, Hoàng Thiên nhìn điện thoại một chút, điện thoại vẫn còn chút tín hiệu. Anh gọi cho Lâm Huỳnh Mai, lần này điện thoại lại gọi được. Alo, đến rồi hả? Bên kia là giọng nói âm trầm của Văn Hùng. Giọng nói này giống như cười mà không phải cười, mang theo chút đắc ý và khiêu khích, thực sự khiến người ta tức giận. Hoàng Thiên khẽ cắn răng, vốn đang sống rất yên bình, từ ngày mà cha con nhà họ Phạm về Bắc Ninh, mới xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Bây giờ còn quá đáng hơn, giày vò Hoàng Thiên đến tận tỉnh Khánh Hòa, còn phải chui vào rừng núi sâu thẳm, thật sự khiến Hoàng Thiên tức giận. Đến rồi, mày đã đến chưa? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Ha ha, Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, gan mày cũng to lắm, không ngờ mày vẫn dám đến. Văn Hùng cười một trận thật to. Hoàng Thiên nào có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh ta, trầm giọng nói, muốn gặp mặt thì nhanh lên một chút. Còn nếu mày sợ thì thả em vợ tao ra, rồi cút về Bắc Giang của mày đi. Ha ha ha, Phạm Văn Hùng tao mà sợ mày sao? Tao nói cho mày biết, họ Chu kia, động vào Văn Hùng tao là mày không xong đâu. Nhìn thấy tảng đá màu xanh chưa? Sau tảng đá đó là một con đường nhỏ, mày đi dọc theo con đường nhỏ này, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy cô em vợ yêu dấu của mày. Văn Hùng cười lớn, sau khi chỉ đường xong thì lập tức cúp điện thoại. Hoàng Thiên kiềm chế phẫn nộ, nhìn xung quanh, phía trên cách đó không xa thực sự có một tảng đá màu xanh. Dẫn theo Trình Ngư, Hoàng Thiên nhanh chóng đi đến phía sau tảng đá. Quả nhiên có một con đường nhỏ hướng lên núi, không biết là ai làm ra, trông vô cùng tinh tế. Trình Ngư gọi điện cho Vũ Thanh, nói đường ở cho anh ta rồi lập tức kè kè bên cạnh bảo vệ Hoàng Thiên, cùng Hoàng Thiên đi dọc theo con đường nhỏ. Trên đường đi, có không ít những sơn động khác nhau, tất cả đều được hình thành tự nhiên. Trong lòng Hoàng Thiên không khỏi ngạc nhiên, những sơn động này có lẽ cũng phải trải qua rất nhiều năm rồi. 10 phút sau, phía trước thật sự xuất hiện một mảnh đất trống rộng rãi. Nhìn kỹ, Hoàng Thiên mới phát hiện ra, mảnh đất trống này là do con người tạo ra, cây cối bị cưa hết rồi mới san bằng. Hoàng Thiên đoán nơi này có lẽ chính là nơi mà Văn Hùng yêu cầu gặp mặt. Lấy điện thoại di động đã nhìn, đã không còn chút tín hiệu nào. Cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, Hoàng Thiên đề cao cảnh giác. Trình Ngư cũng không dám lười biếng, nắm chặt cây súng trong tay, lúc nào cũng sẵn sàng liều mạng. Hơn một phút trôi qua, từ trong một hang động có hai người đi ra. Hoàng Thiên lập tức nhận ra, một người là Phạm Văn Hùng, còn người kia chính là em trai anh ta, Phạm Văn Doãn. Trên mặt hai anh em này vẫn còn vài vết bầm tím do trước đó bị Hoàng Thiên đập một trận, trong thời gian ngắn vẫn chưa khôi phục được. Trên tay Văn Hùng còn quấn băng gạc, ngón tay đã được nối liền, khôi phục khá tốt. Lúc này, sắc mặt Văn Hùng không có biểu cảm gì, ánh mắt tràn đầy sát khí, nhìn Hoàng Thiên như nhìn kẻ thù sinh tử. Anh ta vẫn còn hận thù trong lòng. Sống đến từng này tuổi, anh ta cũng chưa từng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, bị Hoàng Thiên đánh cho thừa sống thiếu chết, còn mất một ngón tay. Thù này, Văn Hùng nhớ rất kỹ. Ha ha, anh trai, anh nói đúng thật, lá gan của tên họ Hoàng này thật lớn, phải mang theo một tay sai mới dám đến nơi này. Phạm Văn Doãn nhe răng cười, trêu tức nhìn Hoàng Thiên, sau đó nói với Văn Hùng. Văn Hùng nghe xong cũng cười ha ha, nhìn Hoàng Thiên một lượt, quẹt miệng nói, Hoàng Thiên. Vốn dĩ tao chỉ muốn một cái tay của mày, nhưng không ngờ mày còn tự dẫn mình vào lưới. Xem ra tao nhất định phải lấy luôn cả cái mạng mày mới được. Dứt lời, Văn Hùng lấy ra một cây súng lục, lắc lắc trên tay, giống như đang thị uy với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề sợ cái tên Văn Hùng này. Hơn nữa, anh cũng biết, Vũ Thanh nhất định đã dẫn người đi theo, mai phục ở xung quanh. Chỉ cần Văn Hùng dám làm loạn, nhất định sẽ bị người của Vũ Thanh bản cho nổ đầu. Đã có lực lượng hùng hậu như vậy, Hoàng Thiên sao còn phải sợ Văn Hùng nữa? Mày nghĩ mày có bản lĩnh đó sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, hỏi Văn Hùng. Văn Hùng cũng không ngờ Hoàng Thiên lại bình tĩnh như vậy,
việc này thật đáng để suy nghĩ. Mẹ kiếp, sao tên Hoàng Thiên này lại bình tĩnh như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn mang theo không chỉ một người, còn có nhiều người khác mai phục xung quanh đây sao? Văn Hùng thầm nghỉ ngờ trong lòng, nhìn xung quanh một lượt. Nhưng ở nơi rừng cây rậm rạp như vậy, cho dù có giấu 800 người cũng không dễ bị phát hiện. Anh, đừng nói nhiều với tên này nữa. Xử lý hắn, sau đó về thành phố Bắc Ninh cướp luôn vợ của hắn. Phạm Văn Doãn hung tợn nói với Văn Hùng. Hoàng Thiên nghe Văn Doãn nói vậy, khế nghiến răng. Anh nghĩ thầm, tên khốn Văn Doãn này vẫn còn tơ tưởng đến Ngọc An. Thật đáng chết. Ha ha, đừng gấp. Văn Doãn, em quên mất tên Hoàng Thiên này đã trừng trị chúng A như nào rồi sao? Hôm nay, anh muốn hẳn quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin anh. Văn Hùng nhe răng cười. Nói xong, anh ta đắc ý cầm cây súng lục, đi về phía Hoàng Thiên. Văn Doãn đi theo sau Văn Hùng, làm bộ dạng như muốn ăn thịt người, rất nhanh đã đến trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, lập tức quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Tao sẽ chỉ chặt tay mày và tha cho cái mạng chó của mày. Văn Hùng lắc lắc cây súng lục, cười nói với Hoàng Thiên. Nhìn vẻ mặt ghê tởm của Văn Hùng, Hoàng Thiên không thể nén được lửa giận, càng không có tâm trạng mà nghe anh ta nói nhảm. Bốp, bốp. Hoàng Thiên không nói nhiều, lập tức cho Văn Hùng hai cái bạt tai. Việc này thật sự quá bất ngờ, dù là ai cũng không dám nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy mà Hoàng Thiên còn dám đánh Văn Hùng. Cả Văn Hùng và Văn Doãn đều không ngờ, ngay cả Trình Ngư cũng không nghĩ tới. Cậu chủ thật đúng là bậc đế vương. Nóng tính, hiện tại chúng ta đang ở thế bị động, cậu chủ còn ra tay trước nữa chứ. Để phòng chuyện không hay, cậu đã lấy súng lục ra sẵn, nhắm ngay đầu Văn Hùng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn Văn Hùng lên Tây Thiên. Văn Hùng tức muốn ói máu, mất bao nhiêu công mới bắt cóc được Lâm Huỳnh Mai đến đây, chính là vì báo thù Hoàng Thiên. Vậy mà còn chưa kịp báo thù, đã bị Hoàng Thiên cho ăn hai cái tát. Điều này khiến Văn Hùng không thể chấp nhận được. Được lắm, thằng danh này, mày thật sự muốn chết rồi. Văn Hùng nổi cơn thịnh nộ, hét vào mặt Hoàng Thiên, sau đó định giơ súng nhắm vào anh. Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị, biết rằng Văn Hùng nhất định có bầy mai phục ở chỗ này. Nhưng hôm nay, không phải cá chết thì lưới rách, Hoàng Thiên cũng không thèm quan tâm. Anh nhanh chóng tóm lấy bàn tay cầm súng của Văn Hùng, bay lên, tung một cú nhắm thẳng vào bụng anh ta. Ây ai! Văn Hùng đau đớn hét lớn, bay ngược ra sau, cây súng lục rơi xuống. Mẹ kiếp, mang con bé kia rét! Văn Hùng ngã xuống đất, quay đầu hét về phía hang động. Nghe được tiếng quát của Phạm Văn Hùng thì lập tức có 6 tên đàn ông đi từ trong hang động ra. Hai người trong số đó đang giữ chặt cánh tay của Lâm Huỳnh Mai, áp giải cô ta ra khỏi hang động. Trong tay của 6 người đàn ông này, ai nấy đều cầm một khẩu súng. Điều đặc biệt là mấy tên này có vẻ đều bị thương nên tay phải bị băng bó lại nên đều chuyển sang cầm súng ở tay trái giống hệt nhau. Hoàng Thiên liếc mắt một cái thì nhận ra ngay người đang bị khống chế là Lâm Huỳnh Mai. Lúc này đầu tóc cô ta rối bù, mặt tái đi vì sợ hãi, đã cắt không còn giọt máu nào rồi. Mà 6 tên đàn ông kia anh cũng nhận ra được, mấy tên này chính là mấy tên sát thủ được Phạm Văn Hùng huy động từ Bắc Giang tới đây. Mấy người này đi ra xong thì từ trong động lại có mấy người khác nối đuôi theo ra. Là Phạm Văn Hồng cùng với bạn gái của Phạm Văn Hùng Ngô Diệu Hoa, ngoài ra còn một gã trung niên, nhìn qua tầm khoảng 4-50 tuổi cao to vạm vỡ, trông mặt mũi cũng rất dữ tợn. Anh rể, cứu em với. Lâm Huỳnh Mai nhìn thấy thấy Hoàng Thiên thì như thấy được cứu tinh. Bắt đầu hét lớn cầu cứu anh. Hoàng Thiên đánh giá Lâm Huỳnh Mai từ trên xuống dưới, chỉ có đầu tóc hơi rối, quần áo vẫn tương đối chỉnh tề. Thấy vậy lòng anh cũng yên tâm hơn nhiều, xem ra em dâu cũng không bị người xâm hại. Hoàng Thiên đoán đúng, Lâm Huỳnh Mai không hề bị ai xâm hại cả, đương nhiên việc này cũng có lý do cả. Là vì Lâm Huỳnh Mai chỉ vừa bị bắt tới đây được một lát thì Hoàng Thiên đã đuổi tới rồi. Nếu không phải Hoàng Thiên tới sớm thì có khả năng Lâm Huỳnh Mai bị ăn tới xương không còn. Bây giờ thả cô ấy đi tôi còn có thể suy xét tha mạng cho mấy người. Hoàng Thiên quét mắt một vòng nhìn đám người, trầm giọng nói. Anh đang cho mấy người cơ hội cuối cùng, nếu như mấy người biết điều mà ngoan ngoãn thả Lý Huỳnh Mai ra thì anh cùng lắm sẽ chỉ dạy họ một khóa làm người thôi, vẫn sẽ cho họ một con đường sống. Thế nhưng họ có vẻ không biết quý trọng cơ hội này, lời này của anh họ chẳng nghe lọt. Thậm chí còn bị cười nhạo. Ha ha ha, thật là nực mà, Hoàng Thiên anh định làm tôi chết vì cười sao? Là tiếng của Ngô Diệu Hoa,
Cô ta cười ngặt nghẽo nhìn Hoàng Thiên như đang nhìn người ngu vậy, cô ta cảm thấy Hoàng Thiên đúng là người mê nói sảng. Hoàng Thiên liếc mắt sang nhìn thấy bộ dạng đắc chí này của Ngô Diệu Hoa thì cảm thấy cạn lời. Người phụ nữ hình như quên chuyện xảy ra trong quá rượu rồi sao? Hoàng Thiên, đã đến nước này rồi mà mày vẫn còn dám kiêu ngạo à? Mày dám đánh con trai tao, quả thực là không muốn sống mà. Mắt Phạm Văn Hồng trừng lên nhìn Hoàng Thiên mắng, sao ông ta vung tay ý để mấy tên sát thủ cùng tiến lên xử đẹp Hoàng Thiên. Đừng có đánh chết, phải bắt sống cho ao, tao muốn đích thân xẻo thịt nó đến chết. Phạm Văn Hùng nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh cho mấy tên sát thủ. Vâng, anh Hùng, sáu tên sát thủ chỉnh tê hô lên rồi nhanh chóng vọt tới bên cạnh Hoàng Thiên. Lâm Huỳnh Mai sợ tới mức không dám nhìn thẳng, cô ta cuối cùng cũng nhận ra lần này mình gây ra phiền phức lớn rồi, còn khiến Hoàng Thiên cũng bị kéo vào nữa. Phạm Văn Hùng được Phạm Văn Doãn dìu, hai kẻ đứng một bên xem trò vui, trên mặt còn đem theo biểu cảm đắc chí như năm chắc chiến thắng rồi. Bọn họ quả thật nghĩ là mình thắng rồi, chỉ còn đợi Hoàng Thiên bị gô lại rồi từ từ hành hạ thôi. Ngô Diệu Hoa khoanh tay đứng bên cạnh, vui vẻ xem kịch hay. Cô ta cũng đợi Hoàng Thiên bị đánh gục xong rồi sẽ tự tay cho anh một bài học, hả lòng hả dạ. Nhưng những người này nghĩ lầm rồi, Hoàng Thiên nào phải kẻ tầm thường, muốn bắt được anh há có dễ dàng như vậy. Hai tên sát thủ vừa xông lại gần anh thì lập tức bị Hoàng Thiên cho hai đá khiến hai kẻ ngã chồng cành xuống đất. Con mẹ mày, còn dám phản kháng nữa à? Một tên sát thủ cục xúc quát lên, hai mắt hắn ta đỏ bừng. Long lên sòng sọc, hùng hổ bưng súng lên định bắn vào chân Hoàng Thiên. Oanh! Trình Ngư ra tay nhanh như cắt, vừa vung tay lên một cái đã cho tên sát thủ kia một viên đạn vào tay trái. Ây ai! Tên sát thủ hét thảm, tay trái của hắn bị súng của Trình Ngư bắn thủng một lỗ nên súng của hắn ta cũng từ tay trái rơi xuống đất. Trong mắt của Phạm Văn Hùng dần trở nên dữ tợn, anh ta biết rằng, nếu hôm nay không làm thịt Hoàng Thiên thì sau này, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Nổ súng, bắn chết bọn hắn cho tao. Phạm Thanh Hùng ra lệnh cho đàn em của mình. Nhưng mệnh lệnh vừa đưa ra thì hơn chục viên lính đặc chủng xông vào từ bốn phương tám hướng, vây kín Phạm Văn Hùng và đồng bọn. Mấy viên lính đặc chủng này như mãnh hổ xuống núi vậy, dưới sự chỉ huy của Vu Thanh, bọn họ từ lúc xuất hiện tới lúc dàn đội hình chỉ tốn có mấy giây đồng hồ. Mấy tên sát thủ này phải đối mặt với lính đặc chủng cùng hơn chục khẩu súng tự động thì cảm thấy thật quen thuộc. Tình cảnh trước mắt giống hệt với cảnh trong quán rượu ở Bắc Ninh hồi trước, chứng kiến lần thứ hai bọn chúng thật sự không còn cảm thấy xa lạ hay bất ngờ gì. Tôi xem mấy người còn kẻ nào dám động. Ánh mắt Phu Thanh sắc bén, quét mắt một vòng nhìn mấy tên sát thủ mà quát lên. Không có kẻ nào dám nhúc nhích dù chỉ một chút, súng chĩa thẳng vào đầu ai mà dám động thì kẻ đó chết. Đem tất cả súng trên tay ném xuống đất. Trình Ngư cũng lớn tiếng quát. Cạch, cạch, cạch. Mấy tên sát thủ này nào dám phản kháng, tên nào tên đấy đều ngoan ngoãn ném súng xuống đất, hai tay ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống. Chúng chẳng còn cách nào khác, mấy tên sát thủ này cũng tự mình hiểu lấy, với thực lực của sáu người bọn hắn đối phó người bình thường thì không sao nhưng mà để bọn họ liều mạng đánh với đám người Vu Thanh mang tới thì bọn họ thực không dám. Phạm Văn Hùng nhìn cục diện bị xoay chuyển trong nháy mắt thì trong lòng hắn không ngăn được mà run lên vì sợ, thầm nghĩ mẹ nó, chả nhẽ hôm nay phải chết ở đây. Tuy trong lòng rất hoảng loạn nhưng Phạm Văn Hùng vẫn nhớ mình vẫn còn một con bài tẩy, Lâm Huỳnh Mai vẫn ở trong tay anh ta. Anh ta cho rằng, dù thế nào thì Hoàng Thiên nhất định sẽ ưu tiên tính mạng của em vợ của mình hàng đầu. Phạm Văn Hùng nhanh chóng liếc nhìn ra hiệu cho cha của mình, Phạm Văn Hồng lập tức hiểu ngay ya của con trai mình. Lão ta dùng dao găm gác trên cổ Lâm Huỳnh Mai rồi quay sang nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, cậu lập tức ra lệnh cho người của mình buông súng xuống, nếu không tôi sẽ giết em dâu của cậu. Ây ai, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lâm Huỳnh Mai sợ tới mức hét toáng lên, từ trước tới nay cô ta chưa bao giờ rơi vào tình cảnh hiểm nguy thế này. Con dao găm cực kỳ sắc bén, chỉ cần Phạm Văn Hồng hơi mạnh tay một chút là cô sẽ đi đời nhà ma. Pằng, pằng. Còn không đợi Hoàng Thiên phải lên tiếng thì Vu Thanh đã nổ súng. Tiếng súng vang lên, theo đó là tiếng hét thảm thiết của Phạm Văn Hồng, con dao trong tay lão ta cũng theo đó là lạch cạch rơi xuống đất. Cổ tay lão ta đã trúng đạn, máu tươi theo vết thương tuôn ra. Lão bụng lấy vết thương trên cổ tay mà bỗng hoài nghỉ nhân sinh. Ông ta rất không hiểu, tại sao trình độ bắn súng của đàn em Hoàng Thiên đều chuẩn xác, nhanh nhạy như vậy chứ. Nhắm đâu chúng đó, lại còn nhanh khiến người khác không kịp phản ứng nữa, điều này thật quá kinh khủng.
Phạm Văn Hồng còn chưa kịp phản ứng thì Vu Thanh đã vọt đến cạnh người lão, đá ra một cước khiến lão ta ngã nhào xuống đất, rồi thành công giải cứu Lâm Huỳnh Mai. Khi Vu Thanh dẫn Lâm Huỳnh Mai đến bên cạnh Hoàng Thiên thì anh mới thở phào một hơi. Hoàng Thiên thực không ngờ, lần này đi cứu Lâm Huỳnh Mai lại có thể diễn ra thuận lợi tới vậy. Đây cũng là nhờ có Vu Thanh và đàn em toàn là lính đặc chủng đến đúng lúc, lại có đủ tính uy hiếp thì mọi việc mới suôn sẻ như vậy. Anh rể, hu hu hu. Lâm Huỳnh Mai sắp bị dọa chết ngất rồi, cô ta bất chấp ở đây có rất nhiều người, cứ thế và nhào vào lòng Hoàng Thiên khóc to. Dù bình thường cô em vợ này có hơi chua ngoa, nhưng dù sao cũng đã từng sống chung nhà 4 năm, cùng lại là em ruột của Lâm Ngọc An nữa. Xem ra hôm nay Lâm Huỳnh Mai đúng là bị dọa sợ đến bể gan, rúc vào lòng Hoàng Thiên gào khóc, run rẩy, đáng thương như con thú nhỏ. Hoàng Thiên thấy vậy cũng không đành lòng mà trách cứ cô. Thôi, không khóc, mọi chuyện qua rồi. Hoàng Thiên võ nhẹ vai Lâm Huỳnh Mai, nhẹ nhàng an ủi cô. Bây giờ Lâm Huỳnh Mai rốt cuộc cũng nhận ra Hoàng Thiên tốt đến mức nào, lại nhớ đến trước kia mình đối xử với anh cay nghiệt ra sao, luôn là những lời cười nhạo, mỉa mai cay độc thì Lâm Huỳnh Mai bỗng cảm thấy hổ thẹn, cô nhận ra mình trước đây thật quá đáng. Anh rể, thật sự xin lỗi, thực xin lỗi anh nhiều lắm. Trước kia là do em không biết điều, anh yên tâm, sau này em sẽ không thế nữa, sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ chọc giận anh nữa, em hứa. Lâm Huỳnh Mai đứng trước mặt Hoàng Thiên tỏ vẻ vô cùng quyết tâm, nói ra những lời rất như chạm tận đáy lòng. Hoàng Thiên cũng rất bất ngờ, ai mà ngờ được có một ngày Lâm Huỳnh Mai sẽ nói ra những lời này với anh cơ chứ. Xem ra sự tình ngày hôm nay anh hao hết sức lực đến đây cứu Lâm Huỳnh Mai cũng không phải là đổ sông đổ bể, con nhóc này trải qua chuyện này rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Tên đạo diễn đã lừa gạt em đâu? Hoàng Thiên liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Không nhìn thấy bóng dáng tên đạo diễn kia đâu, cũng không thấy ba gã đàn ông kia đâu thì quay sang hỏi Lâm Huỳnh Mai. Mấy người đó bắt em sau giao cho Phạm Văn Hùng rồi lập tức rời đi mất, anh rể, xin lỗi, đều tại em quá dễ bị người ta lừa gạt. Lâm Huỳnh Mai vô cùng hối hận, mũi lại bắt đầu khụt khít khóc. Hoàng Thiên an ủi Lâm Huỳnh Mai một chút rồi để cô ấy đứng một bên còn mình thì đi tới gần chỗ Phạm Văn Hùng. Giờ phút này thì Phạm Văn Hùng đã hoàn toàn bị tình thế lúc này dọa sợ. Trước anh ta cũng đoán được Hoàng Thiên sẽ dẫn theo bọn Vu Thanh đến, nhưng anh ta cứ nghĩ có Lâm Huỳnh Mai trong tay thì mọi chuyện vẫn có thể hoàn thành. Không ngờ rằng Lâm Huỳnh Mai bị cứu đi dễ dàng như. Vậy, cứ như lúc đánh bài, trên bài anh ta có quân bài tẩy cứu cánh đột nhiên lại bị đối thủ xé mất. Bây giờ anh ta đã vô lực, không còn gì để phản kháng rồi. Cha vợ, người mau cứu con với. Chính cha khẳng định là có thể bắt được Hoàng Thiên Mai. Phạm Văn Hùng quay đầu cầu cứu người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Ngô Diệu Hoa. Người đàn ông cao to lực lưỡng đứng cạnh Ngô Diệu Hoa chính là cha của cô ta, Ngô Bá Khuê ở đất Khánh Hòa. Ở Khánh Hòa, là nhân vật khét tiếng ở đó, chỉ cần người ta nghe đến tên ông ta thôi cũng đã bị dọa mất mật rồi. Ông ta cũng chính là người hứa hẹn với Phạm Văn Hùng là sẽ giải quyết Hoàng Thiên nên Phạm Văn Hùng mới dám cho người bắt cóc Lâm Huỳnh Mai mang đến đây để dụ Hoàng Thiên lộ mặt. Thực tế mà nói, Ngô Bá Khuê là kẻ tài cao gan lớn, nhưng nhìn thấy cục diện trước mắt trong lòng lão ta cũng không khỏi phát run. Nói đùa, bây giờ có hơn 10 đầu súng tự động đang nhắm thẳng vào đầu lão, kể cả Ngô Bá Khuê có chút thực lực trong người thì chắc chắn cũng không là cái si nhê gì với những người Hoàng Thiên mang tới. Bây giờ Ngô Bá Khuê rất hoảng rồi, không được, không được, lão ta lăn lộn ngoài đời lâu như vậy đương nhiên biết người nào mình có thể gây sự, người nào tuyệt đối không thể dây vào. Khi lão nhìn thấy Vu Thanh dẫn những người này đến tiếp viện cho Hoàng Thiên thì lão biết, việc hôm nay lão đã quá liều lĩnh rồi. Nếu sớm biết Hoàng Thiên thực lực cùng thế lực hùng hậu như thế thì bất kể Phạm Văn Hùng nói gì ông cũng nhất quyết không nhận lời giúp đỡ. Phạm Văn Hùng, mày là thằng khốn khiếp, chết một mình thì thôi còn kéo theo ông làm gì. Lại nghe thằng này cứ kêu cứ bên tai, lão mới tức mình quay sang chừng nhìn Phạm Văn Hùng còn cái, trong lòng đã mắng tên này thành heo thành chó rồi. Phạm Văn Hùng nào có biết trong lòng Ngô Bá Khuê đang nghĩ cái gì, trong ấn tượng của anh ta, cha vợ tương lai của gã chính là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, trâu bò, để ông đối phó Hoàng Thiên là dư xài. Cha vợ, sao người vẫn đứng im đó? Người mau chóng trị tên Hoàng Thiên này đi. Phạm Văn Hùng gào to, hô hào cổ vũ ông ta, giọng nói kia vội vàng vô cùng. Ngô Bá Khuê thầm mắng Phạm Văn Hùng ngu đần, để lão ta lên đấu với Hoàng Thiên. Thật ngu! Tay không đấu với súng cùng mười mấy tên đặc chủng sao? Lão mà tiến lên chính là đi chịu chết.
cậu cho tôi là thần tiên sao? Mẹ kiếp, chuyện này tôi không tiếp nổi. Ngô Bá Khuê quát lên làm cho Phạm Văn Hùng hơi ngây người, bởi lúc trước Ngô Bá Khuê còn võ ngực đảm bảo rằng nhất định sẽ khiến cho Hoàng Thiên trở nên thật thảm. Giúp anh ba báo thù cho hả giận kia mà. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ mà xem, Ngô Bá Khuê thật không đáng tin. Ông là đồ nhát gan, bị tên Hoàng Thiên dọa cho sợ mất mật. Phạm Văn Hùng không đạt được mục đích lập tức đổi giọng, nghiến răng nghiến lợi mắng lão ta. Ngô Bá Khuê thật không ngờ tên Phạm Văn Hùng dám mắng lão ta như vậy, khiến lão ta tức đến tím mặt mày. Phạm Văn Hùng, tên khốn khiếp nhà anh, sao anh dám mắng cha tôi như vậy hả? Ngô Diệu Hoa thấy cha mình bị Phạm Văn Hùng mắng như vậy sao nhịn nổi, cô ta chỉ thẳng vào mặt Phạm Văn Hùng mà mắng. Con mẹ mày, con khốn này, trước đây cô khen cha mình lên tận mây, tưởng ghê gớm thế nào ra cũng chỉ là tên giang hồ lởm. Phạm Văn Hùng không tiếc dùng những ngôn từ bẩn thỉu để mắng người yêu mình. Thế là mấy người bắt đầu ầm, hết cả lên, Ngô Diệu Hoa cùng cha cô ta Ngô Bá Khuê cùng một phe, mắng Phạm Văn Hùng không ra thể thống gì, em ép Phạm Văn Hùng cũng không chịu thua kém, ba người càng cãi nhau thì lời lẽ càng ngày càng trở nên ô uế, khó nghe. Thực là địch chưa đánh đã tự tương tàn. Hoàng Thiên đứng cạnh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy cạn lời với ba người này. Anh tới nơi này để cứu Lâm Huỳnh Mai. Lại tiện tay phá luôn chỗ dựa của Phạm Văn Hùng, mà không phải đến để nghe mấy người này chửi nhau. Tất cả câm miệng. Hoàng Thiên quát lên. Một tiếng quát lên này rất có uy lực, khiến cho ba người Phạm Văn Hùng, Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa đang ầm, phải im bặt, không dám mở miệng. Hoàng Thiên cũng chỉ quát lên như thế rồi cũng không nói thêm gì với mấy người, anh không rảnh tốn nước bọt cùng bọn họ. Anh quay sang nói với Vu Thanh, cho cha con nhà họ Phạm sang góc kia học một khóa. Để cho họ hối hận vì sinh ra trên đời này. Vâng. Phu Thanh đã đứng cạnh chờ Hoàng Thiên ra lệnh đã lâu, giờ Hoàng Thiên vừa ra lệnh cậu đáp rồi mang theo mấy người xông tới phía cha con nhà họ Phạm. Thấy mấy người xông đến làm Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Hùng sợ tái mặt. Khí thế của mấy người Phu Thanh cứ như thú dữ, hùng hùng hổ hổ như muốn sơi tái bọn họ vậy. Tha cho tôi, cậu Thiên, tha cho tôi chót dại, sau này không dám như thế nữa ạ. Phạm Văn Hồng không chờ bị đánh đã lao ra cầu xin tha thứ, vẻ mặt tỉ tiện, không có chút tự trọng nào, nhưng không ích gì, ngay đến chính Phạm Văn Hồng cũng hiểu rõ lời cầu xin này vô dụng, không cứu nổi ông ta. Trước kia Phạm Văn Hồng đã không ít lần cầu xin Hoàng Thiên tha thứ, Hoàng Thiên cũng từng cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta không biết quý trọng lấy, đến hôm nay mọi lời cầu xin đều không thể khiến ông ta thoát được. Phạm Văn Hồng hiểu rất đúng tình hình. Dù cho trí nhớ Hoàng Thiên có không tốt đi chăng nữa thì anh vẫn thể nhớ được từng lần Phạm Văn Hồng bỏ hết tôn nghiêm tự trong để cầu xin tha thứ. Ông vẫn có thể cầu xin tôi tha thứ. Ông cho rằng tôi sẽ cho ông một cơ hội khác sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Phạm Văn Hồng. Lần này tôi biết mình sai thật rồi. Cậu Thiên, chỉ cần cậu tha cho cha con chúng tôi một con đường sống về sau cái mạng tôi là của cậu. Nguyện làm trâu làm ngựa, nghe theo tất cả những gì cậu nói, không dám làm trái ý cậu nữa. Phạm Văn Hồng vẻ mặt đầy đau khổ quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin Hoàng Thiên tha mạng. Đúng vậy, anh Thiên, tôi, Phạm Văn Doãn cũng vậy, sau này em không dám gây sự với anh nữa, sau này em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Phạm Văn Doãn cùng học theo cha cậu A mà quỳ xuống đất. Ai cho phép mày cử động? Trình Ngư xông đến, dùng báng nện mạnh vào đầu Phạm Văn Doãn khiến đầu cậu ta chảy máu, đau đớn ngã xuống đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Phạm Văn Hồng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vu Thanh đạp cho một cái ngã ngửa ra rồi lại lập tức bị mười mấy cái báng súng trường nện cho kêu cha gọi mẹ, cả người xuất hiện hơn chục chỗ rạn, nứt, gãy xương. Sau một lúc, hai mấy cha con Phạm Văn Hồng đã không nhận ra mặt nhau nổi nữa, họ đều bị đánh cho bán sống bán chết, ngã lăn ra đất rên hừ hừ. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn hết tất thảy, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói. Đối với cha con nhà họ Phạm thì Hoàng Thiên không có một chút thương hại nào, chẳng những thế anh còn đang suy nghĩ có nên diệt trừ ba cha con này tận gốc không. Lâm Huỳnh Mai vẫn luôn không rời Hoàng Thiên nửa bước, ở vùng thâm sơn cùng cốc này nguy cơ ở khắp nơi, cô cảm thấy chỉ có ở cạnh Hoàng Thiên mới là an toàn nhất. Lúc trước cô bị mấy cha con nhà họ Phạm dọa cho khiếp vía, ba người họ đúng là ác mộng của cô, nhưng ai ngờ khi anh rể xuất hiện, nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát giải quyết ác mộng này. Bây giờ ba cha con nhà họ Phạm thảm hại vô cùng. Lâm Huỳnh Mai bắt đầu kính nể Hoàng Thiên từ tận đáy lòng, mặt cũng trở nên nóng rát hơn, cảm giác mình trước kia thật ngu xuẩn, nếu có thể cô muốn quay về đánh cho chính mình hồi đó tỉnh ra.
Nếu như sớm biết anh rể của mình mạnh mẽ tới vậy thì không đời nào cô đối xử với anh ấy như vậy. Cô rất muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng bây giờ anh không để ý đến cô nên cô đành nén lại sự hổ thẹn trong lòng mình, im lặng đứng cạnh anh. Khác với Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn, Phạm Văn Hùng lại khá cứng, dù sao. Phạm Văn Hùng mạnh hơn hai người kia nhiều, thêm vào việc anh ta lăn lộn dưới Bắc Ninh cũng rất khá, nên chẳng mấy lần gặp được tình huống như vậy. Hoàng Thiên, con mẹ mày, có gan thì đụng đến ông mày thử xem, mày tốt nhất đừng để tao về được Bắc Ninh, bằng không mày lo tìm sẵn quan tài đi. Phạm Văn Hùng trừng mắt, hung hăng uy hiếp Hoàng Thiên. Bởi vì Phạm Văn Hùng cũng hiểu rằng cho dù cầu xin Hoàng Thiên cũng không có ích gì, tên Hoàng Thiên này chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Phạm Văn Hùng đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng, Hoàng Thiên ngay từ đầu đã không có ý định buông tha cho anh ta. Thấy Phạm Văn Hùng vẫn còn dám mở miệng hò hét, Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh. Phạm Văn Hùng có phải mày thấy tao quá nhân từ sao? Hay nghĩ tao không dám làm gì mày? Hoàng Thiên đi tới trước mặt Phạm Văn Hùng, mỉm cười nói. Phạm Văn Hùng dù biểu hiện ra rất cứng, rất dũng mãnh nhưng ai biết trong lòng hắn từ lâu đã run cầm cập rồi. Giờ lại thấy nụ cười treo trên mặt Hoàng Thiên càng khiến hắn hoảng loạn vô cùng. Nếu người bình thường gặp được tình huống như vừa rồi chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, nhưng loại người bị mắng như vậy lại treo nụ cười thế kia thì một là tên điên, hai là loại không thể dây vào, mà Hoàng Thiên thì không điên. Mày cười cái gì, rốt cuộc mày muốn thế nào? Phạm Văn Hùng hơi hãi. Vừa hỏi Hoàng Thiên vừa chậm chậm lui về phía sau, nghĩ muốn cách xa Hoàng Thiên càng xa càng tốt. Được, mày muốn biết thì giờ tao sẽ nói mày biết tao muốn thế nào. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, ngay sau đó anh đột nhiên túm lấy tóc của Phạm Văn Hùng. Tên Phạm Văn Hùng này cũng rất đen đủi, anh ta để tóc rất dài, nên sau khi bị Hoàng Thiên túm chặt thì không có cách nào thoát được. Sau đó lần lượt là cú lên gối, cú sút thẳng mặt, khiến mặt mũi anh ta dần biến dạng, loang lổ đầy máu. Hoàng Thiên cũng lười đánh tiếp, đánh được mấy cái thì ném xuống đất, quay sang nói với Vu Thanh, trói ba cha con này lại. Vâng. Vu Thanh đáp rồi nhanh chóng lôi mấy người đang bị đánh ra xong trói tất cả lại, lần này có nói cái gì cũng không ai tha cho bọn họ. Anh Thiên, giờ xử lý bọn họ thế nào đây? Giết luôn chứ ạ? Vu Thanh tàn nhẫn nói ra, lại hỏi Hoàng Thiên xem xử lý thế nào. Nghe xong những lời Vu Thanh nói, hai cha con Văn Hồng và Văn Doãn sợ tới mặt tái mét. Hoảng sợ nhìn sang Hoàng Thiên, rất sợ Hoàng Thiên sẽ làm như vậy. Giờ chỉ cần Hoàng Thiên gật đầu một cái thì ba cha con bọn họ sẽ có một tour du lịch suối vàng và không có vé khứ hồi rồi, đây cũng không phải chuyện đùa. Mà tên Phạm Văn Hùng có hung hăng đến đâu thì anh ta vẫn là người bình thường, vẫn sợ hãi cái chết, chết tử tế cũng không sánh được còn sống. Nhưng họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thiên quyết định sinh tử của mình, Phạm Văn Hùng cũng vứt hết mặt mũi của mình cầu xin tha thứ. Hy vọng Hoàng Thiên đừng giết mình. Cậu Thiên, tha cho mạng chó của chúng tôi đi mà, cậu tha cho chúng tôi thì cậu muốn gì tôi cũng hết sức đáp ứng. Đứng trước sinh và tử, Phạm Văn Hồng sợ hãi vô cùng, bệnh tim của ông suýt nữa tái phát. Đúng vậy, anh Thiên, tất cả đều do thằng anh Hùng khốn nạn của em, anh ta ngu đần làm gì không làm lại làm ra một đống tai họa lớn nên em mới bị kéo vào. Phạm Văn Doãn hết nước cầu xin Hoàng Thiên, cậu ta còn bán đứng cả anh trai ruột thịt. Chửi mắng không thương tiếc. Nhìn thấy hai cha con Văn Hồng và Văn Doãn mãnh liệt muốn sống mà cầu xin thảm hại như vậy, đến cả ruột thịt cũng bán đứng thì sát ý trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Ban đầu, Hoàng Thiên có ý giết tất cả cha con nhà họ Phạm, nhưng bây giờ anh lại có ý tưởng khác, anh nhớ ra có hai người đang ở châu Phi xa xôi ngày ngày lao động khổ cực. Là hai cha con Trịnh Hải và Trịnh Hiểu Phong. Hai cha con họ chắc hẳn đang rất cô đơn. Nếu đưa mấy cha con nhà họ Phạm qua đó nữa thì chắc hẳn mấy người sẽ rất vui, có khi trở thành bạn tốt nữa kia. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên không nhịn được cười, quay sang hỏi Vu Thanh, người bạn kia của cậu bên châu Phi có thiếu người đi đào quặng không? Vu Thanh nghe Hoàng Thiên nói vậy thì hiểu ngay anh định làm gì, không ngăn được nở nụ cười. Ha ha, đương nhiên là thiếu, thiếu rất nhiều là đằng khác. Vậy, đặt ngay chỗ cho mấy cha con nhà họ Phạm đi, đưa họ sang đó coi như lao động cải tạo. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy cha con nhà họ Phạm mặt đầy nghi ngờ, khó hiểu, không biết Hoàng Thiên sẽ xử lý bọn họ thế nào đây. Hoàng Thiên cũng không giải thích cho mấy người bọn họ, xử lý xong ba cha con nhà họ Phạm xong, Hoàng Thiên lại nhìn sang Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa cách đó không xa.
Thấy Hoàng Thiên nhìn sang, hai cha con bọn họ cũng rất khẩn trương, hồi hộp, không biết anh sẽ xử lý hai cha con họ thế nào. Cô tên Ngô Diệu Hoa đúng không? Trong lòng cô nghĩ cha của mình tốt đẹp lắm sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Ngô Diệu Hoa, trầm giọng hỏi. Bị Hoàng Thiên nhìn chằm chằm như vậy, Ngô Diệu Hoa mới biết Hoàng Thiên đáng sợ đến mức nào. Cô ta bối rối nhìn lại Hoàng Thiên, gương mặt xinh đẹp tái mét. Anh Hoàng Thiên, anh bỏ qua cho tôi đi, dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, anh tha cho tôi đi. Ngô Diệu Hoa bày ra bộ dạng đáng thương, cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, tôi cũng không muốn chấp nhặt với phụ nữ, nhưng loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô thực khó để bỏ qua. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Ngô Diệu Hoa nghe vậy trong lòng bỗng run lên, tình hình này, khả năng là Hoàng Thiên không định tha cho cô. Anh Hoàng Thiên, em đã biết sai rồi, anh cho em cơ hội một lần thôi, được không? Ngô Diệu Hoa lại dùng bộ dạng nũng nịu để nài nỉ tựa như muốn dùng thân mê hoặc Hoàng Thiên vậy. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng này của cô ta, cảm thấy hơi buồn nôn. Anh cũng nhìn ra được, Ngô Diệu Hoa hoàn toàn không nhận thấy việc mình làm là sai, không ăn năn hối lỗi chút nào, loại người này hết thuốc chữa rồi. Đừng lằng nhằng, tôi cảm thấy cô cùng cha mình cũng nên sang châu Phi đào mỏ đi, tránh gây họa cho Việt Nam này. Hoàng Thiên rất bình thản nói. Đi châu Phi đào mỏ. Cuối cùng Ngô Diệu Hoa cũng biết Hoàng Thiên đưa mấy cha con nhà họ Phạm sang châu Phi làm gì, biết được điều này thì mặt cô ta trở nên trăng bệch. Từ nhỏ tới lớn cô ta vẫn luôn sống trong nhung lụa, chưa từng phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì, bây giờ Hoàng Thiên muốn đưa cô sang châu Phi đào quảng khác nào muốn giết cô đâu. Cha ơi! Làm thế nào bây giờ? Ngô Diệu Hoa hoảng sợ nhìn sang Ngô Bá Khuê mà hỏi. Dù trong lòng Ngô Bá Khuê rất sợ nhưng thực ra lão ta vẫn có một chuẩn bị khác. Lão A Thừa lúc mọi người đang buông lỏng cảnh giác thì cầm lấy tay Ngô Diệu Hoa chạy về phía sơn động sau lưng. Ôi trời! Hoàng Thiên thấy hành động của Ngô Bá Khuê cũng không khỏi kinh ngạc. Từ lúc xuất hiện Ngô Bá Khuê vẫn luôn tỏ ra co cụm, yếu thế nên Hoàng Thiên cũng buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ Ngô Bá Khuê đột nhiên mang theo Ngô Diệu Hoa chạy trốn, chạy còn rất nhanh nữa. Ổ Vu Thanh cũng không ngờ Ngô Bá Khuê lại chạy, nhìn theo bóng lưng bọn họ cũng sắp khuất khỏi tầm mắt rồi, Vu Thanh nhanh chóng đuổi theo. Làm sao Hoàng Thiên có thể để cho cha con Ngô Bá Khuê chạy được chứ, đám người này một kẻ cũng không thể tha, nếu không sau này sẽ vô cùng phiền phức. Vu Thanh đuổi theo, Hoàng Thiên cũng theo sát anh ta chạy vào trong hang. Trình Ngư đang định mang theo mấy người cùng đuổi theo thì lại nghe Vu Thanh ra lệnh. Các cậu ở ngoài này canh chừng cha con nhà họ Phạm đi. Vâng, anh Thanh. Trình Ngư lập tức đáp, rồi sai mấy người mang mấy cha con nhà họ Phạm di giam lại. Hoàng Thiên và Vu Thanh đều không muốn mang quá nhiều người vào hang động, ở đây không gian quá hẹp, mà dù sao cũng chỉ là đối phó một tên Ngô Bá Khuê thôi, họ không tin hai người họ lại không trị được Ngô Bá Khuê. Lâm Huỳnh Mai nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên đang chạy vào hang động cũng Vu Thanh, trong lòng vô cùng lo lắng. Cách đây không lâu cô còn bị giam trong đó nên cô biết rõ trong cái hang kia quái dị như thế nào. Anh rể cẩn thận, nhanh quay lại đi, đừng đi vào đói. Lâm Huỳnh Mai chạy tới cửa hang động, dùng sức hô lớn vào trong. Đáng tiếc vẫn không kịp, tốc độ của Hoàng Thiên và Vu Thanh quá nhanh. Hai người họ đã đuổi sâu vào trong nên không nghe thấy tiếng hô của Lâm Huỳnh Mai. Sau khi tiến vào hang động thì Hoàng Thiên mới phát hiện trong này rất mát mẻ, nhưng cái loại mát mẻ thấm qua da thịt. Thấu vào tận xương này làm người ở đây rất khó chịu. Hơn nữa, trong hang động còn tối om, không có chút tia sáng nào đến được đây, làm cho người đứng trong đó không nhìn thấy gì cả, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh truyền lại từ phía trước nên có thể biết hai người kia chạy hướng nào. Không ngờ trong hang động này lại rất rộng rãi, hơn nữa còn rất sâu, Hoàng Thiên và Vu Thanh đã đuổi theo hai cha con nhà họ Ngô được mấy trăm mét rồi nhưng vẫn chưa thấy hai người kia dừng lại. Chẳng lẽ cái hang động này còn một lối ra khác? Lại đuổi thêm vào 100 mét nữa, thì đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, chắc hẳn Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa rơi vào đường cùng rồi. Cậu chủ cẩn thận, Vu Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng Thiên khẽ ừ một tiếng rồi cũng từ từ đi chậm lại, bởi vì xung quanh tối om, chẳng nhìn thấy cái gì cả nên không thể không đề phòng một chút. Ha ha, thằng nhóc họ Hoàng kia, mày cho rằng tao, Ngô Bá Khuê là người chúng mày muốn làm gì thì làm sao? Lúc này giọng Ngô Bá Khuê truyền ra từ bóng tối, điều cười của lão nghe rất âm trầm, mang theo đầy ác ý. Giọng nói u ám, tiếng cười âm trầm, lại bị hang động làm vọng lại khiến cho nó càng trở nên vi diệu, làm người nghe ám ảnh, sợ hãi.
nếu không nắm chắc có thể làm thịt Hoàng Thiên thì lão ta sẽ không cười đắc chí tới vậy. Hoàng Thiên nghĩ đến điểm này, trong lòng cũng bắt đầu trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ lão ta chuẩn bị gì đó trong này nên dụ mình vào đây? Mình trúng kế rồi sao, không nên đuổi theo lão. Trong lòng Hoàng Thiên bắt đầu có những suy nghĩ như vậy, anh vừa định cung Vu Thanh rời đi nhưng đã chậm mất rồi. Chỉ thấy trong bóng tối một ánh đuốc bỗng sáng lên, làm trong hang động sáng hẳn lên. Dưới ánh đuốc, hai cha con Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa đang đứng đó, vẻ mặt đắc ý của hai người cũng sáng rực lên, rõ ràng vô cùng. Ngoài ra còn có bốn tên đàn ông đang giơ bó đuốc lên, vẻ mặt cũng đang cười lạnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Vu Thanh. Ha ha, Hoàng Thiên, mày đã quá kiêu ngạo rồi, hôm nay mày nhất định phải chết ở đây. Ngô Diệu Hoa cười khanh khách, cô ta nhìn Hoàng Thiên như người đã chết vậy. Hoàng Thiên đang định nói gì đó thì bỗng có một mùi hương kỳ dị bay tới, mùi này rất thơm nhưng thơm một cách kỳ quái. Ngửi phải mùi hương này sẽ khiến cơ thể bủn rủn vô lực, đầu thì mê mang, nặng nề. Hỏng rồi. Hoàng Thiên lập tức biết rõ chuyện này không ổn, đây rõ ràng là độc, ngửi phải mùi hương này xong anh còn suýt nữa không đứng nổi, chỉ muốn nằm ngay ra đất thôi. Hỏng rồi, mau trốn. Vu Thanh thấp giọng nói với Hoàng Thiên, sau đó lôi khẩu súng ngắn ra, anh ta chuẩn bị cản mấy người này lại phía sau để Hoàng Thiên thoát thân. Nhưng đã quá trễ, Vu Thanh vừa móc súng ra thì tay đã không còn chút lực nào để giơ súng nữa, súng rơi lại cạch xuống mặt đất. Ha ha ha, bây giờ bọn mày đến súng còn không cầm nổi nữa thì lấy sức đâu để chạy hả? Ngô Bá Khuê đắc chí cười lớn, chậm rãi đi đến chỗ của Hoàng Thiên cùng Vu Thanh. Mẹ nó, quá khinh suất rồi. Trong lòng Hoàng Thiên thầm tự mắng mình, nhưng giờ hối hận cũng không có ích gì. Mọi việc xảy ra từ đầu đến cuối tên Ngô Bá Khuê vẫn luôn tỏ ra yếu thế, không phản kháng khiến mọi người đã buông lỏng cảnh giá rồi, nhưng thực chất con cáo già này lại có kế hoạch đằng sau, mọi biểu hiện giá dối ấy là để dụ anh vào trong hang động. Cũng không biết là trong hang động này đến cùng là có cái gì mà lại tỏa ra mùi thơm chết tiệt này. Hoàng Thiên, mày cũng có bản lĩnh đấy nên tao cho mày chết rõ ràng một chút. Nhìn thấy đám thực vật màu xanh leo trên đá kia không? Thứ này có thể tản ra được mùi thơm làm cho cơ thể tạm thời thoát lực, thần kỳ không? Ngô Diệu Hoa rất đắc chí giảng giải cho Hoàng Thiên, như đang nghênh ngang khoe khoang sự chiến thắng của cô ta. Lúc này Ngô Bá Khuê cũng đến gần chỗ Hoàng Thiên. Con gái ngoan của ta, con cần gì phải cùng người chết nói nhiều chứ? Ha ha ha, lần này chúng ta lời to rồi, tên Hoàng Thiên mang tới hơn chục khẩu súng tự động. Ngô Bá Khuê vì sự lật kèo hoàn hảo của mình mà vui vẻ, đắc chí vô cùng. Bốn tên đàn ông kia cũng lại gần, cầm đầu bọn chúng là một gã trung niên khoảng 40 tuổi, da dẻ trắng trẻo, người này đi tới trước mặt Hoàng Thiên cười nói, Hoàng Thiên, em dâu của mày được đấy, lúc nào cũng mơ mộng được làm diễn viên. Ban đầu tao mang cô ta đến đây đáp để thỏa mãn giấc mơ của cô ta nào ngờ, tên phá đám nhà mày lại đến quá sớm, phá hỏng chuyện của tao. Mày chính là tên đạo diễn kia. Hoàng Thiên cắn răng chịu đựng, cố giữ lấy một chút sức lực, giận dữ hỏi. Ha ha, dù sao mày cũng sẽ chết, nói cho mày biết cũng được. Kẻ hèn này tên Văn Long, nhà ở Bắc Ninh, sớm nghe danh cậu Thiên đây có quan hệ thân thiết với Lã Việt, nổi tiếng cả Bắc Ninh nhưng đáng tiếc, hôm nay lại an nghỉ ở nơi khỉ ho cò gái này. Tên Văn Long nói xong thì cười ha hả, những lời khiêu khích rất đáng giận nói thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Giờ Hoàng Thiên đã biết rõ, tên đạo diễn chó má này tên Văn Long thật ra là đàn em của tên Ngô Bá Khuê. Cũng chính là tên Văn Long này là kẻ lừa, chút rượu Lâm Huỳnh Mai rồi bắt cóc cô tới đây rồi giao cho Ngô Bá Khuê và bỏ Phạm Văn Hùng. Văn Long, tên khốn này, mày đúng là muốn chết mà. Hoàng Thiên giận dữ nói. Ha ha ha, Hoàng Thiên này, mày lấy đâu ra dũng khí mà dám nói với tao như thế hả? Nếu mày có thể sống để quay về Bắc Ninh ao còn sợ mày chứ, nhưng tiếc thay, anh Khuê sẽ không để mày sống ra khỏi đây đâu. Tên Văn Long cười to nói. Hoàng Thiên biết rõ hôm nay mình quá sơ suất, thật sự là hoàn toàn thất bại. Đây được gọi là lật thuyền trong mương sao, nếu biết trước thì đã không sơ suất chạy vào trong này rồi. Nhưng mà bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, Hoàng Thiên bắt đầu nín thở, nếu không hít thêm cái mùi kia hẳn sẽ không bị ảnh hưởng, lúc đó cơ thể sẽ khôi phục được phần nào. Nhưng nín thở mãi cũng không phải biện pháp hay, vì cũng chẳng nín được bao lâu, và lại khi chiến đấu mà nín thở cũng khó mà thắng được nhiều người như vậy. Nhưng nhìn bọn người Ngô Bá Khuê không hề bị ảnh hưởng bởi mùi thơm kia, chắc hẳn bọn này có thuốc giải và đã dùng từ trước rồi nên mới bình an vô sự thế kia.
Phù Thanh vẫn đứng như trời trồng ở kia, không nên tiếng nói lời nào, anh ta hẳn đã bắt đầu nín thở rồi, hiện tại đang từ từ hồi phục cơ thể, đem hai thằng này trói lại đã, bên ngoài kia vẫn còn mấy tên có vũ khí, dùng hai tên này uy hiếp bắt bọn chúng giao ra vũ khí. Ngô Bá Khuê trầm giọng ra lệnh cho tên Văn Long. Ra lệnh cho Văn Long xong, trong lòng Ngô Bá Khuê vô cùng hưng phấn. Dù lão ta lăn lộn nhiều năm rồi, thế lực cũng rất hùng hậu nhưng từ trước tới này chưa bao giờ được chạm vào mấy món vũ khí tinh xảo như mấy cây súng ngoài kia. Nghĩ đến việc tất cả những thứ kia sẽ thuộc về mình, lão không nén được mà hưng phấn, nghĩ này nghĩ nọ, tưởng tượng ra một viên cảnh đẹp như mơ, càng nghĩ lão ta càng cảm thấy sốt ruột, muốn cầm vào nó ngay. Văn Long đúng là một con chó trung thành của Ngô Bá Khuê. Vừa nghe được lão ta ra lệnh thì lập tức dẫn theo mấy tên đàn ông khác đi tới trước mặt Hoàng Thiên cùng Vu Thanh. Một kẻ trong đó lấy ra một sợi dây thừng, chuẩn bị trói Vu Thanh cùng Hoàng Thiên lại để uy hiếp hơn chục tên lính đặc chủng ngoài kia. Hoàng Thiên thấy vậy biết mọi chuyện oang rồi. Bây giờ cơ thể anh vẫn rất yếu, vô lực, dù đã nín thở được nửa phút nhưng cũng chỉ hơi hơi hồi phục thôi, mà chút lực ấy chẳng làm được tích sự gì. Nhìn thấy mình sắp bị trói lại, ánh mắt Hoàng Thiên bỗng trở nên lạnh lùng. Anh chuẩn bị dùng một hơi cuối cùng liều mạng. Cho dù khiến toàn thân hoàn toàn vô lực đi chăng nữa cũng không thể rơi vào tay của bọn Ngô Bá Khuê, cùng lắm thì chết ở đây. Mấy người Văn Long vừa định đi tới trói Hoàng Thiên lại thì bỗng thấy Vu Thanh lộn người một cái dưới đất, nhanh chóng nhặt cây súng mà lúc trước đánh rơi lên. Không ổn. Tên Văn Long phản ứng nhanh nhất, tên này hét to lên một tiếng, không chỉ kêu nhanh, thằng này chạy cũng nhanh nữa. Vèo một cái anh ta đã lùi xa một đoạn rồi chạy về phía một lối ra khác của hang động. Pằng, pằng, pằng. Cùng lúc đó, Vu Thanh đã nhanh như cắt nổ súng. Tiếng súng vừa ra, tiếp theo và từng tiếng thét thảm thiết vang lên. Ba tên đàn em của Ngô Bá Khuê đều trúng một đạn vào chân, rồi nhanh chóng ngã nhào xuống đất. Một màn này diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, không ai lường trước được. Lão Ngô Bá Khuê vẫn còn đang đơ ra. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Vu Thanh cho ăn ngay một viên đạn vào chân trái. Bằng! Ngô Bá Khuê cũng ngã gục xuống mặt đất, đau tới mức gào khóc lên. Ngô Diệu Hoa lúc này mới định thần lại, cô ta hét to một tiếng rồi mặc kệ cha mình đang lăn lộn dưới đất mà quay người bỏ đi, chạy theo hướng mà vừa nãy tên Văn Long chạy. Bằng! Bằng! Vu Thanh không nương tay chút nào, vung tay một cái, hai viên đạn lại bay ra liên tiếp. Tài bắn súng của anh ta quả thực là bách phát bách trúng. Ngô Diệu Hoa còn đang chạy thì bị hai viên đạn đột ngột găm vào chân khiến cô ta ngã nhão xuống, ôm đất mẹ bằng tốc độ ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt thôi mà tình thế đảo điên, ngay cả Hoàng Thiên cũng cảm thấy pha lật kèo này đúng là thần sầu. Hoàng Thiên và Vu Thanh cũng không dám mở miệng để ăn mừng chiến thắng, họ sợ lại hít vào cái mùi hương kia lần nữa thì hỏng. Hai người ăn ý liếc nhau một cái rồi nhanh chóng rút khỏi hang động. Anh Thanh, có chuyện gì trong đó vậy? Trình Ngư nghe thấy được tiếng súng vang lên liên tục trong hang động thì lập tức dẫn theo mấy người xông vào. Chuẩn bị mặt nạ phòng độc đi, lôi mấy người ở bên trong ra, bắn chết. Sắc mặt Vu Thanh lạnh lẽo ra lệnh cho Trình Ngư. Trình Ngư lập tức đáp rồi bảo mấy người đeo mặt nạ phòng độc, xông vào trong hang động. Trang bị của đàn em Vu Thanh thực sự quá tốt, quá đầy đủ. Bất kể tình huống bất ngờ nào xảy ra cũng có thể kịp thời ứng phó. Họ mang theo cả mặt nạ phòng độc nữa nên cái mùi hương chết tiệt trong động không cần phải lo lắng rồi. Những người này nhanh chóng đem Ngô Bá Khuê cùng Ngô Diệu Hoa tất cả đám người toàn bộ kéo ra, đúng là kéo, kéo như những con chó chết. Giờ Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa rên hừ hừ, đau đớn không chịu nổi, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo đắc thăng như vừa rồi. Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa vô cùng khó hiểu và oan ức. Thật không hiểu tại sao Vu Thanh và Hoàng Thiên đã trúng độc rồi mà vẫn có thể phản kháng mà thoát ra được. Thoát được rồi còn dùng súng bắn vào chân bọn họ khiến họ không tài nào chạy thoát được, thật sự là khó tin. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Ngô Bá Khuê rồi nói, Ngô Bá Khuê, giờ thì ông phục rồi chứ. Ngô Bá Khuê nghe vậy thì giận điên lên, lão ta sao có thể chịu phục được. Phục cái con mẹ mày. Ngô Bá Khuê vẫn luôn là tên kiêu ngạo, lúc trước dù lão tỏ ra yếu thế nhưng không mở mồm xin xỏ một câu nào, khác xa với ba cha con họ Phạm, đến nước này nhưng lão vẫn kiêu ngạo. Nghe Hoàng Thiên hỏi thì chửi ầm lên. Hoàng Thiên cũng không vì thế mà tức giận, anh chỉ lạnh lùng quay sang nhìn Ngô Diệu Hoa mà cười nói, loại phụ nữ như cô thật phiền phức, mọi chuyện đến mức này là do chính cô gieo gió gặt bão. Anh Hoàng Thiên, trước anh đã nói anh không làm khó phụ nữ mà, anh thả em ra đi mài.
đến bây giờ mà Ngô Diệu Hoa vẫn còn mặt dày xin tha. Hoàng Thiên bây giờ cứ phải nghe một đám mặt dày hơn thất cầu xin tha thứ mà mệt mỏi kinh khủng. Hết một tên mặt dày này lại một kẻ mặt dày khác, đúng là mặt dày đến mức làm người ta ghê tởm. Tôi chẳng muốn phí lời với đám các người nữa làm gì, đi châu Phi đào quặng vui ve. Anh rất bình thản nói ra, rồi quay sang nói với Vu Thanh, chữa cho bọn họ vết thương ở chân rồi ném hết sang châu Phi đi. Vâng, hiểu rồi. Vu Thanh gật đầu nói. Chúng ta quay về Bắc Ninh thôi. Hoàng Thiên nói xong thì cùng mấy người Vu Thanh, Lâm Huỳnh Mai xuống núi. Dẫn theo một đám người cùng trở về Bắc Ninh. Sau khi trở về Bắc Ninh thì đường phố đã về đêm, nhưng Hoàng Thiên cũng không trở về nhà ngay mà gọi cho Tiêu Tấn đến trước. Có vẻ Tiêu Tấn cũng biết chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó nên anh ta dẫn theo không ít những tên đàn em đến đứng đối diện với Hoàng Thiên. Anh Thiên, vừa về đã gọi tôi đến có chuyện gì? Sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên, Tiêu Tấn đã trầm giọng hỏi. Giúp tôi điều tra một người tên Văn Long, thằng này có thân phận là một đạo diễn. Hoàng Thiên nguy hiểm híp mắt lại, anh đương nhiên sẽ không quên mất tên đạo diễn Văn Long kia, tên kia lúc trong hang động chọc giận anh rất khá. Mà tất cả chuyện này cũng do tên đó lừa Lâm Huỳnh Mai lừa gạt đến đó, nếu không thì không có một đống chuyện phiền phức sau đó. Hoàng Thiên và Vu Thanh cũng suýt chút nữa chết trong tay tên đó, điều này thực khiến Hoàng Thiên phẫn nộ. Tiêu Tấn nghe Hoàng Thiên nói vậy thì hơi nghĩ ngợi rồi nói. Tôi chưa từng nghe qua người này, nhưng mà tỉnh Bắc Ninh này chẳng có mấy tay đạo diễn, tìm một chút hẳn sẽ ra. Dứt lời, Tiêu Tấn cho mấy tên đàn em có mạng lưới tin tức rộng đi gọi điện hỏi thăm, mấy phút sau đã có người gọi điện cho Tiêu Tấn báo ra toàn bộ thông tin, địa chỉ, tất tật tật. Anh Thiên, đã điều tra ra tên Văn Long kia ở đâu, giờ chúng ta đến đó luôn. Tiêu Tấn hỏi ý kiến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên là phải đi xem rồi, tên khốn chó chết Văn Long. Hoàng Thiên thề sẽ không bỏ qua cho tên này. Anh rể, em có cần phải đi theo không? Lâm Huỳnh Mai cũng từ trong xe đi xuống, cô vẫn luôn ngồi trên xe của Hoàng Thiên. Em về nhà trước đi, chị em đang rất lo lắng đấy. Hoàng Thiên đối xử rất nhẹ nhàng với Lâm Huỳnh Mai. Còn Lâm Huỳnh Mai bây giờ rất sùng bái Hoàng Thiên, nên anh nói gì cô cũng đều nghe cả, vội vàng gật đầu nói, vâng ạ, em nghe lời anh rể. Nói xong. Lâm Huỳnh Mai cười với Hoàng Thiên một nụ cười tươi rói rồi gọi taxi về nhà. Mọi biến đổi của Lâm Huỳnh Mai là Hoàng Thiên thật bất ngờ, anh trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô em vợ của mình sẽ nói ra những lời đó cả. Đi thôi. Để Lâm Huỳnh Mai rời đi xong, Hoàng Thiên lại quay sang nói với Tiêu Tấn rồi lên xe. Tiêu Tấn để đám anh em của anh ta lái xe dẫn đường, lái thẳng một mạch đến nhà của tên Văn Long kia. Hoàng Thiên lái xe theo sau đám Tiêu Tấn. Trên đường đi sắc mặt anh rất khó coi. Hôm nay nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không bắt được tên Văn Long kia thì Hoàng Thiên anh thề sẽ không dừng lại. Đi đường hơn 20 phút thì xe của đám Tiêu Tấn dừng lại ở một khu nhà. Xe vừa dừng thì đã có mấy tên đàn em của Tiêu Tấn đi từ khu nhà kia ra, dừng ngay trước xe Tiêu Tấn. Anh Tấn, bọn em đã kiểm tra rồi, tên Văn Long kia không có ở nhà, vợ và con thằng đó vẫn ở bên trong. Một tên đàn em của Tiêu Tấn thấp giọng báo cáo vừa dùng tay chỉ về phía một đôi nam nữ đang đứng ở chỗ khu nhà. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, dáng người mập mạp, ăn mặc cùng rất hợp thời, nhìn qua đã biết là một bà vợ có tiền. Đứng bên cạnh người phụ nữ là một tên thiếu niên 17, 18 tuổi, tên này cũng hơi phì phì, mặt mũi cũng hơi dữ tợn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bộ dạng lại rất hung dữ, một đôi mắt hí nhưng lại nhìn rất gian xảo. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. Tiêu Tấn nhanh chóng xuống xe, đi đến gần xe của Hoàng Thiên báo cáo lại tình hình cho anh. Anh Thiên, hai người kia chính là vợ và con của tên Văn Long. Hoàng Thiên quét mắt đánh giá qua hai người kia, sau đó lên tiếng, tên Văn Long vẫn chưa về à? Đúng vậy, anh Thiên, có cần bắt vợ và con của thằng đó lại trước không? Tiêu Tấn hỏi. Hoàng Thiên cũng không muốn chuyện này dây dưa đến người nhà. Mục tiêu của anh vẫn luôn là tên Văn Long kia mà không phải vợ con gã nên cũng không muốn bắt bớ hai mẹ con này làm gì. Nhưng mà tên Văn Long kia chắc chắn không dám quay về nhà nữa. Dù sao tên Ngô Bá Khuê đã bị xử lý mà Văn Long lại là đàn em của gã, bây giờ hắn sợ trước sợ sau là điều đương nhiên. Bây giờ đừng bứt dây động rừng vội, chỉ cần theo dõi sát sao hai mẹ con bọn họ là được rồi, tôi nghĩ dù tên Văn Long kia có chạy đẳng trời, tôi không tin tên kia có thể bỏ mặc vợ và con của mình được. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vâng, đã rõ.
Tiêu Tấn đáp một tiếng rồi quay lại trên xe của mình, ra lệnh cho đám đàn em không được manh động. Thời gian trôi qua từng chút một, vợ của tên Văn Long đang chuẩn bị trở về nhà thì bỗng có một bác lao công không cẩn thận mà đâm vào người bà ta. Chát! Mụ vợ của tên Văn Long hung hăng tát cho bác lao công một cái, mắng, bị mù à, hay mắt mày mọc dưới mông đít rồi hả? Bác gái lao công bị tát cho một cái đến nỗi hét lên thành tiếng, bà ôm mặt nhìn vợ của Văn Long, bà đã bị đánh đến ngớ người rồi. Vừa nhìn thấy vợ của Văn Long ăn mặc cao quý như vậy, bác gái lao công không dám lên tiếng nữa, bà hiểu đạo lý nghèo không đấu nổi với giàu này. Mẹ nó, có phải bà bị mù không hả? Cả người tôi đều bẩn hết rồi đây này, bà làm quần áo tôi bẩn thành như vậy liệu bà có đền nổi không? Bà có biết bộ đồ này của tôi bao nhiêu tiền không hả? Vương Xuân Anh còn chưa hả giận, bà ta chỉ vào mặt bác gái dọn dẹp, chửi liên tục một tràng dài như sớ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, vừa nãy tôi không chú ý bà đứng ở phía sau. Bác gái lao công thành thật xin lỗi, hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa được chuyện này. Nói xin lỗi thì có tác dụng mẹ gì chứ? Vương Xuân Anh trừng mắt chửi bác gái dọn dẹp. Hai ngày nay bà ta đang phiền muốn chết, ông chồng đạo diễn Văn Long thường xuyên ở bên ngoài hỗ trợ cho mấy cô diễn viên tuyến 18 kia được debut, Vương Xuân Anh tức sắp chết đến nơi rồi. Hôm nay bắt được bác gái dọn dẹp này, Vương Xuân Anh như túm được người để phát tiết. Bác gái lao công đứng ở đó không dám lên tiếng nói lại, bà biết bản thân mình không nói lại được người phụ nữ có thân phận cao quý này. Bà câm rồi hả, quỳ xuống cho tôi. Vương Xuân Anh càng nói càng hăng, bà ta chỉ xuống mặt đất, kêu bác gái lao công quỳ xuống. Hoàng Thiên ngồi trong xe ở gần đó đã nhìn rõ hết, lửa giận trong lòng anh tự dưng bùng cháy. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Thấy bác gái lao công này dễ bị bắt nạt thì bà ta cứ thế chửi mắng người ta thậm tệ. Người ta chỉ không cẩn thận va vào bà ta một cái, bà ta đã hùng hổ hăm dọa như thế rồi. Trong lòng Hoàng Thiên rất khó chịu, không phải người một nhà thì không về chung được một nhà, tên Văn Long kia chẳng được tích sự gì nên vợ ông ta cũng chẳng có gì hay ho cả. Tiêu Tấn cũng tức phát điên, mặc dù Tiêu Tấn là tên côn đồ lăn lộn ngoài xã hội nhưng anh ta cũng có lòng chính nghĩa. Không chấp nhận nổi cảnh tượng người đàn bà tranh chua đi ức hiếp người khác như vậy. Bà có nghe thấy không đấy, mẹ kiếp, quỳ xuống cho tôi. Lúc này con trai Vương Xuân Anh là Văn Quân trợn tròn mắt gào lên với bác gái lao công. Dáng vẻ đó thật sự rất hung dữ. Bác gái lao công đứng im ở đó không biết phải làm sao, nhưng bà ấy không quỳ xuống, người nghèo cũng có tôn nghiêm của mình, bà không thể quỳ xuống trước mặt Vương Xuân Anh được. Bà coi lời ông đây nói là gió thổi qua tai hả? Văn Quân liếc mắt, cười khẩy một tiếng, sau đó anh ta đi đến trước mặt bác gái lao công, nằm lấy tóc bà ấy. À, anh làm gì đấy? Bác gái lao công đau đến nỗi hét lên, bà vô cùng sợ hãi. Làm gì á, bà chưa từng nghe thấy tiểu bá vương là ai sao hả? Đó chính là ông đây đấy. Hôm nay nếu như bà biết điều quỳ xuống trước mặt mẹ tôi thì tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì ông đây đánh chết bà. Văn Quân kéo tóc bác gái lao công. Hung tợn nói ra từng chữ. Xung quanh, người đứng xem ngày càng nhiều hơn, ai nhìn thấy cảnh hai mẹ con Vương Xuân Anh và Văn Quân bắt nạt người khác như vậy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng là ức hiếp người quá đáng, tôi thấy người ta chỉ là một người lao công dễ bị bắt nạt thôi mà bọn họ lại cố tình làm khó bà ấy như thế. Đúng đấy, đúng là chẳng ra hạng người gì hết. Hai, đây là thói đời gì vậy? Mọi người xung quanh đều cảm thấy bất bình trong lòng, thế nhưng không ai dám lên giúp cả. Bởi vì Vương Xuân Anh và Văn Quân quá hung dữ, hơn nữa nhìn họ rất giống người có tiền có quyền, thế nên chẳng ai dám gánh thêm phiền phức lên người cả. Vương Xuân Anh cũng loáng thoáng nghe thấy mấy lời bàn tán của mọi người, thế nhưng bà ta chẳng thèm để bụng, bình thường bà ta đã quen thói ngang tàng hống hách như vậy nên cũng chẳng để ý mấy lời này. Mẹ nó, kêu bà quỳ mà bà không quỳ. Vương Xuân Anh xông lên đạp mạnh vào bụng của bác gái lao công. Hự bác gái lao công đau đến ngồi xổm xuống. Bà dùng tay ôm lấy bụng, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Sao các người không phân biệt đúng sai gì hết đã đánh người rồi? Đôi mắt bác gái lao công ngấn nước, bà thật sự quá oan ức, sống đến từng tuổi này còn bị người ta đánh ngay trên đường. Hoàng Thiên thật sự không nhìn nổi nữa, anh vốn muốn dẫn đám người Tiêu Tấn bỏ đi, nhưng bây giờ anh đã chịu đủ lắm rồi. Anh Thiên, Tiêu Tấn sớm đã không kìm nén nổi nữa, anh ta đứng bên cạnh xe Hoàng Thiên, hỏi ý kiến anh. Hoàng Thiên gật đầu, ra hiệu Tiêu Tấn có thể đi qua đó giúp.
Tiêu Tấn nhanh chóng đi qua đó, tên nhóc tên Văn Quân kia vừa định động tay động chân đánh người thì bị Tiêu Tấn ở phía sau bắt lấy nắm đấm. Đệt mẹ, Văn Quân trợn mắt, quay đầu hung dữ trừng mắt với Tiêu Tấn. Tên nhóc này vừa muốn ra tay nhưng thấy khuôn mặt dữ dẫn của Tiêu Tấn, anh ta nhất thời nuốt mấy lời phía sau lại. Anh đờ tê cái gì? Tiêu Tấn trừng mắt lại với Văn Quân. Anh là ai hả? Bỏ tôi ra, mặc dù Văn Quân còn rất hung hăng nhưng anh ta không dám chửi tục nữa, khí thế cũng yếu đi rất nhiều. Nhóc con này, tuổi còn nhỏ mà đã học cách bắt nạt người khác rồi. Tiêu Tấn chửi anh ta, sau đó lập tức tát Văn Quân mười mấy cái. Văn Quân bị đánh đến tức tưởi, tên nhóc này vừa nãy không nói khoác, ở nơi này anh ta quả thật là ông vua nhỏ, biệt hiệu tiểu bá vương chính là chỉ anh ta. Bị Tiêu Tấn đánh cho thảm như vậy, Văn Quân đương nhiên không phục, anh ta gào lên, con mẹ nói. Anh dám đánh tôi. Còn chưa kịp chửi xong, Văn Quân đã đấm một cái về phía Tiêu Tấn. Đừng thấy anh ta mới 17, 18 tuổi mà khinh thường, cơ thể Văn Quân rất vạm vỡ, anh ta thường xuyên đánh nhau nên khi ra tay vẫn rất tàn độc. Nhưng người đối mặt với anh ta là Tiêu Tấn, coi như anh ta gặp đen rồi. Chỉ thấy Tiêu Tấn đón lấy nắm đấm của Văn Quân, tiếp đó thì đá một cái. Bộp! Ai Văn Quân bị đá vào giữa bụng, anh A gào lên thảm thiết, ngồi bệt xuống mặt đất. Chưa đợi tên nhóc này đứng dậy, Hoàng Thiên đã lệnh cho hai thuộc hạ của Tiêu Tấn, giáo huấn đàng hoàng tên nhóc này một trận đi. Vâng thưa anh Thiên! Hai thuộc hạ của Tiêu Tấn đồng loạt đáp lại, bọn họ sớm đã ngứa mắt tên Văn Quân này, sau khi nhận được lệnh của Hoàng Thiên, họ liền xông qua đó, đánh cho Văn Quân một trận như tử. Bác gái lao công đó nhìn đến ngứa người, bà cứ nghĩ hôm nay coi như xong rồi, nhưng không ngờ lại có người tới giúp bà. Người hóng chuyện xung quanh đều vô cùng phấn khích, có người còn liếc mắt nhìn Hoàng Thiên đang ngồi trong xe. Những người này đều hiểu rõ, Hoàng Thiên mới thật sự là đại ca chân chính, những người ra tay giúp bác gái lao công đều nghe theo lệnh Hoàng Thiên hết. Văn Quân bị đánh đến độ đầu chảy đống máu, trong nháy mắt anh ta liền biến thành cái đầu heo. Vương Xuân Anh tức đến dậm chân. Bà A quát tháo, các người có biết mình đang đánh ai không? Đều chán sống hết với nhau rồi đúng không? Đừng đánh nữa, cha tôi là Văn Long, là đạo diễn. Cha nuôi tôi là Ngô Bá Khuê của Khánh Hòa đấy. Văn Quân nằm dưới đất ôm đầu hét lên, anh ta nói ra tên của bố ruột và bố nuôi mình. Không nói những điều này thì cơn giận của Hoàng Thiên còn đỡ một chút, vừa nghe thấy Văn Quân hùng hùng hổ hổ nói vậy, Hoàng Thiên lại tức không chịu nổi. Lúc này, Hoàng Thiên đẩy cửa ra, xuống xe. Bước mấy bước đến trước mặt Văn Quân. Thấy dáng vẻ như chó sắp chết của Văn Quân, Hoàng Thiên cứ thấy tên nhóc này nhìn thật ngứa mắt. Người cậu muốn tìm lại là cha mình, được, cậu lập tức gọi cha cậu, kêu ông ta cút ra đây. Hoàng Thiên gào lên. Đã Văn Quân nhìn đối phương không chút sợ hãi nào, hơn nữa hình như Hoàng Thiên cũng biết bố anh ta là ai. Anh chắc chắn là muốn tôi gọi cha tôi tới đây. Văn Quân cứng đầu, hung hăng nói với Hoàng Thiên. Bộp! Hoàng Thiên không thèm đếm xỉa đến tên nhóc này, anh đá một cái vào răng cửa của anh ta. Ai Văn Quân bị đá đến nổi bay hai cái răng cửa, miệng chảy đầy máu. Cậu còn không gọi điện thoại ư? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Văn Quân không dám ngạo mạn nữa, anh ta nhấn số của cha, cha à, cha mau về nhà đi, con bị đánh ở cửa nhà này, hu hu hu. Cha biết rồi, Văn Long ở bên kia điện thoại không hỏi nhiều, ông ta thấp giọng đáp một tiếng rồi tắt điện thoại. Các người cứ đợi đấy, cha tôi sẽ tới ngay thôi. Văn Quân chỉ Hoàng Thiên và đám người Tiêu Tấn, khóc lóc nói. Xem ra thật sự là thằng nhóc bị chiều đến hư. Tiêu Tấn muốn cạn lời, anh ta đi tới, đá một cái vào đầu Văn Quân. Văn Quân bị đá lăn mấy vòng trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Hoàng Thiên không ngăn cản Tiêu Tấn, loại người như Văn Quân phải bị giáo huấn một trận ra trò. Vương Xuân Anh tức đến mặt mày tím tái, thế nhưng bà ta cũng thấy rõ. Đám người Hoàng Thiên đều không dễ dây vào. Phụ nữ chính là người biết mềm nắn rắn buông, gặp phải người dễ bắt nạt thì phải đánh cho hả giận, gặp phải mấy người cứng rắn thì bà ta liền thu liễm lại. Các người đánh con tôi như vậy, tôi sẽ khiến các người hối hận. Vương Xuân Anh ở bên cạnh lớn giọng nói. À há, suýt chút nữa thì quên mất bà rồi. Tiêu Tấn cười khẩy, đi tới chỗ Vương Xuân Anh. Anh định làm gì? Vương Xuân Anh hoảng loạn, bà ta liên tục lùi về sau. Bắt nạt người hiền lành sướng lắm đúng không? Nào nào nào, người đàn bà chanh chua như bà không phải thích đánh nhau lắm sao? Tôi luyện tập với bà, Tiêu Tấn nói, sau đó thì bẻ cánh tay Vương Xuân Anh ra sau.
Thế nhưng Vương Xuân Anh đã bị dọa cho sợ lắm rồi, bà ta nào dám đánh nhau với Tiêu Tấn nữa. Tiêu Tấn trông hung dữ như thế, hơn nữa vừa nhìn là biết loại người côn đồ lăn lộn trong xã hội, Vương Xuân Anh biết lần này bà ta thảm rồi. Anh mà dám động vào tôi thì tôi kêu chồng tôi đốt cả nhà anh. Vương Xuân Anh vẫn còn ngạo mạn, bà ta chỉ vào mặt Tiêu Tấn, gào lên. Tiêu Tấn đến cạn lời với Vương Xuân Anh, mấy người phụ nữ đã bị dồn đến bước đường này rồi mà vẫn còn dám điên cuồng như thế sao? Được thôi, tôi cứ động vào bà đấy, xem chồng bà có thể làm gì. Tiêu Tấn nói, anh ta vung tay một cái, giữ dàn hương về phía Vương Xuân Anh. Còn chưa kịp đánh được mấy cái, Vương Xuân Anh đã sợ đến trợn tròn mắt, cơ thể bé ú ngã nhào xuống mặt đất. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trong lòng vô cùng hả giận. Bị đánh trước mặt người khác như này, Vương Xuân Anh sao chịu nổi, bà ta thẹn quá hóa giận nhưng cũng chẳng dám ba hoa gì nữa. Tiêu Tấn thật sự muốn đánh cho người đàn bà này tàn phế luôn, khi anh ta định một cú cuối cùng thì đã bị Hoàng Thiên ngăn lại. Bỏ đi, để bà ta gọi điện thoại cho Văn Long, kêu ông ta nhanh chóng biến ra đây ngay. Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Vâng, Tiêu Tấn đáp một tiếng. Sau đó anh ta nói với Vương Xuân Anh, gọi điện thoại cho chồng bà, trong vòng 10 phút mà ông ta còn không cút tới đây thì tôi đánh cho bà què chân. Vương Xuân Anh thật sự khổ không kể xiết, bà ta có ngốc đến mấy cũng đoán ra được, chồng bà ta ở bên ngoài đắc tội với người ta, đám người đánh bà ta này chắc chắn là muốn dụ chồng bà tới. Tên chết tiệt này, chắc chắn ông ta lại động đến vợ của ai đó, không thì sao tự dưng người ta lại tìm tới tận cửa nhà. Trong lòng Vương Xuân Anh thầm chửi Văn Long. Sau đó bà ta lấy điện thoại gọi cho Văn Long. Anh mau về ngay cho tôi. Nếu anh còn không về, tôi và con trai đều bị người ta đánh chết đấy. Vương Xuân Anh gào lên trong điện thoại. Vợ à, em đợi chút, anh lập tức đến ngay. Văn Long ở đầu bên kia thấp giọng an ủi. Anh nhanh lên đi, Vương Xuân Anh gào xong thì tắt điện thoại ngay. Chồng tôi lập tức tới ngay, các người đừng đánh tôi nữa. Vương Xuân Anh không còn kiêu ngạo nữa, bà ta thương lượng với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn không ra tay nữa, anh ta kêu thuộc hạ canh chừng Vương Xuân Anh và Văn Quân, tránh trường hợp bọn họ chạy trốn. Hoàng Thiên cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế, trong lòng anh nghĩ lẽ nào Văn Long thật sự dám quay về. Nghĩ tới dáng vẻ độc mồm độc miệng của Văn Long khi ở núi Cổ Động, lửa giận trong lòng Hoàng Thiên lại bùng lên. Cơn tức này nhất định phải trút ra, nếu không thì Hoàng Thiên không cách nào đối diện với chính mình. Google ngay trang tzumtiuyen.org. Bác gái lao công kia muốn qua cảm ơn Hoàng Thiên nhưng lại không dám, bà ấy cứ đứng đờ ở đó như khúc gỗ. Hoàng Thiên nhìn bác gái, thấy bà ấy đã chịu đả kích rất lớn, cũng bị đánh không hề nhẹ, trong lòng Hoàng Thiên rất đồng cảm với bà ấy. Sau khi cho bác gái hơn 3 triệu, Hoàng Thiên nói với bà ấy, bác gái, số tiền này bác cứ cầm lấy mà đi khám rồi về nhà đi. Không không, tôi không thể nhận được, chàng trai trẻ, cậu cứu tôi rồi, tôi không thể lại lấy tiền của cậu được nữa. Bác gái lao công liên tục khua tay, nói gì cũng kiên quyết không nhận tiền. Hoàng Thiên nhét tiền vào tay bà ấy, sau đó kêu bà ấy về nhà. Những người ở xung quanh nhìn thấy cảnh này, ai cũng khen ngợi Hoàng Thiên, nhất là mấy cô gái, khi thấy Hoàng Thiên, hai mắt họ đều sáng rực cả lên. Nhưng Hoàng Thiên lại không muốn được ca tụng, anh chỉ cảm thấy bác gái lao công kia rất đáng thương mà thôi. Mấy giây sau, một chiếc Audi đi tới, tiếp đó một người đàn ông tầm 40 tuổi bước xuống xe. Hoàng Thiên nhìn một cái, lần này chẳng phải ai khác mà chính là Văn Long. Tên này còn dám tới. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chồng à anh tới rồi, mau giúp em báo thù đi, anh mau đánh chết bọn họ đi. Vương Xuân Anh vừa nhìn thấy Văn Long tới thì lập tức chạy đến bên cạnh Văn Long, kêu Văn Long báo thù cho bà ta. Cha à, cha mau gọi điện cho cha nuôi đi, kêu ông ấy dẫn người tới đập chết đám côn đồ này. Văn Quân cũng không nằm trên mặt đất như tên tàn phế nữa, anh ta nhảy tới bên cạnh Văn Long. Văn Long nhíu mày, ông ta cảm thấy đau hết cả đầu. Bây giờ ông ta chính là một tư lệnh lấp lánh ánh hào quang, sao ông ta có thể giúp vợ và con trai xả giận được? Hoàng Thiên, anh cũng không phải rồi đấy, lại đi lấy vợ con tôi ra làm mở màn. Văn Long trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, rất khó chịu nói. Ha ha, là vợ con anh không được tích sự gì nên tôi mới giáo huấn bọn họ một chút. Văn Long, nếu như nói bị ổi thì có ai bị ổi được hơn ông đây? Hoàng Thiên cười khẩy, anh đi tới trước mặt Văn Long. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới, Văn Long cảm thấy vô cùng áp lực.
Văn Long cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì, ông ta chỉ cảm thấy trên người Hoàng Thiên có một khí thế rất lớn, nó khiến ông ta khó thở. Món nợ giữa chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Anh cũng đánh cả vợ con tôi rồi, chuyện này coi như bỏ đi. Văn Long trừng mắt nói với Hoàng Thiên. Bỏ đi, chuyện của Hoàng Thiên tôi từ trước tới giờ ân oán phân minh, chuyện nào ra chuyện đó. Vợ con anh ức hiếp người khác, tôi giáo huấn bọn họ là một chuyện, anh lừa chị dâu tôi, còn giúp Phạm Văn Hùng đối phó tôi, đây lại là một chuyện khác. Hoàng Thiên bình tĩnh nói, thế nhưng ngữ khí lại rất tàn ác. Câu này khiến Văn Long hoảng sợ không ít, ông ta cảm thấy Hoàng Thiên sẽ không bỏ qua cho ông ta. Vậy được rồi, nếu anh đã muốn đấu với tôi thì tôi chấp nhận thôi. Trong mắt Văn Long lóe lên một tia sáng, ông ta còn hăng chán. Tiêu Tấn suýt chút nữa cười ra thành tiếng, tên Văn Long này cũng không biết sống chết gì hết, vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Ha ha, ông còn ở đó mà khoác lác, muốn đấu với anh Hoàng, ông đủ thực lực không? Tiêu Tấn cười đi đến trước mặt Văn Long, vỗ vào mặt tên khốn nạn này. Văn Long nhìn tới đỏ cả mặt, ông ta cũng nghe nói ngọn núi mà ông ta dựa dẫm là Ngô Bá Khuê đã sụp đổ rồi, không thể trông cậy vào Ngô Bá Khuê được nữa. Thế nhưng bây giờ ông ta vẫn còn có chỗ dựa nên không cần phải sợ Hoàng Thiên. Tôi có thực lực đó hay không lát nữa anh sẽ biết thôi, ha ha. Văn Long cười khẩy một tiếng. Hoàng Thiên nhìn Văn Long, trong lòng anh có hơi kinh ngạc. Anh thầm nghĩ, lẽ nào Văn Long còn có chỗ dựa nào khác hay sao? Nếu không thì tên này cũng không thể bình tĩnh như vậy được. Giáo huấn ông ta một trận đàng hoàng cho tôi. Hoàng Thiên chỉ vào Văn Long rồi ra lệnh cho Tiêu Tấn. Tiêu Tấn không nói gì, anh ta đi trước mặt Văn Long, rồi đánh cho ông ta một trận. Văn Long là một người có vóc dáng của tên chỉ biết rượu chè gái gú, ông ta nào có phải đối thủ của Tiêu Tấn. Chưa được mấy cái thì ông ta đã bị Tiêu Tấn đánh cho ngã xuống đất rồi. Thực lực của ông đâu? Tiêu Tấn lạnh lùng hỏi. Văn Long lau máu ở khóe môi, cười khẩy, bây giờ anh đánh tôi thế nào, lát nữa tôi sẽ bắt anh bồi thường lại hết. Được thôi, vậy ông cứ nhớ kỹ đi, xem tôi đánh ông bao nhiêu cái. Tiêu Tấn hừ một tiếng, không hề bận tâm lời Văn Long nói, anh ta vẫn không ngừng đánh Văn Long. Văn Long bị đánh tới liên tục kêu gào thảm thiết, chưa tới 2 phút ông ta đã không chịu nổi nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi có lời muốn nói. Văn Long phất tay đầu hàng. Hoàng Thiên không biết nói sao, tên Văn Long này cũng được lắm, đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chịu một trận nhừ tử như vậy mới chịu ngoan ngoãn. Có gì thì nói đi, tốt nhất là có thể khiến tôi hứng thú, nếu không thì ông còn phải chịu thêm mấy đòn nữa đấy. Hoàng Thiên nói. Tiêu Tấn dừng tay lại, lúc này Văn Long mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, có người muốn gặp anh dám đi gặp với tôi không? Hoàng Thiên nghe vậy thì ngây người. Hỏi, ai muốn gặp tôi? Đi rồi thì anh khác biết, có dám đi không? Văn Long híp mắt, nhìn thẳng vào Hoàng Thiên. Vừa nãy Hoàng Thiên đã cảm thấy Văn Long còn có chỗ dựa nào đó, chỉ có điều tên này kín miệng quá, không dễ nói ra chỗ dựa của ông ta là ai. Điều này lại khơi gợi lòng hiếu kỳ của Hoàng Thiên, lúc này anh nói, được thôi, ông dẫn đường đi. Được, coi như tiểu tử cậu gan dạ, đi theo tôi, Văn Long nói, sau đó ông ta bước lên chiếc xe Audi của mình. Anh Thiên, anh thật sự tin tên này. Tiêu Tấn đi tới trước mặt Hoàng Thiên, nói. Đi theo ông ta, xem người ông ta nói là ai. Hoàng Thiên bình thản nói, sau đó bước lên xe. Tiêu Tấn đưa thuộc hạ lên xe, lúc này Văn Long đã lái xe lên đường, Hoàng Thiên lái xe bám theo sau. Tiêu Tấn không dám làm trái lệnh, anh ta lái xe theo sau Hoàng Thiên. Không lâu sau, xe Văn Long dừng lại ở cửa một khách sạn cao cấp. Sau khi xuống xe, Văn Long đứng ở bên cạnh xe Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn rất bồn chồn khó hiểu, tên Văn Long này rốt cuộc đang làm cái quái gì. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên vẫy tay với Văn Long, ra hiệu cho ông ta dẫn đường. Văn Long hừ lạnh một tiếng, ông ta đi phía trước, rồi đi vào trong khách sạn cao cấp. Tiêu Tấn dẫn theo mười mấy người đi sau lưng Hoàng Thiên rồi vào khách sạn. Xem ra Văn Long rất quen thuộc nơi này nên trực tiếp vào thang máy. Hoàng Thiên theo sát sau lưng, dẫn theo Tiêu Tấn bước vào thang máy. Mười mấy tên đàn em của Tiêu Tấn cũng đều bước theo vào thang máy, rồi vậy quanh Văn Long để ngăn tên này dở trò. Hoàng Thiên nhìn sắc mặt Văn Long, thấy vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh, xem ra trong lòng đã có dự tính gì đó. Văn Long không nói gì cả, Hoàng Thiên cũng không hỏi, chỉ chờ xem rốt cuộc anh ta là ai. Thang máy đi lên lầu 6,
Văn Long đưa đám người Chu Thiên ra khỏi thang máy, đi thẳng đến một gian phòng riêng. Sau khi gõ cửa, thì cửa phòng đã được mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 27, 28 tuổi mở cửa ra rồi đứng cạnh cửa. Đột nhiên, một mùi bột phấn nồng nặc đạp vào mặt khiến người ta cảm thấy rất thích thú. Chị Tường Vi. Văn Long cúi chào người phụ nữ một cách rất cung kính. Khuôn mặt người phụ nữ tên Tường Vi này không hề có biểu cảm gì, cô ta rất lạnh lùng, thậm chí còn không thèm để ý đến Văn Long. Hai mắt cô ta liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, quan sát một cách chăm chú. Hoàng chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Thiên liền có một cảm giác mát lạnh. Khí chất cao ngất trời, toàn thân người phụ nữ tên Tường Vi này toát lên vẻ cay nghiệt, đặc biệt là đôi mắt của cô ta, bên trong chứa đầy sát khí. Một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất hơn người như vậy, mà lại tràn đầy sát khí, cũng thật là đặc biệt. Cậu Thiên, mời vào. Tường Vi nhìn Hoàng Thiên một hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa, thái độ đối với Hoàng Thiên rất nhã nhặn. Trái tim Hoàng Thiên đập lộp cộp một hồi, người phụ nữ tên Tường Vi này thực sự biết thân phận của anh, hơn nữa biết rất rõ cũng nên. Cô là ai? Hoàng Thiên nhìn Tường Vi, anh đã lờ mờ cảm nhận ra được, Tường Vi này, rất có thể đến từ Kyoto. Ha ha ha, vào trong nói chuyện đi, cậu Thiên, với thân phận tôn quý của cậu, sao tôi lại dám để anh đứng ngoài trời lạnh như vậy được chứ? Tường Vi cười khúc khích, và đôi mắt xinh đẹp ấy lại nhìn thẳng vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự cảm thấy khó hiểu, lúc này anh cũng không nói gì rồi bước vào phòng riêng. Tiêu Tấn càng bối rối hơn, anh ta cũng đã từng nghe Lã Việt nói qua, nhưng Lã Việt cũng chỉ nói cho anh ta biết Hoàng Thiên có một thân phận rất đáng sợ, nên cũng không nói cho anh ta biết quá nhiều. Bây giờ nghe thấy Tường Vi gọi Hoàng Thiên một tiếng cậu chủ, thì trong lòng Tiêu Tấn đã thực sự hoài nghi. Thấy Hoàng Thiên bước vào trong, Tiêu Tấn không dám sơ suất, liền dẫn theo mấy tên đàn em của anh ta đi vào. Mấy người không có tư cách vào trong, đợi ở bên ngoài đi. Văn Long trừng mắt nhìn Tiêu Tấn, tự đắc nói. Tiêu Tấn thấy Văn Long ngạo mạn như vậy, thì trong lòng rất khó chịu, anh ta nhìn chằm chằm vào Văn Long nói, sao, vừa gặp được chủ nhân là mày lại lên mặt à? Mày! Văn Long vừa nghiến răng, vừa xông vào đánh nhau với Tiêu Tấn. Tường Vi nhìn thấy thì lập tức gạt tay Văn Long xuống, được rồi, để họ vào đi. Chị Tường Vi. Văn Long vừa muốn nói gì đó thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Tường Vi liếc một cái, anh ta lập tức im lặng. Bọn họ đều bước vào phòng riêng, sau khi Văn Long đóng cửa lại, thì khóa trái lại. Tiêu Tấn có thể nhìn thấy rõ ràng cử động nhỏ này, nhưng anh ta lại không ngăn cản. Bởi vì theo như Tiêu Tấn, trong căn phòng riêng này chỉ có Tường Vi và Văn Long. Thực lực của tên Văn Long cũng chẳng có gì ghê gớm, thậm chí còn thua kém người thường, hơn nữa Tường Vi chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, thì có gì mà đe dọa họ. Cậu chủ, chẳng phải cậu muốn hỏi tôi là ai sao? Tường Vi nhìn Hoàng Thiên cười hỏi. Tuy giọng điệu rất khách sáo nhưng sự lạnh lùng toát ra từ người phụ nữ này lại khiến người khác khó mà thoải mái được. Hoàng Thiên biết Tường Vi này nhất định không phải người bình thường, cho nên anh cũng không buông lỏng cảnh giác. Mặc dù vậy, Hoàng Thiên vẫn đứng vững, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Ngôn Tình tổng tài. Nếu tôi đoán không nhầm, cô đến từ Kyoto. Hoàng Thiên nhìn Tường Vi rồi bình tĩnh nói. Ha ha, quả nhiên cậu chủ nhà họ Hoàng thật sự không phải dạng tầm thường, thực sự rất thông minh tài giỏi. Tường Vi cười khúc khích, không biết cô A đang cười nhạo hay thực sự khen Hoàng Thiên nữa. Đừng quanh co nữa, nói, ai đã phái cô đến đây? Tìm tôi có chuyện gì? Hoàng Thiên không muốn nói chuyện vòng vo với Tường Vi nữa, nên anh hỏi thẳng. Là bà chủ đã cử tôi đến đây, tôi là thư ký của bà ấy. Nói đến đây, đôi mắt sắc lạnh của cô tớ trở nên lạnh lùng. Tiêu Đông Mai. Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu Hoàng Thiên, và hình ảnh Tiêu Đông Mai năm ấy cũng xuất hiện trong đầu anh. Người mẹ kế này luôn là nỗi ám ảnh trong thời thơ ấu của Hoàng Thiên. Tuổi thơ đang hạnh phúc, thì sau đó lại mất đi mẹ ruột. Thay vào đó là nỗi ám ảnh về người mẹ kế đã bao trùm lấy Hoàng Thiên, khiến cuộc sống của anh luôn chìm trong nỗi sợ hãi vô hạn. Đúng lúc này, Tiêu Đông Mai còn phái người tìm đến thành phố Bắc Ninh này. Hoàng Thiên không cảm thấy ngạc nhiên về điều này, bởi vì anh cũng biết mình đã gây ra bao nhiêu ồn ào ở thành phố Bắc Ninh này rồi, có lẽ Tiêu Đông Mai đã để ý từ lâu. Mấy năm nay, Tiêu Đông Mai không hề buông tha cho anh, mà còn luôn điều tra tung tích của anh. Lần trước Lương Mạnh Bắc ám sát, quản gia Trần đã giúp Hoàng Thiên phân tích mọi việc,
rất có thể đó là sát thủ do Tiêu Đông Mai phái đến. Chỉ là kể từ sau khi vụ việc đó xảy ra, thì Tiêu Đông Mai không có thêm động tĩnh gì cả, nên Hoàng Thiên cũng yên tâm, dường như đã quên đi chuyện này. Không ngờ hôm nay Tiêu Đông Mai lại tìm đến trước cửa, chỉ có điều bà ta không trực tiếp ra mặt, mà phái người phụ nữ tên Tường Vi này đến. Bà ta sai cô đến đây làm gì? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi hỏi Tường Vi. Dường như Tường Vi rất tò mò về Hoàng Thiên, sau lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thiên, thì ánh mắt cô ta không hề rời khỏi anh. Hơn nữa, Tường Vi biết tất cả mọi chuyện về thân thế của Hoàng Thiên, nhưng bây giờ cô ta vẫn rất tò mò, cậu chủ nhà họ Hoàng này sao có thể bình tĩnh như vậy? Cậu chủ, tôi có một câu hỏi cho cậu. Tường Vi cười nhạt nói với Hoàng Thiên. Nói đi, có lẽ cậu rất sợ bà chủ có đúng không? Tôi được bà ấy phái tới đây, thế sao anh không có chút căng thẳng nào vậy? Tường Vi bày tỏ nghi ngờ trong lòng, mỉm cười nhìn Hoàng Thiên, chờ anh trả lời. Ha ha, sợ bà ta sao? Đã thành chuyện cũ rồi. Cô Tường Vi à, nếu là bà ta phái cô đến thành phố Bắc Ninh bày để đối phó tôi khuyên cô một câu chân thành nhé, cô nên an phận thủ thường đi, tôi không muốn hại cô đâu. Hoàng Thiên cười lạnh nói với Tường Vi. Tường Vi nheo mắt, cô ta nở một nụ cười xấu xa. Cậu chủ, là cậu nhìn thấy vẻ đẹp này của tôi, nên không nỡ làm hại tôi đúng không? Đôi mắt xinh đẹp Tường Vi chớp chớp, giọng nói của cô ta trở nên ngọt ngào, không thể không thừa nhận rằng người phụ nữ này rất thú vị. Tôi và cô không có ân oán gì, tôi chỉ là có lòng tốt khuyên cô thôi. Nhưng nếu cô thật sự muốn khiêu chiến tôi, vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Không hổ là cậu chủ nhà họ Hoàng, Tường Vi rất hâm mộ. Nhưng tôi nhận được sự giao phó của bà chủ, phải đưa cậu trở về Kyoto. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tường Vi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy sát khí. Đưa tôi trở về Kyoto sao? Ha ha, cô dựa vào đâu? Hoàng Thiên cười chế nhạo hỏi Tường Vi. Tường Vi không nói gì, nhưng khuôn mặt của cô ta rất khó chịu. Không khí trong phòng riêng trở nên căng thẳng, ngay cả Tiêu Tấn và mấy tên đàn em của anh ta cũng cảm thấy áp lực. Cô gái này không hề đơn giản. Hoàng Thiên nghĩ thầm, anh biết rằng Tường Vi không phải loại người đơn giản gì, đối diện với nhiều người như vậy, mà vẻ mặt không tỏ ra chút sợ sệt nào, thậm chí còn rất tự tin, nói thẳng ra người phụ nữ này vẫn rất có uy lực. Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có trở về Kyoto với tôi không? Sắc mặt Tường Vi trầm xuống, rồi hét lên với Hoàng Thiên với giọng điệu đe dọa. Hoàng Thiên chán ghét nhất là bị người khác uy hiếp, lúc này cũng sa sầm mặt xuống, nói với Tường Vi, nếu cô còn nói chuyện với tôi bằng thái độ này, e rằng cô sẽ không thể trở về Kyoto đâu. Được thôi, có vẻ như tôi phải ra tay rồi. Vừa nói, Tường Vi liếc về phía đầu giường. Tiêu Tấn đã không chịu nổi nữa. Mặc dù Tường Vi trông rất xinh đẹp, loại phụ nữ kiêu căng này, dám nói với Hoàng Thiên những lời như vậy, Tiêu Tấn đã không nhịn nổi từ sớm rồi. Cô thật sự không sợ gió lay đầu lưỡi. Thế thì để tôi đây dạy cô thế nào là lễ đội. Sau khi nói xong, Tiêu Tấn xông tới chỗ Tường Vi, vươn tay phải ra, định bắt lấy cô ta. Văn Long ở một bên vui vẻ cười, nhìn thấy Tiêu Tấn không muốn sống nữa, thì trong lòng liền vui vẻ. Chết tiệt, Văn Long! Anh dám đánh tôi sao? Cứ để chị Tường Vi thu dọn người. Văn Long thầm mắng Tiêu Tấn, anh ta chỉ là quân cờ do Tường Vi sắp xếp ở thành phố Bắc Ninh, bây giờ có chủ nhân ở đây, đương nhiên anh ta không sợ gì cả. Tiêu Tấn, cẩn thận! Nhìn thấy Tiêu Tấn vội vàng xông lên, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng. Vừa định giúp Tiêu Tấn, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh trước mắt. Tiêu Tấn đột nhiên hét lên đau đớn. Ngay sau đó cánh tay phải duỗi ra liền bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt, hai ngón tay lập tức bị chặt đứt. Tiêu Tấn hét lên một tiếng thảm thiết, theo bản năng, tay trái nắm chặt lấy ngón tay phải bị đứt lìa, đau đớn đến nỗi chảy cả mồ hôi. Mấy chục tên đàn em của Tiêu Tấn sửng sốt, bọn họ đều bị sự đột ngột này làm cho kinh hãi. Ngay cả Hoàng Thiên cũng vô cùng hoảng sợ, anh thật sự không ngờ hai ngón tay của Tiêu Tấn lại có thể bị bẻ chặt đứt trong nháy mắt như vậy. Nhìn kỹ. Thì Tường Vi đã cầm trong tay một thanh kiếm mềm dài hơn 1 mét, thân kiếm sắc bén tỏa sáng, lưỡi kiếm dính một ít máu, chính là máu trên ngón tay của Tiêu Tấn. Hừ, các ngươi nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là kết cục của kẻ dám chống đối tôi. Tường Vi hừ một tiếng sắc lạnh, bình tĩnh đứng đó, đối với cô ta mà nói việc chặt đứt hai ngón tay của người khác chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Con đàn bà chết tiệt, dám đối xử với anh Tấn thế này.
Một trong những tên đàn em của Tiêu Tấn tức giận, mắng một tiếng rồi xông đến. Hãy cẩn thận. Lần này Hoàng Thiên đã liệu trước, hét lên một tiếng, ngăn tên đàn em sắp xông vào Tường Vi. Anh Thiên, anh đừng cản em, để em giết con ả này báo thù cho anh Tấn. Tên đàn em của Tiêu Tấn rất trung thành, lúc này hắn không thể kiềm chế được cảm xúc, dù có nói gì cũng muốn giết Tường Vi, và trả thù cho Tiêu Tấn. Ha ha, tôi rất khâm phục mấy tên khốn kiếp Bắc Ninh các người đấy, mấy người không sợ chết sao? Tường Vi cười nhạo một tiếng, nhìn mấy tên đàn em bị Hoàng Thiên ngăn lại. Mấy người đừng dại mà tự nộp mạng, để tôi xử lý. Hoàng Thiên trầm giọng nói với mấy tên đàn em của Tiêu Tấn, rồi anh đi về phía Tường Vi. Tường Vi hơi giật mình khi nhìn thấy điều này, cô ta cứ nghĩ rằng với nhát chém vừa rồi có thể đe dọa được Hoàng Thiên, để anh ngoan ngoãn quay về Kyoto cùng cô ta. Nhưng không ngờ rằng Hoàng Thiên không những không sợ hãi, mà còn bước tới, muốn so tài với cô. Ha ha, tôi nói cho cậu biết, cậu còn muốn ra tay với tôi sao? Nếu làm cậu bị thương thì không được hay lắm đâu. Tường Vi cười khúc khích, không thèm để tâm đến thực lực của Hoàng Thiên. Thực ra cô ta đã đánh giá thấp Hoàng Thiên quá rồi, Hoàng Thiên có mối quan hệ rất thân thiết với Vũ Thanh từ khi anh còn nhỏ, năm đó Vũ Thanh cũng đã dạy cho Hoàng Thiên không ít võ công, cơ bản thì anh đã học được vài thế võ thuật bình định cổ truyền. Tuy rằng mấy năm nay Hoàng Thiên không sử dụng những kỹ năng võ thuật này, nhưng nền tảng vẫn còn, so với người thường thì vẫn tốt hơn nhiều. Vì vậy, anh không cho mấy tên đàn em của Tiêu Tấn ra tay với Tường Vi kia, và Hoàng Thiên quyết định chính tay mình sẽ quyết đấu với Tuyết Phi. Dùng hết thực lực của cô ra hết đi, để tôi xem cô rốt cuộc lợi hại thế nào. Hoàng Thiên đứng trước mặt Tường Vi rồi nói với giọng sắc lạnh. Thấy Hoàng Thiên như vậy, đôi mắt của Tường Vi nheo lại, rồi cô ta cũng quyết liệt đi tới. Đã thế rồi, Tường Vi tôi xin phép xúc phạm cậu chủ. Tường Vi lạnh lùng nói, vung thanh kiếm mềm mại trong tay, rồi nhắm về phía Hoàng Thiên. Đường đi của thanh kiếm này rất khó đoán, kiếm mềm có một đặc điểm, đó là quỹ đạo của những cú vung kiếm cực kỳ khó đoán, khiến người khác rất khó lường. Nếu dùng vật gì đó để chặn lại, thì khi thanh kiếm mềm cong lại rất có thể dễ dàng làm thương đối thủ, vì vậy loại vũ khí này mặc dù rất khó khống chế nhưng nếu đã tìm được cách khống chế nó rồi thì cũng rất khó để đánh bại. Hoàng Thiên không dám bất cẩn, nhanh chóng né những đường kiếm mà Tường Vi vung ra. Sau đó anh nhanh chóng di chuyển chân dưới để tiếp cận Tường Vi. Ai dài Tường Vi sửng sốt, cô ta phát hiện ra rằng bước chân của Hoàng Thiên thực sự rất nhanh. Cậu chủ Thiên lợi hại vậy sao? Chẳng phải nói cậu ấy chỉ là cậu chủ yếu đuối thôi sao? Tường Vi đang bối rối, chưa kịp suy nghĩ thì lại vung thanh kiếm mềm trong tay ra cắt ngang eo của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng rất gan dạ khi đối đầu với một người hung dữ như Tường Vi. Nhưng không gian trong phòng riêng quá nhỏ. Lại có rất nhiều người, nên rất khó di chuyển. Trong lúc bối rối, sau khi Hoàng Thiên tránh được lưỡi kiếm này, anh bất ngờ đánh lừa Tường Vi rồi nhanh chóng nắm chặt lấy cán của thanh kiếm cô ta đang cầm. Càng đánh Tường Vi càng thấy bực bội, với sức mạnh của mình, thì có lẽ cô ta có thể giải quyết Hoàng Thiên trong tầm tay. Làm sao có thể nghĩ rằng Hoàng Thiên lại khó đối phó như vậy, hiện tại lại còn bị anh chiếm được thế thượng phong. Vừa định muốn dùng thanh kiếm mềm để đâm Hoàng Thiên, thì cổ tay phải của Tường Vi đã bị Hoàng Thiên tóm được. Không xong rồi. Trong lòng Tường Vi cảm thấy bất an, cô A cảm nhận được một bàn tay to lớn mạnh mẽ, nắm chặt lấy tay cô ta, khiến cô ta đau đến nỗi sắp rơi cả nước mắt. Nhưng trong lòng Hoàng Thiên lại cảm thấy hơi sao lòng, bởi vì anh cảm thấy cổ tay của Tường Vi rất mềm mại. Nhưng bây giờ không phải là lúc thương hoa tiếc ngọc, sau khi Hoàng Thiên nắm lấy cổ tay Tường Vi, anh dùng lực vừa đủ bóp mạnh tay cô ta. Ái! Tường Vi thực sự không thể chịu đựng được nữa, cổ tay cô ta bị Hoàng Thiên siết chặt, nhìn như sắp nứt ra vậy. Một tiếng leng keng vang lên, Tường Vi không thể giữ thanh kiếm mềm được nữa, thanh kiếm rơi xuống đất. Bộp! Ây ra! Tường Vi la lên một tiếng, bị Hoàng Thiên đá một phát vào bụng, khiến toàn thân thể mỏng manh giống như diều đứt dây của cô ta, bay ngược ra ngoài. Phù một tiếng, cơ thể của Tường Vi bị đập mạnh vào đầu giường, lưng của cô ta gần như bị gãy sụn. Cuộc chiến khốc liệt này chỉ kéo dài chưa đầy một phút, đến nhanh và kết thúc cũng nhanh. Tuy nhiên, tất cả những người trong phòng riêng đều kinh ngạc, đặc biệt là đám đàn em của Tiêu Tấn, trong lòng rất khâm phục ngưỡng mộ Hoàng Thiên. Có thể tìm một đàn anh như Hoàng Thiên ở đâu được chứ? Không chỉ là mạnh mẽ, mà còn chăm lo sự an toàn của đàn em. Người của Tiêu Tấn thầm cảm khái trong lòng, có vài tên đã băng bó lại ngón tay cho Tiêu Tấn,
những tên khác thì nhặt những ngón tay bị đứt lại, chuẩn bị đưa Tiêu Tấn đến bệnh viện để nối những ngón tay bị đứt. Tiêu Tấn không ngờ Hoàng Thiên lại mạnh đến như vậy, tuy rằng trước đây anh ta đã từng thấy Hoàng Thiên dạy cho người khác, nhưng những lúc đó còn có người khác trợ giúp, Hoàng Thiên mới ra tay dạy cho người khác. Nhưng lần này, ngay khi Hoàng Thiên xuất chiêu, anh đã đánh bại được Tường Vi, điều này thực sự khiến Tiêu Tấn sửng sốt. Văn Long đỡ người ra, nhín chằm chằm vào Hoàng Thiên, sau đó nhìn về phía Tường Vi bị đánh bại, Văn Long đang suy nghĩ làm sao để trốn khỏi đây. Sắc mặt Hoàng lạnh lùng, hiện tại anh có rất nhiều câu hỏi, muốn nghe đáp án từ miệng Tường Vi. Nhìn thấy khóe miệng Tường Vi đang chảy máu, Hoàng Thiên biết cô gái này đã bị thương bên trong. Đỡ cô ta dậy. Chu Thiên chỉ vào Tường Vi đang còn nằm la liệt trên giường, rồi nói với mấy tên đàn em của Tiêu Tấn. Vâng, anh Thiên. Một số tên đàn em đồng thanh đáp lại, lao tới tóm lấy Tường Vi. Tường Vi chỉ có thể khoanh tay chịu trói, cô ta nghiến răng rồi đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ, hành động đơn giản và nhanh gọn này khiến Hoàng Thiên bất ngờ. Vội vàng đi đến cửa sổ để kiểm tra, lúc này Tường Vi đã ngã xuống đất, khập khiễng bước lên một chiếc taxi rồi bỏ chạy. Cô gái này chạy nhanh đấy. Đúng vậy, dám nhảy ở độ cao như vậy thì đúng là ghê thật. Anh Thiên, anh muốn đuổi theo không? Vài tên đàn em của Tiêu Tấn đứng áp trên cửa sổ tức giận nói. Không đuổi kịp đâu, dẫn tên Văn Long theo, rồi đưa Tiêu Tấn đến bệnh viện trước đã. Hoàng Thiên ra lệnh. Mấy tên đàn em đồng thanh đáp, rồi áp giải Văn Long rời khỏi khách sạn. Hoàng Thiên nhờ vài tay đàn em đưa Tiêu Tấn đến bệnh viện trước, sau đó anh đưa thêm 4 tên khác áp giải Văn Long ra khỏi thành phố. Sau khi đến vùng ngoại ô, tìm được một lùm cây văng vẻ, Hoàng Thiên xuống xe trước. Nằm xuống. Một tên đàn em của anh áp giải tên Văn Long, liền lôi anh ta ra khỏi xe như một con chó chết. Vẻ mặt Văn Long sợ đến mức không nhấc chân lên được. Anh ta cảm thấy Hoàng Thiên đưa anh ta đến nơi xa xôi như vậy, có lẽ là một giết anh tai anh Thiên, xin hãy tha mạng cho em, giết người là phạm pháp, anh không thể đối xử với em như vậy được. Văn Long sợ hãi suýt nữa khóc, bùn rùn cả chân tay trên đất nhìn Hoàng Thiên để cầu xin sự thương hại. Hoàng Thiên nhìn Văn Long thì chạnh lòng chắc ẩn, không nói nên lời. Anh thậm chí không nghĩ muốn giết chết Văn Long, anh chỉ muốn tra hỏi tên này thôi. Vì Văn Long đã sợ hãi vậy rồi, thì Hoàng Thiên cũng tương kế tựu kế. Ha ha, giết người quả thực là phạm pháp, nhưng nếu không ai biết thì xem như không xảy ra chuyện gì cả. Hoàng Thiên cười với vẻ mặt sắc lạnh, đứng ở trước mặt Văn Long nói. Có thể làm cho tên Văn Long kinh hãi, anh ta ngây người nhìn Hoàng Thiên, toàn thân run lẩy bẩy. Anh Thiên, vợ và con trai của tôi đều biết anh đã bắt tôi đi, nếu như tôi chết, thì anh nhất định sẽ không thể thoát được đâu. Văn Long nói với Hoàng Thiên. Bộp! Hoàng Thiên tát một cái thật mạnh vào mặt tên Văn Long kia. Ông hù dọa ai đấy? Nếu không trốn được thì sao nào? Để tôi giết ông trước rồi hãng nói. Hoàng Thiên vừa quát mắng vừa nói. Đánh cho tên Văn Long thất thần cả người, anh ta không dám dùng những lời như vậy để uy hiếp Hoàng Thiên. Đúng, đúng. Anh Thiên, anh nói đúng, em cầu xin anh có thể tha mạng cho em được không? Văn Long cầu xin trong vô vọng. Hoàng Thiên rất ghét loại người không có chút tiền đồ như thế này, nhưng anh thật sự không muốn lấy mạng của Văn Long, mà chẳng qua chỉ hù dọa anh ta thôi. Ông không muốn chết sao? Hoàng Thiên hỏi Văn Long với giọng lạnh lùng. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi còn vợ và con trai, và cả tương lai tươi sáng phía trước nữa. Văn Long giống như một con chó giữ nhà vậy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, rồi nịnh nọt cầu xin. 4 tên đàn em do Hoàng Thiên dẫn theo đều là những người đàn ông có máu mặt, nhìn thấy bộ dạng hèn hạ của Văn Long thì rất chướng mắt. Thấy Văn Long hèn yếu như vậy, cả 4 tên đàn em đều vô cùng tức giận, bước đến trước mặt Văn Long rồi dứt một cú đá thật nhanh vào anh ta. Văn Long bị đánh đến nỗi thất thần, anh A ngã xuống đất van xin một cách khổ sở. Hoàng Thiên thấy thế cũng đã đủ rồi. Nên bảo 4 tên đàn em dừng tay lại, ra hiệu cho họ đừng đánh nữa. Nếu tiếp tục đánh như vậy, mấy tên đàn em này càng đánh bạo hơn, không chừng đánh chết Văn Long mất thôi. 4 tên đàn em dừng lại, đứng chừng mắt nhìn về phía Văn Long, như muốn đá cho anh ta thêm mấy phát nữa. Văn Long hoàn toàn bị khuất phục, toàn thân mềm nhũn trên mặt đất, lau vết máu khóe miệng, không dám nói gì cả. Tôi muốn hỏi ông một số chuyện, nếu ông thành thật trả lời, thì tôi sẽ tha cho ông. Hoàng Thiên nói với Văn Long bằng giọng lạnh lùng. Văn Long vội vàng gật gật đầu, nói với Hoàng Thiên, anh Thiên,
xin anh cứ hỏi. Chỉ cần anh có thể tha cho tôi, thì tôi sẽ nói ra những gì anh yêu cầu. Thấy Văn Long còn biết điều, nên Hoàng Thiên cũng không làm khó anh ta nữa. Ông có quan hệ gì với Tường Vi kia? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Văn Long đã sớm lường trước được Hoàng Thiên sẽ hỏi chuyện này, anh ta trả lời không chút do dự, anh Thiên, tôi là cấp dưới của Tường Vi. 2 tháng trước, Tường Vi tìm đến tôi, cô ta còn cho tôi rất nhiều tiền, để tôi giúp cô ta làm việc ở thành phố Bắc Ninh này. Tại sao cô ta muốn ông làm thuộc hạ của cô ta? Cô ta muốn nhờ ông giúp cô ta làm chuyện gì? Hoàng Thiên hỏi. Bởi vì tôi là đạo diễn, nên khá quen thuộc thành phố này, hơn nữa tôi có mối quan hệ rất thân thiết với đại ca ở Khánh Hòa Ngô Bá Khuê, nên Tường Vi đã nhắm vào mối quan hệ xã hội này của tôi. Cô ta nhờ tôi đối phó với anh, thực ra mấy hôm trước, cô ta đã thông báo cho tôi rằng phải xử lý anh trong thời gian này. Văn Long nói ra tất cả, thái độ anh ta rất thành khẩn. Hoàng Thiên nghe xong thì không nói gì cả, nhưng anh cũng cảm thấy Văn Long không hề nói dối. Ông có cách nào liên lạc với Tường Vi không? Bây giờ hãy gọi cho cô ta, hỏi cô ta đang ở đâu. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Văn Long, kỳ thực thì còn nước còn tát, bởi vì Hoàng Thiên cũng cảm thấy rằng Tường Vi có thể sẽ không bắt máy của Văn Long. Có. Văn Long mạnh mẽ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, rồi bấm số của Tường Vi. Nhưng sau khi gọi một lúc, thì cũng không thấy ai bắt máy. Điều này cũng đã nằm trong dự kiến của Hoàng Thiên, anh phất tay ra hiệu cho Văn Long đừng gọi nữa. Anh Thiên, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết, vậy xin anh hãy để tôi đi. Văn Long đứng dậy, rồi nói với Hoàng Thiên bằng vẻ mặt khinh rẻ. Nhìn thấy bộ dạng của Văn Long, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy tức giận. Bốp bốp, Hoàng Thiên vung 2 tát vào mặt Văn Long, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Thậm chí Văn Long không dám nói lời nào, chỉ cần có thể sống sót, anh ta đành chịu đòn. Cút ngay cho tôi, một khi có tin tức gì về Tường Vi, lập tức báo cho tôi, làm được không? Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói với Văn Long. Bây giờ muốn tìm được Tường Vi thì không dễ dàng gì, Hoàng Thiên cũng muốn giữ lại cái mạng què của Văn Long, không chừng anh có thể tìm ra manh mối của Tường Vi. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ nghe lời anh Thiên, chỉ cần Tường Vi liên lạc với tôi. Tôi sẽ thông báo cho anh sớm nhất có thể. Văn Long rất nghe lời, vỗ ngực bảo đảm với Hoàng Thiên. Cút đi. Hoàng Thiên vẫy vẫy tay tỏ ý Văn Long có thể đi rồi. Văn Long cảm thấy mình như đi một vòng dạo quanh quỷ môn quan, anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán rồi bỏ chạy. Anh Thiên, cứ để cho tên khốn này đi như vậy sao? Một tên đàn em nói với Hoàng Thiên một cách không cam tâm. Nếu không như thế thì tôi có thể làm gì đây? Không thể giết tên này được. Để anh ta đi, khôn chừng có thể nghe được tung tích gì đó của Tường Vi. Hoàng Thiên nói. Tên đàn em kia gật gật đầu, chuyện đã đến nước này thì đành làm vậy thôi. Hoàng Thiên bước lên xe, nhưng không về ngay, mà anh ngồi trong xe suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Xem ra Tiêu Đông Mai càng ngày càng không thể kìm nén được rồi, giở đủ thứ thủ đoạn, có lẽ bà ta đã bắt đầu ra tay thực sự. Thực lực của Tường Vi này khá cao. Cũng không dễ gì đối phó, nói không chừng mấy ngày nay cô ta sẽ lại làm ra chuyện gì đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tung tích của Tường Vi, hơn nữa Hoàng Thiên cũng có ý định sẽ trở về Kyoto một chuyến. Tiêu Đông Mai ơi là Tiêu Đông Mai, đến tận bây giờ bà vẫn không buông tha cho tôi, xem ra tôi phải trực tiếp xử lý bà rồi. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, sau đó nói với 4 tên đàn em của mình, mấy cậu đi dán thông báo cho toàn thành phố tìm Tường Vi. Ai tìm được Tường Vi thì sẽ được thưởng lớn. Vâng. 4 tên đàn em cùng đồng thanh đáp, lập tức gọi điện thoại thông báo cho những người khác. Hoàng Thiên lái xe đưa 4 tên đàn em về lại thành phố Bắc Ninh. Họ đến bệnh viện thăm Tiêu Tấn trước, lúc này Tiêu Tấn đã được phẫu thuật xong, ngón tay bị đứt lìa cũng được nối lại. Anh Thiên, đừng lo lắng cho tôi, bác sĩ nói mấy ngón tay của tôi không có vấn đề gì cả, sau khi tập luyện mấy bài phục hồi chức năng thì chúng sẽ trở lại như thường thôi. Tiêu Tấn gượng cười nói với Hoàng Thiên. Nghe xong, Hoàng Thiên liền gật đầu, rồi nói với Tiêu Tấn, anh nhớ chú ý đến vết thương, 2 ngày nữa tôi lại đến thăm anh. Anh Thiên, mấy ngày nay anh nhất định phải cẩn thận hơn, cô gái tên Tường Vi này có thể lại tìm đến anh đấy. Vẻ mặt của Tiêu Tấn có chút nghiêm nghị, nhắc nhở Hoàng Thiên. Thăng Hoàng Thiên gật đầu không nói gì, rồi một mình rời khỏi bệnh viện. Sau khi trở về nhà, thì trời đã tối. Lâm Ngọc An đang đứng cùng Lâm Huỳnh Mai và cô chỉ biết rằng Hoàng Thiên đã cứu Lâm Huỳnh Mai về,
nhưng cô lại không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hoàng Thiên không định nói cho Lâm Ngọc An biết, bởi vì anh không muốn Lâm Ngọc An lo lắng quá nhiều. Thấy Hoàng Thiên đã về, Lâm Ngọc An nhanh chóng đứng dậy đón anh. Lần này Lâm Huỳnh Mai đã khá lên nhiều, cô ấy cũng đứng dậy đón Hoàng Thiên, nhìn Hoàng Thiên với vẻ cảm kích. Anh rể, anh về rồi. Lâm Huỳnh Mai chào hỏi Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An sửng sốt, thầm nghĩ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao, từ khi nào mà Huỳnh Mai lại trở nên hiểu chuyện như vậy. Trước đây Lâm Huỳnh Mai không thèm nói gì với Hoàng Thiên, cứ cho vậy là tốt rồi, nhưng từ khi nào mà cô ấy lại dịu dàng với Hoàng Thiên vậy chứ? Ừ. Hoàng Thiên khẽ cười rồi xoa đầu Lâm Huỳnh Mai. Khiến Lâm Huỳnh Mai có chút xấu hổ, ngại ngùng, nhưng bây giờ cô ấy đã thực sự thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về Hoàng Thiên, cảm thấy anh rể thật sự rất mạnh mẽ, rất xuất sắc. Nghĩ đến việc thường hay khinh thường chế nhạo Hoàng Thiên trước kia, thì Lâm Huỳnh Mai lại cảm thấy mình thật sự rất quá đáng. Sự thay đổi thái độ của Lâm Huỳnh Mai đối với Hoàng Thiên cũng khiến Trương Lan Phượng ngạc nhiên. Mặc dù thái độ của Trương Lan Phượng đối với Hoàng Thiên đã thay đổi, nhưng bà ấy vẫn còn coi thường Hoàng Thiên. Đừng động vào con bé, ở đâu ra mà anh rể có thể sờ vào đầu em dâu như vậy được chứ? Trương Lan Phượng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, không hài lòng với hành động vừa rồi của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dứt khoát không thèm để ý đến Trương Lan Phượng, anh biết quá rõ về người mẹ vợ này, càng quan tâm đến bà, thì bà lại càng gây chuyện. Không sao đâu mẹ, anh rể là người tốt, anh ấy không có ý gì xấu đâu. Lâm Huỳnh Mai cười nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đảo mắt, hừ một tiếng rồi trở về phòng. Anh rể, em cũng về phòng đây, không làm phiền thế giới của anh chị nữa. Lâm Huỳnh Mai lễ phép nói với Hoàng Thiên. Đi đi. Hoàng Thiên trả lời một cách bình thản, thực sự anh cảm thấy không quen, để làm quen với việc này có hơi khó. Lâm Huỳnh Mai đối xử lạnh nhạt với anh, thì anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Cả đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên chở Lâm Ngọc An đến công ty Nguyên Đạt. Hiện tại Lâm Ngọc An là người đứng đầu công ty Nguyên Đạt, thân là tổng giám đốc của công ty, nên cô là người quyết định mọi việc của công ty. Nhưng cô vẫn không biết rằng ông chủ thực sự của công ty này là Hoàng Thiên. Sau khi đưa Lâm Ngọc An công ty, thì Hoàng Thiên liền lái xe rời khỏi đây. Trước mắt vẫn chưa có tin tức gì về Tường Vi, nhưng điều này cũng đã nằm trong dự trù của Hoàng Thiên. Dù sao lực lượng đàn em của Dragon ở thành phố Bắc Ninh này cũng rất lớn, nên để tìm được một người cũng không phải chuyện khó gì. Nhưng một đêm đã trôi qua, mà cũng không có tin tức gì cả, chẳng lẽ Tường Vi đã rời khỏi thành phố Bắc Ninh? Nghĩ đến chuyện này thì trong lòng Hoàng Thiên liền cảm thấy có chút bối rối. Hoàng Thiên lái xe rời khỏi công ty Nguyên Đạt, nhưng anh không hề hay biết, có một cặp mắt đáng sợ đang soi mói công y Nguyên Đạt. Người này bây giờ đang ngồi trên xe, từ xa nhìn chằm chằm vào cửa công ty Viễn Đạt. Lúc nãy, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An tới cửa công ty, sau đó lái xe rời đi. Người này đã nhìn thấy tất cả. Kẻ bí ẩn này chính là Văn Long. Anh ta nheo mắt, châm một điếu thuốc, khóe miệng khế cong lên thành một nụ cười nhạt. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên, anh dám đánh tôi. Đúng là có mắt như mù, không thấy Thái Sơn. Văn Long trong lòng thầm mắng Hoàng Thiên, anh ta đã có kế hoạch để đối phó với Hoàng Thiên. Đến giữa trưa, Tường Vi đeo kính râm, mặc quần áo rất kín đáo, che ô đi đến chỗ xe của Văn Long. Chị Tường Vi. Văn Long cười cười, mở cửa xe, để Tường Vi lên xe. Sắc mặt của Tường Vi rất tệ. Hôm qua, cô ta thua thảm dưới tay Hoàng Thiên. Đó là một sự đả kích lớn đối với cô ta. Cậu gọi tôi đến đây làm gì? Sau khi lên xe, Tường Vi lên tiếng hỏi Văn Long. Văn Long quay đầu nhìn Tường Vi đang ngồi trên ghế sau, cười bí ẩn, nói, chị Tường Vi, hôm nay tôi muốn cho chị xem một trò hay vừa mới mở màn. Trò hay gì? Tường Vi vẫn mang tâm lý để phòng tên Văn Long này, bởi vì cô ta phát hiện, hai ngày nay anh ta không hề nghe lời cô ta nói, lại còn tỏ ra bí ẩn. Chị Tường Vi, chị có biết công ty này là của nhà ai không? Văn Long chỉ vào công ty Viễn Đạt phía đối diện, cười hỏi Tường Vi. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian nói tào lao với cậu. Tường Vi trở nên mất kiên nhẫn, vừa nói vừa liếc Văn Long. Văn Long không hề tức giận, cười nói với Tường Vi, vợ của Hoàng Thiên làm ở công ty này, theo quan sát của tôi hai ngày qua, mỗi buổi trưa, cô ta đều đến quán cà phê đối diện uống một ly cà phê. Ý cậu là muốn nhằm vào vợ Hoàng Thiên? Tường Vi hơi cau mày, hỏi Văn Long. Tất nhiên, tên nhóc Hoàng Thiên này rất khó chơi,
nhưng vợ của cậu ta thì dễ hơn nhiều. Văn Long nở một nụ cười sâu kín. Tường Vi hơi do dự. Với tính khí kiêu ngạo của mình, cô vẫn thích đối đầu trực diện với Hoàng Thiên hơn là dùng những thủ đoạn đê tiện. Và lại, cùng là phụ nữ với nhau, cô ta không muốn làm khó làm dễ vợ Hoàng Thiên. Sao, chị Tường Vi, chị có gì băn khoăn hả? Văn Long cười, hỏi. Cậu định bắt vợ Hoàng Thiên để ép cậu A nghe lời, theo chúng ta về Kyoto. Tường Vi hỏi Văn Long. Đúng là như vậy, chỉ có cách này thì chúng ta mới nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ mà bà chủ phân phó. Văn Long thâm sâu nói. Tường Vi nghe thấy vậy thì cau mày, nói với Văn Long, dùng một thủ đoạn đê hèn như vậy, không quang minh chính đại chút nào. Hi hi, quang minh chính đại gì chứ, đạt được mục đích là được rồi. Chị Tường Vi, chị cứ nhìn đi, tôi sẽ khiến cho tên nhóc Hoàng Thiên sống không bằng chết. Văn Long cười ha hả, nói. Tường Vi rất thông minh, cô ta có thể nhìn ra được rằng Văn Long rất thâm độc, trước đây đúng là nhìn không thấu. Ha ha, cậu ghét Hoàng Thiên dữ vậy sao? Tường Vi cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào Văn Long. Văn Long nghe vậy, khẽ cắn môi, chỉ vào mặt mình, nói với Tường Vi, chị nhìn đi, mặt tôi sưng đến độ này đều là nhờ ơn Hoàng Thiên. Mẹ kiếp, Văn Long tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh dã man như vậy. Hơn nữa, vợ và con trai tôi cũng bị Hoàng Thiên cho người đến đánh. Mẹ nó, thù này tôi không báo không được. Nhìn thấy dáng vẻ phát điên của Văn Long, Tường Vi cũng giật mình. Lúc trước, khi mua lại Văn Long, Tường Vi thực sự không nhận ra rằng Văn Long lại tàn nhãn đến vậy. Vì vậy, sau khi hiểu rõ, Tường Vi cũng không nói gì cả. Văn Long cũng không nói thêm gì nữa, ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cửa công ty Viên Đạt, chỉ đợi Lâm Ngọc An đi ra. Đúng như dự đoán của Văn Long, giữa trưa, Lâm Ngọc An thật sự ra khỏi công ty, đi bộ đến một quán cà phê bên kia đường. Đến rồi. Văn Long nhìn thấy Lâm Ngọc An tới gần xe của mình, hai mắt lóe lên sự hung ác. Tường Vi ngồi trong xe, không nói tiếng nào. Thật ra cô không tán thành việc Văn Long tấn công Lâm Ngọc An, cũng rất khinh thường loại thủ đoạn này. Nhưng vì Văn Long đã lựa chọn làm như vậy, Tường Vi cũng chấp nhận, bởi vì cô ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết Hoàng Thiên, đem Hoàng Thiên về Kyoto, trở lại phục tùng Tiêu Đông Mai. Nhìn thấy Lâm Ngọc An càng ngày càng gần, ánh mắt Văn Long hung tợn, anh ta khởi động xe, sau đó đạp mạnh chân ga lao ra đến. Lâm Ngọc An chỉ muốn đi uống cà phê, cô làm sao ngờ được tai họa từ trên trời rơi xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe Audi do Văn Long lái đã lao về phía cô. Á! Lâm Ngọc An kêu lên, nhưng xe lao nhanh đến trong nháy mắt, cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, Lâm Ngọc An hét lên đau đớn và bị chiếc xe tông văng xa vài mét. Cậu làm cái gì vậy? Tường Vi lớn tiếng của trách Văn Long, cô ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cứ tưởng rằng Văn Long chỉ muốn lái xe đến bên cạnh Lâm Ngọc An, bắt Lâm Ngọc An lên xe, không tưởng tượng nổi Văn Long lại phát điên, trực tiếp đâm xe vào Lâm Ngọc An. Đây thật sự là đem con người ta vào chỗ chết rồi, hất Lâm Ngọc An ra xa vài mét, sống nổi hay không cũng không dám chắc. Ha ha, chị Tường Vi thấy sao? Cảm thấy như được chút giận, đúng không? Văn Long nở nụ cười lạnh lẽo độc địa, rất đắc ý. Tôi chút giận cái đầu cậu. Văn Long, cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Không xin chỉ thị của tôi mà cậu dám tự ý làm như thế. Tường Vi tức giận trừng mắt nhìn Văn Long, chất vấn. Văn Long hoàn toàn không quan tâm, nói với Tường Vi, đừng có lo, tôi không đụng chết cô ta sẽ không chết đâu. Nói xong, Văn Long nhanh chóng xuống xe, lôi Lâm Ngọc An đang hôn mê vào trong xe, sau đó đóng cửa lại. Những người dân đứng hóng chuyện xung quanh đều hướng mắt về phía này. Bọn họ đều chết lặng vì hung thủ không hề gọi cảnh sát hay cứu người mà lại lôi người bị thương lên xe một cách thô bạo, chuyện gì thế này? Cậu muốn làm gì? Tường Vi hoàn toàn bó tay với Văn Long, nhìn Lâm Ngọc An đang hôn mê, sau đó hỏi Văn Long. Văn Long tham lam liếc nhìn đùi của Lâm Ngọc An, sau đó cười, nói, ha ha, trả thù Hoàng Thiên mà thôi. Chị Tường Vi cứ chờ đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi đã nói rồi, phải để cho Hoàng Thiên sống không bằng chết, để cho anh ta hối hận vì đã khiêu khích Văn Long tôi. Cậu đúng là đồ thần kinh. Tường Vi trừng mắt nhìn Văn Long, bây giờ, cô ta cảm thấy Văn Long đã thay đổi rất nhiều. Anh ta hiện tại so với anh ta trước đây cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Văn Long không nói thêm nữa, lái xe đưa Tường Vi và Lâm Ngọc An đi. Không tới 10 phút,
Văn Long lái xe đến một căn nhà thuê yên tĩnh. Có hai gã đàn ông chọc đầu đã đợi ở đây ừ sớm. Lúc Văn Long đến, hai gã chọc đầu hung tợn rất hưng phấn, liếm môi nhìn vào trong xe. Nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của bọn họ, Tường Vi lập tức hiểu ra. Hai người này đang nghĩ đến vợ của Hoàng Thiên, nhìn nụ cười thô bỉ trên mặt là biết không có gì tốt đẹp. Đúng như Tường Vi đến, Văn Long đã hứa với hai gã đầu chọc này là sẽ để cho bọn họ vui vẻ một chút. Kéo vợ của Hoàng Thiên vào nhà đi. Văn Long vẫy vẫy tay, rất đắc chí, ra hiệu cho hai gã đàn ông đầu chọc làm việc. Cả hai tên đầu chọc này đều là người của Văn Long, mở cửa xe, kéo Lâm Ngọc An vào căn nhà thuê. Nhìn thấy họ quá dã man và thô lỗ, Tường Vi không thể chịu đựng được. Tất cả dừng tay lại. Tường Vi ngăn hai gã chọc đầu lại, rồi dìu Lâm Ngọc An vào xe. Tỉnh lại, cô mau tỉnh lại. Tường Vi gọi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lúc này mới tỉnh lại, hai chân đã sưng tấy, đầu còn choáng váng. Cú va chạm vừa rồi mặc dù không khiến cô gãy chân, nhưng hậu quả cũng không hề nhẹ. Cô là ai? Lâm Ngọc An nhìn Tường Vi, nghi ngờ hỏi. Tường Vi tự nhủ, vợ của Hoàng Thiên thực sự rất đẹp, đẹp hơn cô ta gấp mấy chục lần. Nhưng bây giờ không phải lúc để cảm khái, Tường Vi nói nhỏ với Lâm Ngọc An, ba người bọn họ muốn hại cô, nhưng cô đừng lo, tôi sẽ thả cho cô đi. Hả? Lâm Ngọc An rất sợ hãi, nhìn Văn Long và hai gã đầu chọc, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được ba người này không phải phải loại hiền lành gì. Về phần Tường Vi nói muốn bảo vệ cô cũng không dám tin hoàn toàn, vì vậy cô nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Hoàng Thiên. Vào thời khắc nguy hiểm này, người Lâm Ngọc An tin tưởng nhất vẫn là Hoàng Thiên. Chị Tường Vi, chị thầm thì gì với cô ta vậy? Văn Long chợt bắt đầu mất kiên nhẫn, đi đến, tức giận chất vấn Tường Vi. Nghe thấy Văn Long dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, Tường Vi thực sự kinh ngạc và tức giận. Tên Văn Long này là do Tường Vi trước đây dùng tiền mua lại. Điều cô ta thích ở Văn Long là anh ta rất thông thuộc thành phố Bắc Ninh, hơn nữa Văn Long cũng có quen biết với Ngô Bá Khuê, tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa. Cô ta cảm thấy Văn Long rất có giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ, Văn Long rất không nể mặt Tường Vi, giọng điệu và thái độ vừa rồi rõ ràng là đang chỉ trích cô ta. Văn Long, cậu có nhầm không vậy? Lại còn dám nói chuyện cái kiểu đó với tôi? Tường Vi tức giận nhìn chằm chằm Văn Long rồi nói. Văn Long lúc này không hề nể nang gì Tường Vi, thấy Tường Vi chất vấn mình, anh A cười nhạt một tiếng, nói, chị Tường Vi, tôi nói chuyện như vậy với chị đó, rồi sao? Chị cho rằng lúc nào chị cũng có thể leo lên đầu tôi mà ngồi. Cậu! Tường Vi rất tức giận, và cô ta cũng đang tự hỏi, Văn Long lấy đâu ra tự tin mà dám khiêu chiến với cô như vậy? Cậu cái gì mà cậu? Cô em, để tôi nói cho cô biết, cô là người của bà chủ, còn Văn Long tôi chơi luật rừng. Bà chủ đã nói rồi, ở thành phố Bắc Ninh, tôi không cần phải nghe lời cô. Văn Long thâm độc cười cười, nói với Tường Vi đầy đắc ý. Điều này thực sự khiến Tường Vi không ngờ tới, cô ta luôn là người mà Tiêu Đông Mai tin tưởng nhất, còn Văn Long là do cô ta tự mua về. Văn Long và Tiêu Đông Mai trước đây chưa từng gặp nhau. Chẳng lẽ bà chủ lại thật sự nói như vậy? Thật sự bảo Văn Long không cần phải nghe lời cô ta. Tường Vi thầm nghĩ, không thể không oán trách Tiêu Đông Mai. Sao, cô không tin chứ gì? Có muốn gọi điện cho bà chủ để xác nhận không? Văn Long nhìn Tường Vi, cười cười, còn định lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Đông Mai. Không cần. Tường Vi tức giận hét lên, cô ta biết những gì Văn Long nói là sự thật, nếu không, Văn Long sẽ không có gan mà làm trái ý cô. Ha ha, cô em Tường Vi, cô em cũng đừng không phục trong lòng tôi nghĩ bà chủ nhìn xa trông rộng, biết rằng cô đôi khi mềm lòng, lòng dạ đàn bà, nên mới bảo tôi không cần phải nghe lời cô. Ví dụ như bây giờ, có phải cô đang đồng cảm với vợ Hoàng Thiên không? Cô không nỡ lòng làm hại vợ của Hoàng Thiên chứ gì? Văn Long chỉ vào Lâm Ngọc An, cười lạnh hỏi Tường Vi. Cơ thể Tường Vi khẽ run lên, cô cũng thừa nhận là mình quả thật có đồng cảm với vợ của Hoàng Thiên. Nhìn thấy Văn Long đâm xe vào Lâm Ngọc An, lại còn để hai gã đầu chọc làm nhục Lâm Ngọc An, Tường Vi không thể chịu đựng được. Vì vậy, trong lòng của Tường Vi cũng khá mâu thuẫn. Một mặt, cô phụng lệnh Tiêu Đông Mai, nhất định phải đem Hoàng Thiên về Kyoto để Tiêu Đông Mai xử lý. Mặt khác, Tường Vi rất coi thường hành động hèn hạ của Văn Long, không tán thành việc Văn Long làm. Tường Vi rối rắm liếc Lâm Ngọc An và phát hiện điện thoại di động trong tay Lâm Ngọc An đã bấm một dãy số. Nhưng Lâm Ngọc An vẫn chưa nói gì.
Nhìn kỹ, màn hình điện thoại của Lâm Ngọc An hiện hai chữ ông xã. Tường Vi hiểu, Lâm Ngọc An lợi dụng lúc này không có ai ý đến mình, đã gọi điện cầu cứu chồng cô ấy là Hoàng Thiên. Tường Vi nghĩ nếu muốn gọi thì cứ gọi đi, ít nhất là nếu Hoàng Thiên biết được mọi chuyện thì Lâm Ngọc An cũng không quá thảm. Về phần đối phó với Hoàng Thiên, Tường Vi vẫn muốn đấu với Hoàng Thiên một cách trực diện. Nhưng Văn Long còn nhìn thấy sớm hơn cả Tường Vi. Tên khốn này có thị lực khá tốt, đưa mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Lâm Ngọc An, phát hiện ra Lâm Ngọc An đang gọi cho Hoàng Thiên. Hi hi, người đẹp, tôi bảo này, cô đang gọi điện cho chồng hả? Sao không nghe thấy cô nói gì thế? Văn Long nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, cười nhạo, như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thật sự không chịu nổi ánh mắt tự phụ của Văn Long, trong lòng càng thêm hồi hộp, tuy rằng đã gọi được cho Hoàng Thiên, nhưng cô không dám nói gì, chỉ hy vọng Hoàng Thiên có thể nghe thấy chuyện đang xảy ra ở đây. Thật ra thì Hoàng Thiên ở đầu dây bên kia điện thoại đang rất lo lắng, nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên biết ngay đó là giọng của Văn Long và Tường Vi. Hoàng Thiên hét lên trong điện thoại, gọi tên Lâm Ngọc An, nhưng không có hồi đáp. Ha ha, Hoàng Thiên, chắc là anh sắp nổi điên rồi phải không? Đúng vậy, vợ anh đang ở trong tay tôi, anh mau cút đến đây cho tôi, nếu anh đến muộn, tôi không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì với vợ anh đâu. Văn Long dùng di động của Lâm Ngọc An, gắn giọng nói với Hoàng Thiên. Văn Long, ông muốn chết sao? Hoàng Thiên giận điên người, anh thật sự không ngờ. Hôm qua Văn Long còn tham sống sợ chết, đau đớn cầu xin tha mạng đến như vậy, hôm nay lại dám làm ra chuyện đáng chết này. Thứ cặn bã này đúng là loại rẻ tiền hèn hạ. Hoàng Thiên thầm nguyền rủa, trong lòng anh đã tuyên án tử hình với Văn Long rồi. Ha ha, đúng là tôi muốn chết đó, anh định làm sao đây? Nếu muốn vợ mình sống sót thì tự mình đến đây, anh mà dám dẫn theo người là tôi tiễn vợ anh về miền cực lạc đấy. Văn Long nở một nụ cười xấu xa. Sau đó nói cho Hoàng Thiên biết vị trí của mình rồi cúp điện thoại. Thấy sao hả Tường Vi? Cô và chú quân của cô học hỏi một chút đi, ha ha, lát nữa tôi sẽ để Hoàng Thiên ngoan ngoãn chịu trói. Đợi đến khi giao Hoàng Thiên cho bà chủ nhất định sẽ thưởng lớn. Văn Long mỉm cười, đắc ý nói với Tường Vi. Tường Vi thấy rằng Văn Long bây giờ thật đáng sợ, hoàn toàn không phải người trong ấn tượng của cô ta. Nhìn Văn Long phát điên như vậy. Cô ta cũng không còn gì để nói. Cô ta đang thầm tính toán, lát nữa khi Hoàng Thiên đến, cô ta muốn đọ sức công bằng với Hoàng Thiên. Anh Long, sao anh lại để Hoàng Thiên đến sớm như vậy? Bọn chúng tôi còn chưa kịp vui vẻ đâu. Một tên đầu chọc bước đến phàn nàn với Văn Long. Đúng vậy, đợi xong việc rồi hãng để Văn Long đến. Tên đầu chọc còn lại cũng đi tới, tham lam liếc nhìn Lâm Ngọc An. Sau khi Văn Long nghe bọn họ nói như vậy thì cười nhạt. Nói với bọn họ, hai người đứng nóng vội, những gì Văn Long tôi đã hứa với các người thì nhất định sẽ hoàn thành. Hơn nữa, cho dù Hoàng Thiên tới thì sao? Vợ anh ta ở trong tay chúng ta, anh ta còn dám làm trái ý trời. Ha ha, anh Long thật khôn ngoan. Anh Long, em không đợi được. Hai tên đầu chọc phấn khích quá độ, đều hướng sự chú ý vào thân thể của Lâm Ngọc An, nhịn không nổi nữa. Lâm Ngọc An kinh hãi. Có thể thấy rõ Văn Long cùng hai gã đầu chọc này nhất định sẽ không buông tha cho cô. Bây giờ Lâm Ngọc An đang hoảng loạn, cô ấy đã đặt tất cả hy vọng của mình vào Tường Vi, nếu Tường Vi không giúp, hôm nay cô nhất định sẽ bị làm nhục. Ha ha, đưa cô ta vào phòng đi. Văn Long cười chỉ vào Lâm Ngọc An, ra lệnh cho gã chọc đầu. Hai tên đầu chọc này sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Văn Long liền lập tức kẻ đỡ đầu, kẻ đỡ chân, đưa Lâm Ngọc An vào phòng. Lâm Ngọc An sao có thể để họ tùy tiện làm càn? Cô liều mạng chống cự quyết liệt. Thả tôi ra, các người muốn làm gì? Làm gì thì lát nữa cô sẽ biết. Một tên đầu chọc cười xấu xa, nói. Người đẹp đừng la hét nữa, hét khản cổ cũng vô dụng thôi, cô ngoan ngoãn đi. Tên đầu chọc kia cũng điên cuồng cười. Hai tên đầu chọc này miệng thì nói nhưng tay chân thì vẫn nhanh nhẹn, liều mạng kéo Lâm Ngọc An vào nhà thuê. Thả tôi ra. Chồng tôi đang trên đường đến đây rồi. Các người mà dám động đến tôi thì chồng tôi nhất định sẽ giết các người. Lâm Ngọc An kinh hãi hét lên. Ha ha ha, chỉ sợ chồng cô không dám tới thôi. Anh ta tốt nhất là cứ đến đây, để anh A tận mắt chứng kiến. Một tên đầu chọc cười ngông cuồng, không hề bị Lâm Ngọc An làm cho sợ hãi. Mặc dù Lâm Ngọc An đã cố gắng hết sức chống cự, nhưng làm sao cô có thể đấu lại được sức mạnh của hai tên đầu chọc này.
Sau nửa phút, cô bị kéo vào nhà. Tường Vi càng nhìn càng tức giận, cô cũng là phụ nữ, cô rất căm hận cách làm của Văn Long và hai gã đầu trọc. Văn Long, cậu đừng có quá đà. Tường Vi trừng mắt nhìn Văn Long và hét lên, định lao vào nhà để giải cứu Lâm Ngọc An. Không ngờ, Văn Long ngay lập tức chặn trước mặt Tường Vi. Cô em, nếu muốn xem náo nhiệt thì đứng một bên mà học tập, nếu không muốn xem thì cứ ở bên ngoài, đừng cản trở việc tốt của chúng tôi. Sắc mặt của Văn Long trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tường Vi, giọng điệu đầy đe dọa. Tường Vi thực sự rất tức giận, tên Văn Long này quá phách lối, không coi cô ta ra gì. Đừng tưởng rằng bà chủ đã ban cho cậu đặc quyền thì cậu có thể khinh thường tôi. Văn Long, đừng ép tôi phải ra tay. Tường Vi nhướng mày, cảnh cáo Văn Long. Hừ, muốn gì, cô muốn động tay động chân với tôi hả? Văn Long hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nhìn Tường Vi. Tường Vi hiểu rất rõ Văn Long, cô biết Văn Long là một người bình thường. Nhiều năm qua, anh ta làm đạo diễn, từ lâu đã bị những đạo diễn nữ mới vào nghề cho đo ván. Đối đầu với một gã như vậy, Tường Vi không hề lo lắng, cô rất tự tin. Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, lập tức thả vợ Hoàng Thiên ra. Một lát khi Hoàng Thiên đến, tôi sẽ quyết đấu công bằng với anh ta. Tường Vi lạnh lùng cảnh cáo Văn Long. Thả đi, mẹ nó chứ, con khốn như cô nghĩ mình là mẹ thiên hạ hả? Cho cô tí thể diện mà cô còn dám lên mặt chọc vào ông đây. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Văn Long hùng hổ măng. Càng mắng càng khó nghe. Tường Vi tức đến phát điên. Cô ta cũng không phải loại người dễ tính gì cho cam. Nhìn thấy Văn Long mạnh miệng như vậy khiến cô ta không kiềm chế nổi. Chát! Tường Vi vung tay cho Văn Long ăn một bạt tiêu mẹ kiếp. Văn Long bị đánh cho choáng váng. Tên khốn này lập tức nổi trận lôi đình. Hôm qua bị Hoàng Thiên đánh đến sưng cả mặt. Hôm nay lại bị Tường Vi đánh. Văn Long tức gần chết. Mẹ mày, dám đánh tao. Văn Long tức giận. Giơ tay định tát vào mặt Tường Vi. Nhưng anh ta làm thế cũng vô dụng, chẳng những không đánh trúng Tường Vi mà còn để cô ta né được, sau đó nhanh chóng túm lấy cổ áo của Văn Long. Để tôi cho cậu nói không nổi tiếng người, phải gào thét xin tha. Tường Vi khí thế mạnh mẽ, một bên hét lớn, một bên ra đòn quyết liệt, hung hăng tấn công Văn Long. Văn Long bị đánh đến mơ hồ, cuối cùng cũng biết được sự lợi hại của Tường Vi. Hai gã đầu trọc ở trong phòng chuẩn bị tấn công Lâm Ngọc An, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, hai người biết có chuyện không hay, đồng loạt xông ra. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy, người cùng một phe sao lại đánh nhau? Một cái đầu hói nhanh chóng đến khuyên can. Một tên trọc đầu khác cũng bước đến, cố gắng kéo Tường Vi ra. Tường Vi đang nổi nóng, thấy hai gã đầu trọc đi ra giả làm người tốt thì cô ta càng nóng hơn. Hai người các anh cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Tường Vi nói, hai gã đầu chọc này cũng chả nhằm nhò gì với cô ta. Hai tên đầu chọc không dám đánh lại, bọn chúng cũng biết rằng Tường Vi là một nhân vật rất lợi hại. Làm phản. Văn Long giận đến độ nhảy dựng lên, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Đông Mai. Sau khi nói sơ qua về tình hình ở đây, Văn Long đưa điện thoại cho Tường Vi. Bà chủ muốn nói chuyện với cô. Tường Vi hồi hộp trong lòng, cô rất e ngại người phụ nữ tên Tiêu Đông Mai này. Đúng như dự đoán, Tiêu Đông Mai đã hung dữ mắng cô ta trên điện thoại và bảo cô ta phải nghe theo lời Văn Long. Thế nào, hừ, bây giờ cô còn dám ngăn cản tôi không? Văn Long hừ lạnh một tiếng, hỏi Tường Vi. Tường Vi không còn cách nào khác, cô A cũng bất lực, cô ta không dám không nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Đông Mai. Các người muốn làm gì thì tùy. Tường Vi nghiến răng nói. Ha hai. Văn Long cười đắc thắng. Vừa nghĩ đến chuyện có thể sơ tái được Lâm Ngọc An, tên này thậm chí còn quên ngay chuyện mình vừa bị đánh, trong lòng vô cùng háo hức. Văn Long cùng với hai gã đầu chọc gấp gáp lao vào phòng. Tường Vi do dự một chút rồi cũng vào theo. Ngay khi Văn Long và hai gã đầu chọc bước vào phòng, anh ta đã nhìn thấy Lâm Ngọc An đang liều mạng dùng thanh sắt cạy cửa sổ. Được lắm, mẹ nó, cậu còn muốn chạy trốn. Văn Long trừng mắt, xông tới giật thanh sắt trong tay Lâm Ngọc An. Chồng tôi tới ngay bây giờ đó, các người mau thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ bảo chồng tôi tha cho các người một con đường sống. Lâm Ngọc An hoàn toàn sợ hãi, Hoàng Thiên còn kịp đến mà cô đã hết thời gian mất rồi, nhìn thấy Văn Long và hai tên đầu chọc mắt long sòng sọc muốn động chạm đến cô. Lâm Ngọc An đã đoán chúng, Văn Long quả thực không chờ nổi nữa, cười nói, đừng có đem Hoàng Thiên ra mà hù ông đây. Cô đã nằm trong tay tôi rồi, tôi hoàn toàn không sợ Hoàng Thiên.
Sau đó, Văn Long vồ lấy Lâm Ngọc An. Chát! Trong tình huống cấp bách, Lâm Ngọc An, theo bản năng, tát cho Văn Long một bạt tai. Đánh rất mạnh, khiến cho Văn Long chảy cả máu mũi. Văn Long thực sự rất bực mình, thầm nghĩ hai ngày nay làm gì mà liên tục bị đánh. Mẹ kiếp, cô đang tự chuốc lấy đau thương đó. Văn Long tức giận mắng, hung hăng tát vào mặt Lâm Ngọc An. Sau hàng chục cái tát, khuôn mặt của Lâm Ngọc An đã bầm tím và sưng tấy, chảy máu ở khóe miệng. Tường Vi nhìn thấy cũng phải nhíu mày, thầm nghĩ Văn Long đúng là loại xúc sinh, không hề thương hoa tiếc ngọc. Hai gã đầu chọc cũng rất hưng phấn, cùng nhau đến giữ tay Lâm Ngọc An lại, để cho Văn Long đánh. Văn Long đánh càng lúc càng mạnh, nghĩ đến việc Hoàng Thiên đã ngược đãi mình dã man như vậy, anh ta không kiềm được mà trút hết giận lên người Lâm Ngọc An ồ đồ cầm thú. Chồng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lâm Ngọc An tức giận đến mức tim cũng run lên, cô đau đớn khóc. Còn dám đem chồng ra dọa tao. Hai mắt Văn Long đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, sau đó đá thẳng vào bụng dưới của Lâm Ngọc An. Quái! Lâm Ngọc An đau đến độ hai mắt tối sầm lại, gần như bất tỉnh. Văn Long lại hung tợn đập một phát vào mũi Lâm Ngọc An, đánh cho Lâm Ngọc An chảy cả máu mũi. Thứ bại hoại này xuống tay quá tàn nhẫn, khiến hai gã đầu chọc cũng phải trợn mắt há mồm, bọn chúng đang nghĩ Văn Long điên rồi sao? Đánh vợ của Hoàng Thiên bầm dập cả mặt mũi thế này thì đâu còn xinh đẹp nữa. Anh Văn, đừng đánh nữa, đợi chút xong việc rồi đánh tiếp. Gã đầu chọc hèn mọn liếc mắt nhìn Lâm Ngọc An, thuyết phục Văn Long. Văn Long lúc này mặc dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn dừng ta, nói với hai gã đầu chọc, kéo con khốn này lên giường, tao trước. Được được được. Hai gã chọc đầu đồng thanh, kéo Lâm Ngọc An lên giường. Ông xã, anh đang ở đâu, mau đến đây. Trái tim Lâm Ngọc An đang rỉ máu, cô gần như tuyệt vọng. Thấy Văn Long sắp làm nhục mình, Lâm Ngọc An nhìn xung quanh, cô nhìn chằm chằm giường sắt, chuẩn bị đập đầu chết, không muốn bị làm nhục. Hừ, cô muốn chết hả? Tôi không để cô được toại nguyện đâu. Văn Long hừ một tiếng, đã nhìn ra được ý đồ của Lâm Ngọc An, nắm chắc hai cổ tay Lâm Ngọc An, không cho cô tìm đến cái chết. Thế là hết. Lâm Ngọc An nhắm mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng. Dầm. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị một người đạp mạnh, văng ra. Mọi người trong phòng đều giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước cửa, trên người tràn đầy sát khí ông xã. Lâm Ngọc An bị đè ở trên giường, nhìn thoáng qua đã nhận ra, người đến chính là Hoàng Thiên chồng của cô. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức đến nhăn mặt nhăn mày. Đáng chết! Bọn chúng dám đối xử như vậy với người vợ mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Văn Long có chút hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng Hoàng Thiên giống như sắp giết người, nhưng thằng khốn này phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra từ thắt lưng một con dao găm sắc bén. Con dao này đã được Văn Long chuẩn bị từ lâu, anh ta đã tính rồi, một khi Hoàng Thiên đến, anh ta sẽ dùng Lâm Ngọc An để uy hiếp Hoàng Thiên, không sợ Hoàng Thiên không nghe lời. Cuối cùng mày cũng đến rồi, hừ, lại còn đến rất nhanh nữa chứ. Văn Long nói xong liền kề dao vào cổ Lâm Ngọc An, chỉ cần hắn dùng một chút lực. Lâm Ngọc An liền chết ngay tại chỗ. Hoàng Thiên định bước đến để giải cứu Lâm Ngọc An thì nhìn thấy Văn Long cầm dao ép bức Lâm Ngọc An. Mặc dù tức giận đến mức muốn giết người nhưng Hoàng Thiên vẫn kiềm chế được, anh thật sự sợ con chó điên Văn Long này làm tổn hại đến Lâm Ngọc An. Thả vợ tao ra thì tao còn nương tay, để tụi mày chết nhẹ nhàng hơn một tí. Hoàng Thiên kìm nén cơn tức giận, hét lên với Văn Long. Ha ha ha, mày không thấy lời nói của mình buồn cười sao? Hoàng Thiên, tao ra lệnh cho mày quỳ xuống, khấu đầu 100 cái, sau đó tao mới quyết định xem có nên lấy mạng của mày hay không. Văn Long nhe răng cười đắc ý, tưởng ăn chắc được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ đi tìm cái chết này của Văn Long, anh chỉ hận không thể lập tức đập cho thằng chó này ra bã. Nhưng Lâm Ngọc An đang nằm trong tay Văn Long, Hoàng Thiên không dám hành động vội vàng. Anh Long, thằng nhóc này thật ngoan ngoãn, thật sự là tự tới một mình. Một tên đầu chọc liếc mắt nhìn ra cửa, xác định chắc chắn Hoàng Thiên không đến cùng người khác, vì vậy đắc ý nói với Văn Long. Ha ha, vậy chứng tỏ là Hoàng Thiên rất quan tâm đến vợ, sợ tao làm thịt vợ nó. Văn Long cười cười, nói mấy lời này là muốn cho Hoàng Thiên nghe. Anh Long kêu mày quỳ xuống, mày bị điếc à? Một tên đầu chọc khác liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, không nhịn được mà nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Thiên giờ phút này thật sự rất tức giận, lại còn có người dám hét vào mặt anh.
Sao, không phục, ha ha, mày còn định cắn lại tao hả? Gã đàn ông đầu chọc cười gần với Hoàng Thiên, giọng điệu đầy khiêu khích. Chát! Hoàng Thiên đấm một phát vào sống mũi thằng chọc, gần như dồn hết lực vào cú đấm này. Răng rắc! Quái! Gã đầu chọc đau đến độ rú lên thảm thiết, xương mũi của gã ta đã bị Hoàng Thiên đập cho gãy. Mẹ nó, mày còn dám đánh người sao? Có tin tao lập tức xẻ thịt vợ mày không? Hai mắt Văn Long đỏ ngầu, nói xong còn định sẽ dùng dao cắt cổ Lâm Ngọc An. Tim Hoàng Thiên tỉ suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài, vừa rồi thật sự là nhịn không nổi nữa, vừa đánh thằng chọc một cái thì đã hại đến bà xã rồi. Vẫn còn cách Văn Long vài mét, Hoàng Thiên hoàn toàn không kịp giải cứu Lâm Ngọc An. Đủ rồi đó. Tường Vi, người ở rất gần Văn Long, quát to một tiếng và bắt lấy cổ tay Văn Long. Cô định làm gì? Văn Long sửng sốt, Tường Vi sau khi nắm được tay Văn Long, liền nhanh chóng bẻ một phát, con dao lập tức rời khỏi cổ Lâm Ngọc An. Điều này khiến Văn Long sợ hãi, sở dĩ anh ta dám tự phụ với Hoàng Thiên như vậy là bởi vì có Lâm Ngọc An làm con tin, lúc này con dao đã rời khỏi cổ Lâm Ngọc An, anh ta lập tức có dự cảm không lành. Keng một tiếng, Tường Vi giật lấy con dao và ném nó vào góc tường. Bắt Hoàng Thiên thì bắt Hoàng Thiên thôi, tôi không cho phép cậu giết người vô tội. Tường Vi khiển trách Văn Long. Con khốn, mày dám hại tao. Văn Long độc ác mắng Tường Vi, nhưng anh ta bây giờ sợ hãi cực độ. Chắc chắn, linh cảm của Văn Long là đúng. Lúc này, Hoàng Thiên như hổ xuống núi, trong nháy mắt đã ở trước mặt Lâm Ngọc An. Sau khi ôm lấy Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên rất đau lòng. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Ngọc An đã sưng to bầm dập, khóe miệng còn đầy máu, vẻ mặt đầy bất bình và đau đớn. Người con gái anh yêu bị đánh thành ra thế này, thật là xé gan ruột gan của Hoàng Thiên. Em ở một bên đợi anh. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lâm Ngọc An. Được. Lâm Ngọc An bật khóc, cô đi đến góc tường. Có Hoàng Thiên ở đây, trong lòng cô ổn định hơn rất nhiều, cô biết Hoàng Thiên nhất định sẽ cứu cô ra khỏi đây. Không có Lâm Ngọc An làm con tin, Văn Long hoang mang, nhìn thấy Hoàng Thiên đằng đằng sát khí, Văn Long nhanh chóng hét lên với hai tên chọc đầu. Các người còn đứng đó làm gì, mau xông lên đập chết Hoàng Thiên. Vâng. Hai tên chọc đầu đồng thanh, bọn họ là người của Văn Long, bọn họ vẫn rất sợ Văn Long. Rầm rầm. Hai gã đầu chọc vừa lép tới đã bị Hoàng Thiên đá bay ra ngoài. Từ nhỏ đã được học võ công từ một cao thủ như Vũ Thanh, sức mạnh của Hoàng Thiên không phải để trưng cho đẹp, đối phó với hai tên đầu chọc này quá dễ dàng. Hai tên đầu chọc ôm bụng, nhất thời không đứng dậy được. Cảm thấy ruột như thể đã bị Hoàng Thiên đạp ra ngoài, đau đến trào nước mắt. Nhìn thấy hai tên đàn em không chịu nổi một cước của Hoàng Thiên, Văn Long đổ mồ hôi hột, anh ta biết hôm nay phải chơi lớn rồi. Chị Tường Vi, lên đi, không phải chị muốn so tài với Hoàng Thiên sao, cơ hội đến rồi đó. Văn Long nấp sau lưng Tường Vi, ép Tường Vi lên đối phó với Hoàng Thiên. Tường Vi rất tức giận, cô rất bất mãn với hành động của Văn Long. Lúc này, hai mắt Hoàng Thiên đỏ ngầu, anh ta muốn cho Văn Long một trận, mà Tường Vi thì hoàn toàn không muốn phá hư chuyện của Hoàng Thiên. Ha ha, bây giờ cậu mới nhớ ra mà gọi tôi một tiếng chị Tường Vi. Tường Vi cười lớn, hỏi Văn Long. Văn Long cũng biết mình đã đắc tội với Tường Vi, nhanh chóng nói, chị Tường Vi, không phải bà chủ đã nói rồi sao, chị phải nghe lời tôi, bây giờ tôi ra lệnh cho chị xử lý Hoàng Thiên. Hừm, tôi nhất định sẽ tính sổ với Hoàng Thiên. Nhưng không phải bây giờ. Để Hoàng Thiên giải quyết xong chuyện với cậu rồi tôi ra tay cũng không muộn. Tường Vi hừ một tiếng rồi bước sang một bên. Ý tứ của cô ta đã quá rõ ràng, cô ta sẽ không ngăn cản Hoàng Thiên xử lý Văn Long. Chết tiệt! Đầu Văn Long ong lên, anh ta biết hôm nay mình thảm rồi, bởi vì anh ta hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Nếu bàn về đánh nhau, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể đánh chết anh ta. Người duy nhất ở đây có thể cạnh tranh một chút với Hoàng Thiên là Tường Vi, bây giờ Tường Vi không muốn giúp đỡ, Văn Long sợ hãi, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Con mẹ nó Tường Vi, nếu như cô không lấy đi dao của ông đây làm sao có thể bị động như vậy? Văn Long trong lòng thầm nguyền rủa, nếu có thể trốn được khỏi đây, nhất định phải kêu oan một trận trước mặt Tiêu Đông Mai. Nhưng anh ta không còn cơ hội nữa rồi, Hoàng Thiên lúc này đã đi đến bên cạnh. Liếc nhìn Tường Vi đang đứng một bên, ấn tượng của Hoàng Thiên về Tường Vi tốt lên nhiều. Vừa rồi may mà có cô ta, nếu không Ngọc An có thể đã chết dưới lưỡi dao của Văn Long. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hoàng Thiên chắc chắn,
cho dù trước đây Tường Vi đã làm gì, Hoàng Thiên cũng sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Nhưng còn Văn Long, Hoàng Thiên hận không thể ngay lập tức xẻ thịt lóc xương thằng khốn này. Mày đúng là tìm đường chết mà. Hoàng Thiên chừng muốn rách cả mi mắt, hét lên với Văn Long. Quái! Tim Văn Long run lên, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng Thiên, rõ ràng là muốn giết chết mình mà. Hoàng Thiên, mày tưởng tao sợ mày hả? Văn Long kiên trì giả bộ hung dữ, trừng mắt mà quát Hoàng Thiên. Ha ha! Hoàng Thiên nổi nóng, đưa tay lên túm đỉnh đầu Văn Long. Tao đánh chết mày! Văn Long hét lên, vung tay đấm mạnh vào thái dương của Hoàng Thiên. Thằng khốn này nghĩ kẻ mạnh là kẻ nhanh tay, nên tốt nhất là trực tiếp đấm chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đẩy tay Văn Long ra, sau đó túm chặt tóc Văn Long tóc, hung tợn nhấn đầu tên khốn này xuống. Văn Long đau đớn hét lên một tiếng, bị Hoàng Thiên nắm tóc, không nhấc đầu lên nổi. Hoàng Thiên ép đầu Văn Long sát xuống đất. Bây giờ Văn Long chổng mông, khom người, đành phải chịu trận. Cơn giận của Hoàng Thiên như núi lửa phun trào, làm sao có thể nhẹ tay với Văn Long. Rầm 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 rầm, đôi giày da to của Hoàng Thiên đá vào mặt Văn Long một cách dữ dội, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Hoàng Thiên đã đạp vào mặt Văn Long hơn 70 lần. Trong căn nhà thuê bây giờ chỉ còn lại tiếng thét của Văn Long, hét đến thảm thương. Lại nói đến Văn Long, máu me đầm đìa, sống mũi gãy nát, liệt cả mặt. Đừng đá nữa. Xin anh Thiên nhân từ, cứ đá thế này thì sẽ giết người mất. Văn Long thực sự không thể nhịn được nữa. Hèn hạ mà cầu xin. Nhưng chính Văn Long cũng không tin Hoàng Thiên sẽ bỏ qua cho mình. Khi hai tên đầu chọc nằm trên đất nhìn thấy Hoàng Thiên tàn nhẫn như vậy, trong lòng không khỏi kinh sợ. Thật ra hai người bọn họ đã có thể đứng lên, nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên đánh Văn Long kinh khủng như vậy, hai gã sợ muốn tè ra quần, không dám bỏ dậy. Hoàng Thiên vẫn chưa có tâm trạng xử lý hai tên đầu chọc này, anh kéo tóc Văn Long, tiếp tục đá mạnh vào mặt Văn Long. Đá thêm mười mấy cú nữa, tiếng thét của Văn Long bây giờ không khác gì chó sủa, đau đến không thiết sống nữa. Xin anh Thiên tha mạng, xin cho tôi một cơ hội nữa. Văn Long đau đớn khóc lóc, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mặc dù trước đó đã bị Hoàng Thiên tra tấn rất dã man, nhưng Văn Long vẫn có thể chịu đựng được, cho nên tên khốn này không phục. Nhưng giờ phút này Văn Long hoàn toàn sợ hãi, ở trong mắt anh ta, Hoàng Thiên quả thực chính là quỷ, đánh đập không nể mạng người. Hoàng Thiên bây giờ ngùn ngụt lửa giận, anh tức giận đến mức không nói được lời nào, liên tục đạp Văn Long, hoàn toàn không dừng lại được. Tường Vi đứng sang một bên, sững sờ nhìn, có nằm mơ cũng không nghĩ cậu chủ Thiên độc ác đến như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đá Văn Long hơn 100 lần, mà mỗi lần đều cực kỳ mạnh, thật sự là trà đạp Văn Long đến chết. Tường Vi không khỏi sợ hãi, cô ta cảm thấy rằng Hoàng Thiên đã đối xử nhân từ với mình. Cô ta thậm chí không dám tưởng tượng nếu Hoàng Thiên mà cũng đánh mình như thế thì sẽ ra sao. Hoàng Thiên cuối cùng cũng đã mệt, kéo tóc của Văn Long, quật anh ta xuống dưới chân của Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng sợ hãi, trái tim run lên, nhìn thấy Văn Long trước mặt, cô vô cùng căng thẳng. Văn Long hoa mắt chóng mặt, ngã xuống dưới chân Lâm Ngọc An, mắt nhìn Lâm Ngọc An. Chị An, nói với chồng bà một tiếng đi, đừng để anh ấy đánh tôi nữa. Văn Long hệt như chó chết, khóc lóc cầu xin Lâm Ngọc An. Lúc này, Hoàng Thiên đã nhặt thanh sắt ở góc tường, đi về phía Văn Long. Đừng qua đây, cậu đừng qua đây. Văn Long nhìn thấy Hoàng Thiên cầm cây gậy sắt tiến đến, anh ta hoảng đến mức phải hét lên, cực kỳ kinh hoàng. Nhìn thấy Văn Long bị dọa thành cái bộ dạng này, Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ khinh bỉ. Vừa nãy còn cái dáng vẻ ra oai, bây giờ lại giống như chó chết chủ, con người của tên Văn Long này thật ghê tởm. Vốn dĩ Hoàng Thiên chỉ xem tên Văn Long này là tên phế vật, hoàn toàn không để ý đến, nếu không với những lời nói lần trước của Văn Long, anh sẽ không bỏ qua. Thế nhưng thật sự không ngờ đến, Văn Long này không phải là người bình thường, tên này vừa đê tiện vừa độc ác, tuyệt đối là một kẻ nguy hiểm. Hoàng Thiên nghĩ thông suốt điểm này, đã có ý muốn giết người, bây giờ anh muốn xử lý tên Văn Long này. Lúc một người có ý định giết người, cơ thể và khuôn mặt đều biểu lộ ra một cách rất tự nhiên. Văn Long nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, anh ta đã nhận ra, Hoàng Thiên thật sự có ý muốn giết anh. Cậu Thiên tha mạng, tôi không dám nữa, không dám đối đầu với cậu nữa. Văn Long có khát vọng sống mãnh liệt, khóc to lên, bất chấp do dù có mất mặt hay không. Hoàng Thiên vốn dĩ không để ý đến những gì Văn Long nói, anh tiến vài bước đến trước mặt anh ta.
Văn Long vừa nhìn thấy đã biết thực sự tiêu đời mình rồi, anh ta nhanh chóng chạy đến quỳ gối dưới chân Lâm Ngọc An, khóc lóc van xin, vợ cậu Thiên à, cô giúp tôi nói gì đi, đừng để chồng cô làm ra chuyện ngu ngốc, anh ta muốn giết tôi, vậy thì sẽ không thể tránh khỏi liên can đâu. Câu nói này lại khiến cho Lâm Ngọc An động lòng, không sai, thành phố Bắc Ninh là nơi chịu sự quản lý pháp luật của Việt Nam, mặc dù bây giờ chồng cô không làm như vậy, nhưng anh ấy cũng không có được phép giết người. Làm sao có thể tùy tiện giết người được chứ? Chồng à, đừng kích động, vì một tên rác rưởi này mà phải lên hầu tòa, không đáng. Lâm Ngọc An nhìn về phía Hoàng Thiên khuyên nhủ. Hoàng Thiên bình tĩnh lại, anh biết Lâm Ngọc An nói như vậy cũng có lý, vì một tên rác rưởi này mà gánh trên vai một mạng người, thật sự là không đáng. Nhưng trong lòng lại không muốn biểu lộ ra vẻ chán ghét này, Hoàng Thiên chỉ nhẫn nhịn lại. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên thật sự rất đau lòng. Đều là do tên khốn mày làm ra chuyện này. Hoàng Thiên phẫn nộ quát, sau đó vung mạnh cây gậy sắt lên, hung hăng đập vào chân trái của Văn Long. Ô ôi! Văn Long phát ra tiếng giống như một con chó, chân trái đã bị đập cho gãy, đau đến tối sầm mặt mày, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chuyện này... Hai tên đầu chọc nhìn thấy cảnh này, đều bị dọa cho mất hồn. Cậu Thiên tôi không dám nữa. Cậu đừng đánh nữa, tôi lập tức rời khỏi thành phố Bắc Ninh, không dám đến đây nữa. Văn Long nói còn hay hơn cả hát, đứng trước mặt Hoàng Thiên khốn khổ cầu xin. Hoàng Thiên làm sao có thể nghe lọt, đối với cái tên vô liêm sĩ như Văn Long này, Hoàng Thiên một chút cũng không thể tin được. Xê lần trước anh cũng nói những lời van xin chó má như thế này. Anh còn mặt mũi không hả? Hoàng Thiên tức giận quát, sau đó lại dùng gậy đập thêm một phát nữa. Răng giá. Xê chân trái của Văn Long bị đánh gãy rồi, nằm sụi lơ trên mặt đất, hôn mê. Bầu không khí dường như ngưng tụ lại, không một tiếng động vang lên, ai cũng không dám mở miệng. Đến cả Tường Vi cũng kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, mặc dù cô không sợ hãi, nhưng nhìn thấy lúc này trên người Hoàng Thiên có một khí thế vô cùng ác liệt, trong lòng cô rất căng thẳng. Điều quan trọng là cô không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, lần trước đã từng so tài, chỉ với vài bản lĩnh của cô, thật sự không thể đánh lại Hoàng Thiên. Cô càng không biết kế tiếp Hoàng Thiên sẽ xử lý cô như thế nào, với thủ đoạn tàn nhãn của Hoàng Thiên, đoán chừng kết cục của cô cũng không được tốt đẹp lắm. Hai tên đầu chọc nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên, co đầu rụt cổ lại một góc không dám hé răng. Hoàng Thiên còn chưa giải tỏa được cơn giận, lại nhìn thấy Văn Long vẫn đang nằm bất tỉnh, Hoàng Thiên liền vung gậy đánh thẳng vào hai cánh tay. Tiếng xương gáy giòn tan lạnh lẽo vang lên, lúc này chân tay của Văn Long đều bị đập cho gãy hết. A.P. Văn Long đau đến mức tỉnh lại, còn hữu hiệu hơn là bị tạt một gáo nước lạnh, bây giờ Văn Long cực kỳ tỉnh táo. Cả tứ chi đều đau nhức, khiến Văn Long cảm giác như sống không bằng chết. Đáng sợ nhất là đôi mắt của Hoàng Thiên ánh lên những tia lạnh lẽo bắn ra bốn phía, dường như lúc nào cũng có thể đánh chết Văn Long, khiến Văn Long kinh hãi, khiếp đảm. Tên này cuối cùng cũng hối hận rồi, chớ nên tự cho mình là thông minh mà đi bắt cóc Lâm Ngọc An, điều này sẽ chọc giận Hoàng Thiên. Kết cục của anh ta cực kỳ thê thảm. Anh còn cái gì để nói nữa không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Văn Long đang nằm trên mặt đất sống không bằng chết, chỉ thẳng mặt anh ta hỏi. Văn Long căm hận Hoàng Thiên đến thấu xương thấu tủy, trong bụng anh ta toàn những lời lẽ thô tục bẩn thỉu muốn mang chết Hoàng Thiên. Nhưng anh ta nào có dám, không mắng đã bị Hoàng Thiên đánh cho thành người tàn phế, nếu mà còn mắng nữa chắc Hoàng Thiên sẽ không chừa cho anh ta con đường sống. Bảo anh nói đi mày. Hoàng Thiên nắm lấy cây gậy sắt đập thẳng vào miệng Văn Long, khiến anh ta hộc ra một bụng máu, mơ hồ không thể nói rõ. Tốt nhất nên nhớ rõ những lời ngày hôm nay anh đã nói. Hoàng Thiên lạnh lùng quát lên, không để ý đến Văn Long, mang theo cây gậy sắt tiến đến góc mà hai tên đầu chọc đang đứng. Văn Long đã trở thành người tàn tật, từ nay về sau ngoại trừ việc vẫn còn thở thì không khác gì người đã chết. Đối với hai tên đầu chọc này, Hoàng Thiên cũng không có ý định bỏ quát hai người này cũng ức hiếp em sao. Hoàng Thiên chỉ hai tên đầu chọc, hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhìn thấy Hoàng Thiên đánh đập Văn Long điên cuồng như vậy, trong lòng cô cực kỳ căng thẳng. Mặc dù biết là muốn chút giận, nhưng Lâm Ngọc An cũng cảm thấy Hoàng Thiên ra ai thật sự quá độc ác. Hoàng Thiên, thôi bỏ đi, bọn họ đã phải trả giá đắt rồi. Lâm Ngọc An mềm lòng, cô cảm thấy Văn Long bị đánh nát cả tứ chỉ, răng cũng gãy mấy cái. Gần như đã không còn là người nữa rồi. Hoàng Thiên nhìn thấy Lâm Ngọc An nói như vậy,
anh đành lắc đầu, xem ra vợ của anh còn quá mềm lòng. Đối phó với những tên khốn nạn này, không thể nương tay được. Ngọc An, nếu như anh không đến kịp, bọn họ sẽ làm gì em có từng nghĩ đến không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An bị anh hỏi như vậy cũng không biết bên trả lời thế nào, cô cũng không dám tưởng tượng, nếu như Hoàng Thiên không đến đây kịp lúc, cô sẽ phải trải qua cảnh địa ngục trần gian. Hai người các cậu muốn như thế nào? Lúc này Hoàng Thiên mới hỏi hai tên đầu chọc trước mặt. Hai người này cũng hối hận muốn chết, bọn họ chẳng qua chỉ là muốn ăn chia hỗn tạp với Văn Long, vốn dĩ nghĩ sẽ rất đẹp còn cho rằng hôm nay gặp phúc lớn, nhưng nào ngờ lại là gặp họa lớn. Cậu Thiên, bọn em đều nghe theo lệnh của Văn Long, là anh ta sai bọn em làm. Một tên đầu chọc ngụy biện với Hoàng Thiên. Đúng vậy cậu Thiên, chuyện này không phải tại bọn em là chỉ là đồng lõa, anh có thể xử nhẹ tay được không? Một tên đầu chọc khác nói, cái miệng nhỏ nói bla bla mặc cả với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vui vẻ, cười cười nhìn hai tên đầu chọc, nói, được thôi, tôi sẽ xử lý nhẹ tay với hai người. Nói xong, trong đôi mắt Hoàng Thiên ánh lên, cây gậy sắt trong tay mạnh mẽ vung lên. Kèm theo tiếng la hét của hai tên đầu chọc, cả hai đều bị Hoàng Thiên đánh chảy máu đầu, ngã sóng xoài lên mặt đất. Hôm nay Hoàng Thiên ra tay rất nóng nảy, anh ấy cũng không bỏ qua cho hai tên đầu chọc, đánh gãy hết toàn bộ chân tay của bọn chúng. Mấy phút sau, Văn Long và hai tên đầu chọc đều thành người tàn phế. Khiến Tường Vi đứng ở một bên bị dọa sợ trắng mặt, mặc dù cô cũng rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ thấy qua cảnh này. Thế nhưng cô gái này cũng rất sĩ diện, lúc nãy cô có rất nhiều cơ hội để trốn thoát nhưng cô lại không chạy đi. Giải quyết xong bọn người của Văn Long, Hoàng Thiên mới chuyển ánh nhìn về phía Tường Vi. Lâm Ngọc An nhìn thấy Hoàng Thiên có ý định sẽ xử lý Tường Vi, trong lòng cô lập tức trở nên gấp gáp. Trước mặt xảy ra chuyện gì, trong lòng Lâm Ngọc An hiểu rõ nhất. Nếu không có Tường Vi ở đây, cô đã bị Văn Long làm tổn thương từ sớm rồi. Hơn nữa lúc nãy Văn Long dùng dao uy hiếp cô, cũng có Tường Vi ra tay cướp lấy, Lâm Ngọc An vẫn còn đang rất biết ơn Tường Vi. Chồng à, anh đừng hại cô ấy. Lâm Ngọc An đứng chắn trước mặt Hoàng Thiên, sợ rằng anh cũng sẽ xử lý Tường Vi. Hoàng Thiên cười cười, anh đương nhiên không thể lấy oán báo ơn được, cứ cho Tường Vi là người của Tiêu Đông Mai phái đến để đối phó với anh, nhưng anh cũng sẽ không ra tay với Tường Vi. Cậu chủ, cậu có khiến tôi được rửa mắt. Nhưng Tường Vi tôi không sợ anh, đến đây, chúng ta đọ sức lần nữa. Tường Vi lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên, bày ra một tư thế đã sẵn sàng liều mạng. Hoàng Thiên có thể nhìn ra được, Tường Vi chắc chắn đã có tập luyện, tư thế cô thể hiện rất khác biệt. Ha ha, thanh kiếm của cô đâu? Không mang theo sao? Hoàng Thiên thản nhiên cười nói, tiến đến gần Tường Vi. Nhìn thấy Hoàng Thiên bình tĩnh, ung dung như vậy, Tường Vi cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Chẳng lẽ bản thân không hề có chút khí thế nào sao? Cuộc chiến ác liệt sắp xảy ra, sao Hoàng Thiên có thể ngồi đó mà cười? Tường Vi càng ngày càng buồn bực, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói, cậu Thiên, tôi biết cậu thực sự có tài, nhưng Tường Vi tôi cũng không phải là đồ bỏ đi. Cậu ra tay đánh bại tôi trước thì tùy cậu xử lý tôi sao cũng được. Nhìn thấy dáng vẻ quật cường của Tường Vi như thế này, Hoàng Thiên cười, nói với cô có thể đi, tôi sẽ không làm khó cô. Cái gì? Tường Vi cho rằng mình đã nghe nhầm rồi, Hoàng Thiên thế mà lại tha cho cô. Suy nghĩ kỹ, Tường Vi mới hiểu rõ, thì ra là trước đó mình đã giúp vợ của Hoàng Thiên, cho nên Hoàng Thiên vẫn còn nể tình. Nhưng Tường Vi cũng không cần ân huệ này, cô đã xác định rõ mục đích của mình, cô muốn khống chế được Hoàng Thiên, mang về Hà Nội cho Tiêu Đông Mai. Tôi sẽ không đi, cậu Thiên hãy xuất chiêu đi, đánh bại tôi rồi, cậu muốn xử lý như thế nào cũng được. Nếu như bị tôi đánh bại, cậu phải theo tôi về Hà Nội gặp bà chủ. Tường Vi lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên cũng không nói gì, cô gái này thật sự rất mạnh mẽ. Tôi đã nói rồi, sẽ không ra tay với cô, hôm nay tôi nợ cô một ân tình, thả cho cô đi, hai chúng ta xem như không ai nợ ai nữa. Hoàng Thiên thấp giọng nói với Tường Vi. Tôi đâu có muốn nhận ân tình này. Tường Vi khẽ hét lên một tiếng, rồi bất ngờ tiến lại gần Hoàng Thiên. Vung tay lên xông thẳng vào đầu anh. Gì thế này? Tường Vi cảm thấy rất nhục nhã, một chiêu ác liệt như vậy mà lại bị Hoàng Thiên dễ dàng đỡ được sao? Hơn nữa bàn tay vàng ngọc của cô cũng bị Hoàng Thiên nắm chặt, trong lòng cô nổi lên một cảm giác kinh hoàng. Bi chết đi! Tường Vi vừa xấu hổ vừa buồn bực, dùng tay còn lại đánh về phía Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên đơn giản khóa chặt cả hai tay cô, sau đó xoay cả hai tay cô ra phía sau. Tường Vi, là con gái cô đừng bạo lực như vậy có được không? Nghe tôi nói một câu, quay về Hà Nội đi. Hoàng Thiên thản nhiên cười nói. Tường Vi cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hai cánh tay cô đều bị Hoàng Thiên khống chế, còn bẻ ngược ra sau lưng, tư thế này cực kỳ khó chịu. Bớt nói nhảm đi, cậu đang giở trò lưu manh sao? Mau buông tay tôi ran. Tường Vi tức giận quát lên. Thế nhưng Hoàng Thiên vẫn không thả ra, nếu cô không đồng ý trước, Hoàng Thiên sẽ không buông tay cô. Thả ra cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi trước, không đánh nhau với tôi nữa. Hoàng Thiên cười nói. Trong lòng Tường Vi cực kỳ buồn bực, cô cảm thấy chẳng giống như là một cuộc quyết đấu gì cả, mà thực ra chỉ là một trò giỡn mà thôi, là cô đang bị Hoàng Thiên trêu chọc. Cậu thả tôi ra trước rồi nói. Hừ, siết tay người ta đau muốn chết. Lá gan của cậu không nhỏ nhỉ, dám động tay động chân với tôi như vậy trước mặt bà xã cậu. Tường Vi bực bội nói. Hoàng Thiên toát mồ hôi, thầm nghĩ Tường Vi cũng biết châm ngòi, đốt nhà quá đi chứ, chiều này xem như là khiêu khích chia rẽ, gây lục đục nội bộ sao. Tôi không có động tay động chân với cô, chỉ là tôi đang khuyên chị dừng tay lại. Hoàng Thiên giải thích một chút, vội vàng thả Tường Vi ra. Tường Vi biết đánh nhau với Hoàng Thiên lần nữa. Cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục nhã, đành đứng ở bên đỏ mặt, không nói câu nào. Quay về báo với Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên tôi nói, bảo bà ta sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ đích thân tìm đến cửa đánh bà già đó. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, nói rõ từng câu từng chữ với Tường Vi. Khiến Tường Vi cứng họng cả kinh, cậu Thiên này cũng thật quá kiêu ngạo. Trong suy nghĩ của Tường Vi, bà chủ Tiêu Đông Mai chính là sự tồn tại rất đáng sợ. Chỉ cần người nào dám đắc tội với Tiêu Đông Mai, toàn bộ đều sẽ có kết cục không tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng cậu Thiên này vậy mà dám gọi Tiêu Đông Mai như vậy, không muốn sống nữa sao? Cậu chắc chắn muốn tôi nói như vậy. Tường Vi kinh ngạc hỏi Hoàng Thiên. Báo với Tiêu Đông Mai như vậy, không sót một chữ. Sau khi quăng lại câu nói đó, Hoàng Thiên nắm chặt tay Lâm Ngọc An rời khỏi căn phòng. Để lại cho Tường Vi sự hoảng sợ, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chị Tường Vi, đưa bọn em đi bệnh viện đi. Văn Long cầu xin một cách yếu ớt. Tường Vi càng nhìn Văn Long càng tức, cô cảm thấy nếu không phải do Văn Long quá phô trương, thì sự việc sao có thể thành ra nông nổi này. Không phải cậu có bản lĩnh sao? Không phải cậu muốn đối phó với Hoàng Thiên sao? Bây giờ biết đi cầu xin người khác rồi. Tường Vi giận dữ hỏi Văn Long. Văn Long cũng hối hận không thôi, sớm biết sẽ như thế này, chỉ bằng nghe theo sự sắp xếp của Tường Vi. Đã không bị Hoàng Thiên đập gãy nát hết cả chân tay, dường như trở thành một tên phế nhân. Chị Tường Vi, sau này tôi đều nghe theo lời chị được không? Mau đưa bọn em đến bệnh viện đi, đau muốn chết em rồi. Văn Long toát mồ hôi lạnh, năn nỉ cô. Cậu tự nghĩ cách đi. Tường Vi dậm chân, không thèm để ý đến Văn Long, rời khỏi nơi này. Con khốn, Văn Long tức muốn ói máu, anh ta tốn biết bao nhiêu sức lực mới lấy được điện thoại từ trong túi ra. Sau đó dùng đầu lưỡi ấn số, gọi cho Tiêu Đông Mai. Bà chủ, bà phải phân xử cho tôi chuyện này, oa. Không a. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An về nhà, sau khi bước vào phòng, Hoàng Thiên bắt đầu kiểm tra vết thương của Lâm Ngọc An. Nhìn thấy dáng vẻ còn chưa hoàn hồn của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên rất đau lòng, nắm lấy hai bàn tay của Lâm Ngọc An, an ủi, đừng sợ, không có sao nữa rồi. Lâm Ngọc An ngồi bên giường, nhìn Hoàng Thiên đang ngồi xổm trước mặt. Bây giờ trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn, muốn hỏi Hoàng Thiên. Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Hoàng Thiên cũng nhìn ra được sự nghi ngờ của cô, vì thế dịu dàng nói. Bà chủ mà Tường Vi và Văn Long nhắc đến là a? Tại sao bọn họ lại muốn đối phó với anh như vậy? Lâm Ngọc An tò mò hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết Lâm Ngọc An muốn hỏi cái gì, anh cũng chỉ mỉm cười nói, được rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho em. Bà chủ mà bọn họ nói tới. Là mẹ kế của anh. Mẹ kế của anh là Tiêu Đông Mai sao? Bà ta phái người đến thành phố Bắc Ninh là muốn bắt An về Hà Nội sao? Là vậy phải không? Lâm Ngọc An hỏi, đây là những gì cô đã nghe được từ cuộc nói chuyện giữa Hoàng Thiên và Tường Vi, bây giờ trong đầu cô rất rối bời. Ừ, Hoàng Thiên gật đầu. Trời ơi, mẹ kế của anh sao lại làm như vậy? Nếu bà ấy đã được gả cho cha ruột anh thì xem như đã là người một nhà. À đúng rồi. Cha ruột của anh vẫn còn sống sao? Ông ấy cũng đang ở Hà Nội sao? Lâm Ngọc An kinh ngạc hỏi,
cô nóng lòng muốn lập tức biết tất cả những bí mật của Hoàng Thiên, vì từ trước đến nay, đối với cô mà nói Hoàng Thiên quá thần bí. Đúng vậy, cha ruột của anh ở Hà Nội. Về phần mẹ kế của anh sao lại muốn hại anh, em là người quá lương thiện, rất khó có thể tưởng tượng ra được lòng dạ của con người trên thế gian này hiểm ác đáng sợ như thế nào. Hoàng Thiên khẽ cười, ngồi đến bên cạnh Lâm Ngọc An, ôm cô vào lòng. Lâm Ngọc An nhẹ nhàng gật đầu, bản thân mình đối với thân thế của Hoàng Thiên, thật sự không hiểu rõ. Thế nhưng hôm nay, cô có thể đoán ra được chút manh mối. Ít nhất có thể khẳng định, chồng Hoàng Thiên của cô, đến từ Hà Nội, ở Hà Nội có cha ruột, còn có một người mẹ kế tên là Tiêu Đông Mai muốn hãm hại anh. Tường Vi gọi anh là cậu Thiên, vậy chắc dòng họ Hoàng nhà anh chắc là một gia tộc lớn chứ hả? Thật không ngờ rằng, anh được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy. Lâm Ngọc An dựa vào ngực Hoàng Thiên, thì thào nói. Trong lòng Hoàng Thiên dâng lên một tràn xúc động, nếu như anh có thể lựa chọn, anh thà rằng không được sinh ra trong một gia đình giàu sang quyền thế. Thôi cho qua đi, Hoàng Thiên cười khổ, vuốt ve mái tóc Lâm Ngọc An. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, ngay đến cổng nhà anh em còn chưa bước vào, cũng chưa từng gặp qua bố mẹ chồng. Lâm Ngọc An ngẩng mặt cười, nhẹ nhàng nói với Hoàng Thiên. Tốt nhất là đừng gặp, anh nghĩ nếu như em gặp rồi, sẽ rất thất vọng. Hoàng Thiên cười nói. Có lẽ vậy, tâm địa mẹ kế anh xấu xa như vậy, em cảm thấy bà ấy sẽ rất đáng sợ. Lâm Ngọc An hơi lo lắng nói. Hoàng Thiên cũng không nói gì thêm, anh nhớ lại những ký ức lúc nhỏ, nhớ đến năm đó hết lần này đến lần khác anh bị mẹ kế hãm hại, mọi thứ rơi vào ngõ cụt, chỉ có thể trốn đi nơi khác, từ lúc đó trở đi, anh đã không còn nhà để về nữa rồi. Nếu như không có Tiêu Đông Mai, cuộc sống của anh sẽ không phải chỉ toàn là mảng ký ức tăm tối, nhưng chuyện này đã qua hơn 10 năm. Tiêu Đông Mai vẫn như cũ không chịu buông tha cho anh. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thật sự rất tức giận. Bây giờ thậm chí anh còn có ý niệm, muốn lập tức quay về Hà Nội, tìm đến trước mặt Tiêu Đông Hoa tính sổ cho rõ ràng. Ông xã, anh đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Ngọc An nhẹ nhàng hỏi Hoàng Thiên. Không có gì, em cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, lo nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Thiên dịu dàng nói. Sao có thể không suy nghĩ được? Người đàn ông của em có nhiều bí mật như vậy. Ha ha, có đâu mà nhiều bí mật, không phải anh đều đã báo cáo với em hết rồi sao? Hoàng Thiên cười nói. Lâm Ngọc An mỉm cười, cũng không nói gì. Hoàng Thiên không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi. Gần đây, mỗi ngày Hoàng Thiên đều đưa đón cô đi làm, anh cảnh giác rất cao độ. Bởi vì bây giờ Tiêu Đông Mai đã bắt đầu hành động rồi, hơn nữa rõ ràng sẽ gây bất lợi cho Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên không thể không phòng bị được. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng muốn lập tức đến Hà Nội, tìm Tiêu Đông Mai tính sổ. Nhưng Hoàng Thiên nghĩ đến sắp phải đối mặt với cha, đối mặt với ngôi nhà với bóng ma tâm lý đè nặng đã lâu không nhìn thấy, anh hơi do dự. Không thể không đến, Hoàng Thiên cũng không muốn trở về ngôi nhà mà đã khiến anh cực kỳ đau lòng, càng không muốn nhớ lại ký ức đen tối lúc nhỏ. Trạng vạng hôm nay, Hoàng Thiên vừa mới chuẩn bị đón Lâm Ngọc An về nhà, đi được nửa đường đã bị một chiếc xe đón đầu, chắn ngang. Ánh mắt Hoàng Thiên chợt lóe lên, anh đề cao cảnh giác. Hoàng Thiên, chắc sẽ không phải là người của mẹ kế anh phái đến đối phó chúng ta chứ? Lâm Ngọc An căng thẳng nói, hỏi Hoàng Thiên. Đừng sợ, có anh ở đây. Hoàng Thiên võ võ tay Lâm Ngọc An, ý bảo cô đừng lo lắng. Cảm nhận được sự bình tĩnh, ung dung từ Hoàng Thiên, trong lòng Lâm Ngọc An cũng an tâm hơn, không còn sợ lắm. Trước mặt là chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ, cửa xe vừa mở. Từ trong xe có một người phụ nữ với đường cong nóng bỏng bước ra. Hoàng Thiên lập tức kinh hãi, vì anh biết người phụ nữ này, đây chính xác là Tường Vi. Sao cô vẫn còn ở Bắc Ninh? Hoàng Thiên không nói gì, lúc này cũng lập tức mở cửa xuống xe, xoay người nói Lâm Ngọc An, Ngọc An, em cứ ở yên trong xe nhé. Em biết rồi, Lâm Ngọc An gật đầu, cô cũng không xuống xe gây thêm phiền phức, trở thành gánh nặng cho anh. Nhìn thấy Tường Vi chỉ đến có một mình. Cũng không mang theo cây kiếm đặc trưng sắc bén, mềm mại như con người cô, Hoàng Thiên cảm thấy cô gái này không phải đến đây để liều mạng với anh. Tường Vi, vẫn còn chưa xong chuyện sao? Hoàng Thiên chỉ bất đắc dĩ nhìn Tường Vi nói, đối với cô, Hoàng Thiên cũng không có cách nào để tóm cô. Quan trọng nhất là lương tâm của cô gái này còn chưa bị tha hóa, lúc trước còn cứu Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên cũng không muốn làm khó cô. Tường Vi nhìn Hoàng Thiên cười một cái rồi nói, cậu chủ. Cậu không cần phải ghét bỏ tôi như vậy, tôi đã sớm từ bỏ cái suy nghĩ đánh nhau với cậu rồi,
người ta đánh không lại cậu. Được rồi, có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi chịu không được cái điệu bộ này của cô đâu. Hoàng Thiên vội vàng xua tay với Tường Vi, ý bà cô đừng phóng điện thả thính nữa. Tường Vi trời sinh đã rất quyến rũ, huống chỉ Hoàng Thiên còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng ở Hà Nội, mặc dù Tường Vi làm việc cho Tiêu Đông Mai, nhưng bản năng của cô cũng muốn dụ dỗ Hoàng Thiên. Nhìn thấy Hoàng Thiên căn bản không hề đớp thính, Tường Vi có chút không cam tâm, cô lắc mông tiến lại gần Hoàng Thiên, cậu chủ, tôi muốn tâm sự với cậu một chút, không được sao. Hoàng Thiên quay đầu lại nhìn Lâm Ngọc An ngồi trong xe, Tường Vi liếc mắt đưa tình như thế này, Hoàng Thiên sợ Lâm Ngọc An sẽ hiểu lầm. Có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải đưa vợ về nhà, Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Tường Vi liếc mắt nhìn Lâm Ngọc An đang ngồi trong xe, cười quyến rũ nói, cậu chủ, tôi thật ngưỡng mộ vợ cậu, đáng tiếc tôi lại không có được số tốt đó, không được cậu xem trọng. Được rồi, đừng có nói những lời buồn nôn đó nữa, tất cả đều là người thông minh, có gì chỉ cứ nói thẳng ra đi. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, nói với Tường Vi. Tường Vi cũng biết mình giở trò này đối với Hoàng Thiên không hề có tác dụng, cô không khỏi có chút thất vọng. Vậy thì được thôi cậu chủ, tôi sẽ nói thẳng, bà chủ đến Bắc Ninh rồi, bà ấy muốn gặp cậu. Tường Vi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong, nheo mắt lại, lúc đang kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Tiêu Đông Mai đến Bắc Ninh rồi sao? Người phụ nữ này thật cố chấp, đến Bắc Ninh tìm tôi để gây thêm phiền phức sao? Hừ, Hoàng Thiên tôi là thuốc phiện của bà sao? Tiêu Đông Mai ơi là Tiêu Đông Mai, bà đến thật đúng lúc, lần này nợ cũ, nợ mới chúng ta tính hết luôn một lần đi. Trong lòng Hoàng Thiên ngấm ngầm nghĩ đến những điều này, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Tường Vi nhìn thấy rất rõ ràng, cô phát hiện ra dáng vẻ của Hoàng Thiên lúc này thật khiến người ta sợ hãi. Bây giờ Tường Vi mới hiểu ra, lúc trước cô luôn cho rằng Hoàng Thiên nhất định sẽ bị Tiêu Đông Mai hành cho ra bã, thậm chí là chết dưới tay Tiêu Đông Mai. Nhưng bây giờ, Tường Vi lại không nghĩ như vậy, cô cảm thấy Tiêu Đông Mai không hẳn là đối thủ của Hoàng Thiên. Bà ta đang ở đâu? Tường Vi thấp giọng hỏi Tường Vi. Nếu như cậu chủ dám gặp bà chủ, vậy thì đi cùng tôi. Tường Vi nói. Được thôi. Hoàng Thiên trả lời một cách dứt khoát, sau đó quay lại xe nói với Lâm Ngọc An. Ngọc An, em về nhà trước nhé, lái xe từ từ thôi. Ông xã, anh muốn đi đâu? Lâm Ngọc An ý thức được tình huống này có vẻ không ổn, mặc dù cô cũng không nghe rõ được Hoàng Thiên và Tường Vi nói chuyện gì, nhưng cô biết Tường Vi đến cũng chẳng có tốt lành gì. Không cần phải lo lắng cho anh, lái xe về nhà đi nhé. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An nhẹ nhàng cười nói, ý bảo cô mau về nhà đi. Lâm Ngọc An vẫn rất nghe lời Hoàng Thiên nói, lúc này cũng không nói nhiều. Tự mình lái xe về nhà trước. Mời cậu chủ lên xe. Tường Vi dùng tay thể hiện động tác mời, để Hoàng Thiên bước lên xe cô. Hoàng Thiên bước lên chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ, rồi cùng Tường Vi lái xe đi khỏi. Màn đêm đã dần buông xuống, Hoàng Thiên ngồi trong xe của Tường Vi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tường Vi lén đưa mắt nhìn Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bình tĩnh như thế, khiến trong lòng Tường Vi cũng không thể yên được. Cậu Thiên cũng kiêu ngạo. Tự cao tự đại quá đi chứ. Một thân một mình mà dám đi gặp bà chủ, cậu thật sự không sợ chết sao? Tường Vi thầm nghĩ đến những việc này, nhớ lại cuộc chạm trán lần trước, được Hoàng Thiên thả đi vào hai ngày trước, vẫn còn khiến trong lòng Tường Vi cực kỳ xúc động. Cô cũng không hiểu, bà chủ Tiêu Đông Mai tại sao lại muốn hãm hại cậu Hoàng Thiên. Cậu Thiên cũng là người tốt mà. Đang suy nghĩ miên man, cuối cùng Tường Vi vẫn nhịn không được mở miệng. Cậu chủ, tôi nghe nói danh tiếng của cậu ở Bắc Ninh cũng không tệ, sao cậu không gọi thêm vài anh em đến giúp? Tường Vi nhỏ nhẹ hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong cười nhẹ một cái, từ từ mở to đôi mắt ra nhìn Tường Vi, phát hiện ra bây giờ cô gái này có vẻ đang rất lo lắng cho anh. Ha ha, chị hy vọng tôi gọi thêm nhiều đàn em đến, để đối phó với bà chủ của chị sao? Hoàng Thiên cười ha ha hỏi. Tường Vi hơi xấu hổ, cô cũng biết mình đã đánh thức Hoàng Thiên. Tự dưng có cảm giác bản thân đang phản bội lại Tiêu Đông Mai, không có cách nào để giải thích nổi. Thế thì không phải là loạn rồi sao, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Tường Vi im lặng một lúc, sau đó mới thấp giọng nói. Chị làm việc cho Tiêu Đông Mai, nên nóng lòng muốn giết chết tôi mới phải, sao lại có thể hy vọng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nhỉ? Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi lại. Tường Vi cắn môi, nói với Hoàng Thiên, cậu chủ. Tôi không biết giữa cậu và bà chủ có thù oán gì,
nhưng mấy năm nay tôi ăn cơm nhà họ Hoàng mà sống, sao tôi có thể hy vọng cậu sẽ chết được chứ? Được thôi, tôi tin những lời cô nói là lời thật lòng. Hoàng Thiên nói, cậu chủ, nếu như bây giờ cậu có hối hận, tôi sẽ lập tức đưa cậu trở về lại khu vực nội thành. Tường Vi căn chặt môi, vô cùng bối rối nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngẩn người, anh vừa nhìn ra, Tường Vi đã trải qua một màn đấu tranh tâm lý dữ dội, mới có thể nói ra những lời này. Lúc này, Hoàng Thiên vẫn còn lộ vẻ rất xúc động. Anh có thể cảm nhận được, Tường Vi thật sự lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Nếu như cô làm như vậy, Tiêu Đông Mai làm sao có thể tìm tôi tính sổ? Hoàng Thiên nhìn Tường Vi hỏi. Tôi sẽ nói không tìm thấy cậu. Ha ha, cô vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản rồi, có thể tất cả mọi hành động của cô, lúc này đều đã bị Tiêu Đông Mai thu vào trong ầm mắt. Hoàng Thiên cười nói. Chuyện này. Trong lòng Tường Vi cả kinh, theo phản xạ nhìn xung quanh. Nhưng ngoại trừ chiếc xe và màn đêm tối đen như mực ra cô chẳng thể nhìn thấy rõ cái gì nữa. Đừng nhìn lung tung nữa, con mắt bí mật của Tiêu Đông Mai sẽ không để cô phát hiện ra đâu. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Cậu chủ, thực ra tôi không đồng ý bà chủ làm như vậy với cậu. Nhưng tôi là người dưới trướng của bà chủ, tôi lại không dám làm trái lệnh. Lúc này Tường Vi lo lắng đến mức vành mắt đỏ lên, cô dừng xe, xoay người lại giọng điệu có chút run rẩy nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy cô thẳng thắn, thành khẩn như vậy, Hoàng Thiên cũng rất cảm động. Vỗ vỗ vai cô, Hoàng Thiên nói, tôi có thể nhìn ra, thật sự cô không muốn làm chuyện xấu. Yên tâm đi, đây là ân oán của ôi và Tiêu Đông Mai, tôi sẽ không trách cô. Đam Mỹ Hài. Cậu chủ, Tường Vi rơi nước mắt, bỗng chốc hòa vào lòng Hoàng Thiên. Chuyện này. Hoàng Thiên ngửi thấy trên người cô tỏa ra một mùi hương, không hiểu sao tim đập rất nhanh. Cô gái này đang làm gì vậy hả? Sao lại cảm tính quá như thế này? Lúc này trong lòng Hoàng Thiên nghi ngờ, cũng cảm thấy không thể cưỡng lại được cô gái xinh đẹp này. Nhưng rất nhanh Hoàng Thiên đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì anh phát hiện ra, một tay Tường Vi ôm cổ anh, tay còn thì vươn sau phía sau thắt lưng. Ai cũng đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc này đối diện với người đẹp như Tường Vi thế này, nếu là một người đàn ông bình thường đều sẽ không thể kiềm chế được. Hoàng Thiên cũng cảm thấy tim mình càng đập nhanh nhưng khoảng thời gian gần đây đến nay, tinh thần luôn căng thẳng, thật sự không dám lơ là. Hành động của Tường Vi rất nhỏ, nhưng vẫn có thể khơi dậy sự cảnh giác của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm nhận được, hơi thở của Tường Vi càng trở nên gấp gáp, hơn nữa một tay cô sờ đến thắt lưng của mình, rõ ràng là đang muốn mò thứ gì đó của ông đây. Chẳng lẽ cô ấy cố ý dùng sắc đẹp để mê hoặc mình? Nghĩ rằng nhân cơ hội mình không phòng bị muốn giết người. Trong đầu Hoàng Thiên xuất hiện suy nghĩ này, trong lòng đã nổi một cảm giác ớn lạnh. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng thất vọng, vốn tưởng rằng Tường Vi thật sự là một chị rất tốt, nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn còn suy nghĩ quá thiện lành. Ngoài mặt Hoàng Thiên không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã có phòng bị. Đi chết đi! Đột nhiên trong lúc đó, từ phía sau thắt lưng Tường Vi rút ra một con dao nhỏ, hung hăng đâm vào tim của Hoàng Thiên. Mắt nhìn thấy con dao định đâm vào lồng ngực. Tốc độ của Hoàng Thiên cũng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã bắt được cổ tay của Tường Vi. Ai Tường Vi bị Hoàng Thiên siết chặt cổ tay đến kêu lên đau đớn, cổ tay đã đỏ lên. Lực tay Hoàng Thiên rất lớn, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Tường Vi, dù cho một chút Hoàng Thiên cũng không buông lỏng. Tôi đã nhìn lầm cô rồi. Hoàng Thiên khẽ thở dài nói, thất vọng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tường Vi. Không thể không thừa nhận, cô gái này lớn lên trông rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất khí chất. So với những người con gái bình thường khác, cô còn có thêm vài phần khí khái anh hùng. Nhưng cô gái với nhan sắc tuyệt vời như thế này lại rất nham hiểm và tàn độc, khiến người khác phải dùng mình. Tâm tình Hoàng Thiên cực kỳ phức tạp, anh không biết nên xử lý Tường Vi như thế nào, trong lòng anh cũng rối bời. Tường Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô vừa mới có được cơ hội tốt nhất, nhưng cô lại không thể nắm bắt, không thể ám sát thành công. Cậu ra tay đi, tôi thua rồi. Tường nhắm chặt mắt. Đã không còn chống cự, cô biết mình vốn dĩ không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, tính kế đánh úp như vậy mà giờ cũng không thể giành được phần thắng. Hoàng Thiên cũng thở dài, đoạt lấy con dao từ tay Tường Vi, vứt ra khỏi xe. Tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ những gì cô vừa chủ động làm cho rồi, đều là giả dối sao? Tại sao lại mê hoặc tôi? Hoàng Thiên nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Tường Vi không trả lời, đã ngầm thừa nhận. Nếu đã như vậy thì đừng trách Hoàng Thiên tôi lòng dạ độc ác. Hoàng Thiên nói,
bàn tay thô ráp đã bóp chặt cổ cô, chỉ cần dùng sức một chút, cổ họng Tường Vi sẽ bẻ gãy. Cả người Tường Vi nhẹ run lên, cô cũng sợ chết, thật sự còn sống chưa đủ mà. Mau ra tay đi, đừng làm nhục tôi nữa. Tường Vi đột nhiên mở mắt ra, không cam tâm trừng mắt với Hoàng Thiên. Cô đi đi, Hoàng Thiên thả Tường Vi đi, ý bảo cô có thể đi. Cái gì? Tường Vi thật sự còn đang nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm hay không, cái mạng nhỏ này của cô đã rơi vào tay của Hoàng Thiên muốn giết cô quá dễ dàng. Tôi đã muốn giết cậu, cậu còn thả tôi đi. Tường Vi kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy là thật. Cô cứu vợ của tôi, rồi lại ám sát tôi, chúng ta coi như không ai nợ ai. Hoàng Thiên bình tĩnh nói, không thèm nhìn Tường Vi. Tường Vi cắn chặt môi, viền mắt đã đỏ hoe. Cậu chủ, xin lỗi, cảm ơn cậu đã tha mạng cho tôi. Một lúc sau cô mới nói ra câu này, sau đó chuẩn bị xuống xe chạy thoát thân. Nói cho tôi biết Tiêu Đông Mai đang ở đâu. Đột nhiên Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tường Vi vẫn đứng đó, xoay đầu lại nhẹ nhàng nói với Hoàng Thiên. Cậu chủ, nếu như cậu còn có thể tin tôi một lần nữa, tôi có thể đưa cậu đi gặp bà chủ. Ha ha, vậy được rồi, tôi tin cô thêm một lần nữa. Hoàng Thiên thản nhiên cười nói. Trong lòng Tường Vi đã âm thầm nể phục Hoàng Thiên, dũng khí và bụng dạ này người thường không thể có được. Hơn nữa rõ ràng ân oán của cậu chủ, bà chủ không nên đẩy cậu ấy vào chỗ chết, chuyện này thật sự có chút quá đáng. Tường Vi thầm nghĩ như vậy, cô lên xe, cũng không lập tức lái xe đi. Sao còn chưa đi? Hoàng Thiên hỏi Tường Vi. Cậu chủ, lần này những gì tôi nói cậu đều là sự thật, ở bên canh bà chủ có cao thủ, cậu đến một mình có thể sẽ khó mà quay trở về. Tường Vi nhìn Hoàng Thiên, rất nghiêm túc nói. Được rồi. Hoàng Thiên cũng không muốn đánh một trận bất phân thắng bại, anh gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Vũ Thanh. Có Vũ Thanh ra mặt, chỉ cần gặp được Tiêu Đông Mai, bà ta muốn chạy cũng không được. Hoàng Thiên lặng lặng ngồi trong xe, trong lòng có tâm sự, còn Tường Vi thì lại yên lặng ngồi bên cạnh Hoàng Thiên ở trong xe, bây giờ cô có chút xấu hổ, một câu cũng không dám nói. Khoảng hơn 20 phút sau, vài chiếc xe đã phóng như bay đến. Chiếc xe gần nhất là do Vũ Thanh lái, lập tức chạy thẳng đến trước xe Hoàng Thiên. Ngay sau đó, hơn mấy chục đội viên đặc chiến mang theo vũ trang hạng nặng, toàn bộ đều bước xuống xe, đứng ngay ngắn phía sau Vũ Thanh. Sau khi Vũ Thanh nhìn thấy Tường Vi ngồi ở trong xe, anh khẽ nhíu mày, bởi vì anh chưa từng gặp qua Tường Vi, càng không biết giữa Tường Vi và Hoàng Thiên có quan hệ gì. Hoàng Thiên nhìn thấy Vũ Thanh mang theo nhiều đàn em như vậy, anh cũng yên tâm hơn. Các cậu đứng cách xa tôi một chút, nếu không Tiêu Đông Mai mà nhìn thấy chắc bị dọa sợ mà bỏ chạy mất. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng, Vũ Thanh nhanh chóng trả lời, sau đó lên xe. Khiến Tường Vi trông thấy phải há mồm trợn mắt, cô thật sự không ngờ tới, đàn em của Hoàng Thiên còn có nguyên một đội quân được trang bị nhiều như thế này. Thảo nào cậu đã tính trước hết mọi việc, thì ra thực lực của cậu lớn mạnh như vậy. Tường Vi kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, nhỏ tiếng nói. Lái xe đi, Hoàng Thiên dựa lưng vào ghế, bình thản nói ra một câu. Bây giờ Tường Vi đối với Hoàng Thiên thật sự rất kinh nể, cô cũng mơ hồ cảm thấy, tối nay bà chủ Tiêu Đông Mai có thể phải gặp xui xẻo rồi. Hơn mười mấy phút sau, Tường Vi dừng xe trước một khu rừng. Đây là một rừng cây bạch dương, tối nay ánh trăng thực sự rất u ám, từng trận gió lạnh kéo đến, càng thể hiện rõ rừng cây trước mặt không chỉ quỷ dị mà còn tràn đầy sát khí. Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, ngay cả anh cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vũ Thanh, vậy thì chắc chắn Tiêu Đông Mai cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện ra đám người Vũ Thanh cũng theo đến đây. Nghĩ đến việc anh sắp có thể nhìn thấy Tiêu Đông Mai rồi, Hoàng Thiên không nhịn được cắn chặt răng. Tất cả những ân oán từ trước đến nay, tối hôm nay sẽ kết thúc luôn một lần thôi nào. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên từ trong xe bước xuống, nhìn về phía khu rừng trước mặt. Cậu chủ, bà chủ ở trong khu rừng rậm này, cậu chắc chắn muốn vào chứ? Tường Vi lắp bắp nói, cô đã thấy qua những cảnh tượng hãi hùng, nhưng giờ đây cô cực kỳ căng thẳng. Bởi vì tối hôm nay, giữa Hoàng Thiên và Tiêu Đông Mai, rất có khả năng sẽ có một người hoàn toàn bị giết chết. Bất kể là người nào chết, thế nào cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn, ông chủ họ Hoàng ở Hà Nội, làm sao có thể không truy cứu tất cả chuyện này. Đến lúc đó Tường Vi cô cho dù có chạy trốn đến chân trời góc bể nào, sợ rằng cũng sẽ bị nhà họ Hoàng bắt được, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Tường Vi biết rõ nguyên tắc này, cho nên cô cực kỳ lo lắng. Cô đi trước dẫn đường đi,
Hoàng Thiên nói với Tường Vi. Tường Vi cũng chỉ có thể đi thẳng vào trong màn đêm, không đưa được Hoàng Thiên đến trước mặt Tiêu Đông Mai, Tiêu Đông Mai cũng sẽ không tha cho cô. Đi với tôi, Tường Vi nói xong, dần đầu đi vào bên trong cánh rừng. Hoàng Thiên đi theo phía sau cô, lúc này đã bắt đầu cực kỳ cảnh giác. Trong cánh rừng từng trận gió nổi lên vù vù, càng lạnh lẽo hơn, khiến ai cũng phải nổi da gà. Sau khi tiến về phía trước khoảng mười mấy mét, Tường Vi đứng yên tại chỗ. Cô thổi còi lên, như thể phát tín hiệu. Rất nhanh, trong khu rừng đã có động tĩnh. Năm thanh niên cường tráng đột nhiên xuất hiện, trong đó có hai người còn khiêng một băng ca, nằm trên đó là một người đàn ông trung niên bị gãy chân tay, đó chính là Văn Long. Văn Long nằm trên cáng, lão già này vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy Hoàng Thiên đứng trước mặt, ông ta lập tức trợn tròn mắt. Hoàng Thiên, cuối cùng cậu cũng đến rồi, hừ hừ. Văn Long nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Hoàng Thiên hừ lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Ha ha, Văn Long, ông đã phế thành như vậy rồi, chủ của ông cũng không đưa ông đi bệnh viện sao? Hoàng Thiên cười lạnh, chế giễu một câu. Khiến Văn Long suýt nữa lại hộc máu, ông ta trừng mắt nhìn Hoàng Thiên nói, tên họ Hoàng kia, tao xem mày có thể vui vẻ được bao lâu. Tối nay tại nơi đây chính là nơi án táng mày, kết cục sẽ còn thảm hơn tao gấp trăm ngàn lần. Ha ha, e rằng sẽ khiến ông thất vọng rồi. Hoàng Thiên cười cười, không để ý đến Văn Long mà quan sát đánh giá năm người đàn ông đang nâng Văn Long ra đây. Bên trong năm người này, có một làn da cực kỳ rắn chắc, những người này ánh mắt như muốn phóng ra điện, nhìn như một gia đình tu luyện. Cậu chủ Hoàng Thiên, lá gan cũng lớn thật, dám một mình xông vào nơi nguy hiểm đáng sợ như thế này. Người đàn ông có làn ngăm đen nghiến nghiến răng hàm, coi thường Hoàng Thiên mà cười nói. Người này trông có vẻ đã hơn 30 tuổi, mang cái bộ dáng vẻ rất muốn đánh, cực kỳ hèn hạ. Tiêu Đông Mai đâu, đừng giở trò giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây đi. Hoàng Thiên không để ý đến mấy tên này, mà lớn tiếng nói một câu. Kha kha, Hoàng Thiên, con phải gọi ta là mẹ chứ, sao lại dám gọi thẳng họ tên mẹ như thế? Lúc này, giọng một người đàn bà lẳng lơ truyền đến, ngay sau đó một người phụ nữ gợi cảm hơn 30 tuổi, lắc mông đẩy đà bước ra từ sâu trong khu rừng. Người phụ nữ này ăn mặc rất lộng lẫy, cao khoảng 1m75, thân có đường cong rất quyến rũ, rất cực kỳ xinh đẹp. Nếu như không nghe giọng bà ấy, sao có thể nhìn ra được người phụ nữ dường như chỉ có hơn 30 tuổi, cùng lắm là 28, 29 tuổi. Tiêu Đông Mèo Hoàng Thiên vừa nhìn là đã nhận ra ngay, người phụ nữ này chính là mẹ kế của cậu, Tiêu Đông Mai. Hơn 10 năm qua, Tiêu Đông Mai càng chín chắn và mặn mà hơn nhiều, nhưng cái gương mặt này không có gì thay đổi, chăm sóc thật tốt. Lúc này trong lòng Hoàng Thiên thật sự có rất nhiều cảm xúc đan xen. Tất cả những nỗi bất hạnh, đều là do người đàn bà độc ác này. Thế mà bây giờ bà A Vân không chịu buông tha cho mình. Bà không đủ tư cách, tôi có thể gọi họ tên bà là đã giữ thể diện cho bà lắm rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Tiêu Đông Mai. Đáy mắt bà lóe lên một tia hung tợn, nhưng bà cũng chỉ là thân con gái lại không muốn thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài. Hi hi, xem ra con rất căm giận mẹ Hoàng Thiên, đừng nghĩ rằng mẹ còn muốn hại con. Thật ra lần này mẹ đến Bắc Ninh là vì muốn đích thân đón con về lại Hà Nội. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ. Tiêu Đông Mai cười như không cười, giọng nói cực kỳ nhã nhặn, điềm đạm. Kỹ năng diễn xuất này thật lợi hại, nếu như không phải vì Hoàng Thiên quá hiểu con người Tiêu Đông Mai thì thật sự sẽ dễ dàng bị bà ta lừa gạt. Ha ha, thật sao? Bà sao lại có tâm như vậy nhỉ? Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn Tiêu Đông Mai hỏi. Tiêu Đông Mai nở một nụ cười quyến rũ, nói với Hoàng Thiên, tôi biết cậu sẽ không tin tôi, được thôi. Hôm nay tôi sẽ nói hết ra, năm đó cậu bị người ta ám sát, thực ra là do tôi sai người đi làm, chuyện này cậu đừng trách tôi, người không vì mình trời tru đất diệt, tôi cũng chỉ muốn cho con tôi trở thành người thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Hoàng. Không tôi, những câu mà nói ra thật đau lòng hết sức. Hoàng Thiên cười khổ nói. Nhưng mấy năm trước con trai tôi đã chết quá trẻ, tôi cũng không còn lý do để hại cậu nữa rồi. Cha ruột cậu cũng nghi ngờ năm đó tôi là người đã khiến cho cậu phải bỏ nhà đi, mấy năm nay tôi cũng không còn hận cậu. Hoàng Thiên, từ khi tôi nghe ngóng được cậu đang ở Bắc Kinh, tôi đã lập tức muốn kéo cậu trở về nhà cùng tôi nhé, được không? Tiêu Đông Mai nói đến đây, lau lau nước mắt, làm ra một bộ dạng rất thương tâm. Hoàng Thiên cảm thấy thật buồn cười,
vừa mới nãy Tường Vi còn bất ngờ ra tay ám sát anh, rõ ràng là do Tiêu Đông Mai sai bảo cơ mà bây giờ Tiêu Đông Mai lại nói ra những lời này, đây có phải là chiến lược tốt không vậy? Muốn anh tạm thời ổn định rồi tìm cơ hội giết chết tôi sao? Trong lòng Hoàng Thiên đang nghĩ đến những điều này, đáy mắt anh chợt sáng lên một tia. Tiêu Đông Mai, bà đừng lãng phí sức lực nữa. Nếu như tối nay chúng ta đã gặp mặt nhau, tôi có một câu muốn tặng cho bà. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Đông Mai nghe xong mỉm cười, nói, câu gì? Tôi xin rửa tai lắng nghe. Nể mặt cha ruột tôi có thể cho bà một con đường sống, nhưng bà cần phải xin lỗi tôi vì những chuyện năm đó bà gây ra cho tôi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Ha ha ha, Hoàng Thiên, cậu không cậu mình đang nói cái gì sao? Muốn Tiêu Đông Mai tôi xin lỗi cậu không lầm chứ? Tiêu Đông Mai giống như đang nghe chuyện cười liền lớn tiếng cười ha ha. Không lầm, bà muốn sống thì lập tức xin lỗi tôi. Ha ha, Tiêu Đông Mai cười lạnh, sau đó mấp máy môi với Tường Vi đang đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Trong lòng Tường Vi hiểu rõ, Tiêu Đông Mai muốn cô bất ngờ ra tay, kết liễu Hoàng Thiên. Thế nhưng Tường Vi thật sự không muốn xuống tay với Hoàng Thiên vừa mới tha cho cô một mạng, cô lại đi giết Hoàng Thiên, có còn là con người không hả? Nhưng về phần Tiêu Đông Mai, đáy lòng Tường Vi lại dâng lên nỗi sợ hãi, lúc này cô thật thực rất rối rắm. Tiêu Đông Mai nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tường Vi, bà nhíu chặt hàng lông mày. Trời đất, con nhóc bị làm sao vây? Sao lại chống lại mệnh lệnh của bà chứ? Trong lòng Tiêu Đông Mai thầm mắng Tường Vi, bà cũng rất gấp, dù sao Tường Vi đứng ngay bên cạnh Hoàng Thiên, ra tay quá thuận tiện. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều thu vào tầm mắt của Hoàng Thiên, Tiêu Đông Mai vừa mới ra hiệu cho Tường Vi, anh nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa ánh mắt Hoàng Thiên cũng nhìn thấy sự bối rối của Tường Vi, biết rằng Tường Vi sẽ không nỡ ra tay. Thế nào, còn muốn sai Tường Vi giết tôi lần nữa? Hoàng Thiên cười lạnh nói, đi về phía Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai nhìn thấy khí chất mạnh mẽ trên người Hoàng Thiên, bà thật sự vô cùng khiếp sợ. Đây là Hoàng Thiên 10 năm trước sao? Cậu ta sao lại thay đổi lớn như vậy? Trong lòng Tiêu Đông Mai âm thầm kinh ngạc, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau mấy bước. Tường Vi, cô nói hết mọi chuyện với Hoàng Thiên rồi sao? Tiêu Đông Mai độc ác nhìn chằm chằm Tường Vi, chất vấn. Bà chủ, tôi không nói cái gì cả. Tường Vi vô cùng căng thẳng, lắp bắp nói. Cô đợi đấy cho tôi sẽ lột da cô. Tiêu Đông Mai độc ác hung hăng nói với Tường Vi. Tường Vi nghe xong càng hoảng sợ, đứng ở đó cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đông Mai. Bà chủ, lúc đó tôi dùng dao uy hiếp vợ của Hoàng Thiên, nhưng con đàn bà đê tiện Tường Vi này đã giúp Hoàng Thiên cướp dao của tôi. Văn Long nằm trên càng oán hận nói, kể lại tình huống của Tường Vi cho Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai nghe xong, càng tức giận, bây giờ bà chỉ hận không thể lột ra được Tường Vi. Bà chủ, tôi cảm thấy con này đang phản bội bà, bây giờ cô ta đứng chung một thuyền với Hoàng Thiên rồi. Không chừng đã lên giường với Hoàng Thiên luôn rồi. Văn Long càng nói càng hăng hái. Văn Long, ông lám nói hưu nói vượn thêm một cậu nữa, tôi sẽ xé rách miệng ông đó. Tường Vi trừng mắt, cô cũng không phải là người tốt tính gì, đối với Văn Long cô lại không muốn ông ta làm càn. Ha ha, con hèn hạ, cũng phải cho cô một cơ hội mới được. Xem bà chủ xử lý cô như thế nào. Văn Long đê tiện cười ha ha. Đủ rồi, câm miệng hết cho tôi. Tiêu Đông Mai quát lên, sau đó nói với người đàn ông da đen bên cạnh, Hắc Tử, Hoàng Thiên giao cho cậu đói. Vâng, thưa bà chủ, muốn chết hay muốn sống? Cơ bắp Hắc Tử bóng lưỡng, ngạo mạn nói. Muốn chết, Tiêu Đông Mai dứt khoát trả lời. Đã rõ, Hắc Tử đáp lại một tiếng rồi nhảy đến gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Đông Mai đưa ra mệnh lệnh như vậy, anh thầm cười trong lòng, xem ra đồng tiền chính là nguyên nhân sâu xa của mọi sự rắc rối. Tiêu Đông Mai vì để chiếm đoạt mấy ngàn tỷ tài sản của nhà họ Hoàng, bà ta thật sự không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng hiểu rõ, chỉ cần mình chết đi, Tiêu Đông Mai có thể sẽ cũng giết chết cha ruột mình, sau đó tài sản nhà họ Hoàng, toàn bộ đều là của Tiêu Đông Mai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Đông Mai muốn sát hại anh có thể nhìn thấy rất rõ. Tiêu Đông Mai, không cần giả bộ nữa. Rốt cuộc rồi cũng giấu đầu lòi đuôi TH Hoàng Thiên lạnh lùng cười, trừng mắt với Tiêu Đông Mai, ngay cả tên Hắc Tử kia cũng không thèm liếc mắt, cơ bản là không có để ý đến tên đó. Tiêu Đông Mai một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, bà chỉ muốn mạng của Hoàng Thiên, những việc khác, bà không cần quan tâm đến nhiều. Hắc Tử,
cậu còn ngơ ra đó làm gì? Mau xử lý Hoàng Thiên, Tiêu Đông Mai thúc giục. Vâng thưa bà chủ, Hắc Tử đáp một tiếng, rồi bất ngờ tấn công Hoàng Thiên, giơ tay lên, đấm thẳng đến đỉnh đầu Hoàng Thiên. Bàn tay to lớn, còn có tiếng gió rít gào, vô cùng ác liệt. Nếu như là người bình thường, chắc chắc sẽ không có cơ hội trốn thoát, tất nhiên sẽ bị Hắc Tử đánh chết bằng một chiêu. Nhưng từ nhỏ Hoàng Thiên đã cùng Vũ Thanh học qua võ thuật, mặc dù không thể gọi là đạt được trình độ cao nhất, nhưng cũng rất lợi hại. Đột nhiên bên cạnh chợt lóe lên, Hoàng Thiên rất nhanh đã tránh được bàn tay khủng khiếp đó. Fucki Hắc Tử đã chém hụt, vì sử dụng lực quá mạnh nên anh ta không thể kiềm lại đương, suýt nữa ngã quy. Hoàng Thiên nhìn thấy cơ hội đã tới, anh bất ngờ dùng một chân bật lên đá vào đúng quần của Hắc Tử. Hắc Tử phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay đỡ đòn. Bingo ối, Hắc Tử đau đến nhe răng, cổ tay vô cùng đau đớn, suýt chút nữa đã bị một cú đá của Hoàng Thiên đá gãy xương. Ha ha, khá lắm Hoàng Thiên, lúc nào rồi còn học cung phu hả? Tiêu Đông Mai cười ha ha, sau đó đưa mắt ra hiệu cho bốn người đàn ông bên cạnh, ý bảo bọn họ mau xông lên. Tất cả bốn người cùng xông lên, giúp Hắc Tử đối phó với Hoàng Thiên. Một mình Hắc Tử đã mạnh rồi, lại còn thêm bốn người nữa, Hoàng Thiên thật sự sẽ không thể chịu nổi. Mắt thấy Hoàng Thiên sắp không thể kiên trì thêm được nữa, trong lòng Tường Vi rất hoảng hốt. Trong lòng cô ta rất rõ, bây giờ Tiêu Đông Mai đã rất hận cô ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chỉ cần Hoàng Thiên ngã xuống một cái thôi thì cô ta lập tức sẽ bị Tiêu Đông Mai xử lý ngay. Dựa vào thủ đoạn xưa nay của Tiêu Đông Mai, làm sao có thể tha cho cô ta? Nghĩ đến những điều này, đáy lòng của Tường Vi đã dần trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa, cô ta thông qua việc tiếp xúc với Hoàng Thiên, phát hiện nhân phẩm của Hoàng Thiên thật sự rất tốt, cô ta cũng không đồng tình với việc Tiêu Đông Mai đối phó với Hoàng Thiên. Sau khi rối rắm một lúc lâu, Tường Vi hoàn toàn hạ quyết tâm. Tôi xem các người ai dám làm hại đến cậu chủ. Tường Vi đột nhiên gắn giọng hô lên một tiếng, sau đó rút một thanh nhuyễn kiếm dắt ở bên hông của mình ra, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Thanh kiếm lóe sáng lên xuống, thực lực của Tường Vi cũng rất mạnh, lúc này liều mạng giúp đỡ Hoàng Thiên, các chiêu kiếm trong tay cũng càng trở nên sắc bén hơn. Phản rồi, phản rồi. Tiêu Đông Mai thấy cảnh tượng này, thật sự bị chọc tức đến phát điên, nữ sát thủ mà bà ta cực khổ phí công bồi dưỡng nhiều năm như thế, bây giờ lại ngang nhiên giúp đỡ Hoàng Thiên. À ngốc kia, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tiêu Đông Mai giận dữ gầm lên một tiếng, đột nhiên, rút từ trong ngực ra ba thanh phi đao. Sau khi Tường Vi nghe thấy giọng nói của Tiêu Đông Mai, cô không dám sơ suất, vội vàng quay đầu nhìn qua. Bằng. AI. Vừa mới không để ý một chút, Tường Vi đã bị một người đạp trúng bụng dưới, đau đến mức phải thét lên, cơ thể văng ra xa. Cô ta vừa mới đứng lên, cổ tay của Lưu Đông Mai đã run lên, ba thanh phi đao sắc bén đã được bà ta phóng ra. Tường Vi không chút buông lơi sự cảnh giác, lật người né được hai chiếc phi đao. Nhưng lại không có cách nào né được chiếc phi đao cuối cùng, bị mũi dao sắc nhọn ghim vào bụng dưới. Không ổn. Trong lòng Tường Vi thầm nói không tốt rồi, nhưng bây giờ đã muộn, bụng nhỏ của cô ta đã bị phi đao găm trúng, cắm sâu vào đúng 10 cm chỉ đau một chút, tiếp theo miệng vết thương liền trở nên ngứa ngáy. Tường Vi hiểu ra, đây là chiếc phi đao mà Tiêu Đông Mai đã tẩm thuốc độc vào. Hừ, tự chuốc vạ vào thân. Tiêu Đông Mai hừ lạnh một tiếng, bộ dạng lúc nhìn Tường Vi giống như đang nhìn một cái xác chết, bởi vì chỉ cần chúng phải chiếc phi đao có tẩm thuốc độc này của bà ta, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Tường Vi cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cô ta cũng không hối hận vì đã làm như thế. Hoàng Thiên vừa tham gia trận chiến kịch liệt với 5 người khác, vừa liến trộm qua nhìn Tường Vi đang bị ngã nằm ở trên đất. Thấy sắc mặt của Tường Vi đều đã trở nên tái xanh, trong lòng Hoàng Thiên cũng trở nên căng thẳng, anh biết đó chính là triệu chứng của việc chúng phải thuốc kịch độc. Phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này, tốt nhất có thể lập tức khống chế được Tiêu Đông Mai, ép bà ta đưa thuốc giải ra, cứu Tường Vi. Có suy nghĩ này trong đầu, động tác trên tay của Hoàng Thiên càng trở nên ác liệt, thấy một người đàn ông quất tay đụng qua, Hoàng Thiên liền khống chế lấy cổ tay của người đó, rồi mạnh mẽ hất người đó qua một bên. AI mày! Người đàn ông này vô cùng khiếp sợ. Lúc cả người vẫn còn chưa ổn định lại thì Hoàng Thiên đã dùng đầu gối đá mạnh vào nơi ai cũng biết là nơi nào đó của đàn ông. Ách an! Người đàn ông đau đớn trợn tròn mắt, hét lên một tiếng rồi ngã rạp xuống đất, cơn đau khiến cho anh ta ngất lịm đi.
không chỉ là phải hứng chịu cơn đau ngây ngất lòng người như thế, mà hàng của anh ta sau này cũng không thể xài được nữa rồi, anh ta không còn là một người đàn ông chân chính được nữa rồi. Cảnh tượng này dọa cho ba người đàn ông còn lại trở nên khiếp sợ, bọn họ vốn tưởng rằng cứ đi theo Hắc Tử là có thể nhanh chóng xử lý xong Hoàng Thiên, nhưng lại không ngờ rằng Hoàng Thiên lại khó đối phó đến như thế mẹ nó, mau thi triển hết bản lĩnh của bọn mày ra xem nào, mau đánh chết thằng Hoàng Thiên. Hắc Tử cả giận nói. Vâng. Ba người đàn ông còn sót lại đồng thanh trả lời, sau đó đều bày ra tư thế tấn công. Hoàng Thiên cũng thầm lo lắng, một tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa thể giải quyết xong đám người này, Vũ Thanh vẫn chậm chạp chưa thấy tăm hơi, biến này có hơi căng. Nếu không phải sợ sẽ dọa cho Tiêu Đông Mai chạy đi mất, Hoàng Thiên sẽ dẫn theo đám người Vũ Thanh đi theo cùng, nhưng bây giờ thì lại vô cùng xấu hổ, lẽ nào bọn Vũ Thanh không đuổi theo kịp sao? Không tìm ra được chỗ này. Hoàng Thiên càng nghĩ lại càng thêm sốt ruột, chỉ một giây không tập trung thì đã bị nắm đấm của Hắc Tử đánh trúng vào mũi. Ây ai! Hoàng Thiên đau đớn kêu lên một tiếng, mũi tê dại rồi bắt đầu chảy máu. Nắm đấm này của Hắc Tử cũng đủ hiểm ác, trực tiếp khiến cho đầu não của Hoàng Thiên quay cuồng một trận, một lúc sau đã phải ngồi bệt xuống đất. Ha ha ha, tao đã nói rồi, tao đường đường là Hắc Tử, còn sợ đối phó không nổi thằng danh con mày sao? Hắc Tử điên cuồng cười ha hả một trận, vô cùng đắc ý đi gần lại đến phía trước của Hoàng Thiên, nhấc chân đạp lên người Hoàng Thiên, không để cho Hoàng Thiên đứng dậy được. Ba tên đàn ông kia cũng đều không nhịn được nữa, tất cả đều vây lấy xung quanh Hoàng Thiên, giữ chặt lấy Hoàng Thiên. Tiêu Đông Mai vừa thấy cuối cùng thì cũng đã khống chế được Hoàng Thiên thì sắc mặt bà ta mới tốt lên được một chút, bà A nở ra một nụ cười độc ác, thở hắt ra một hơi. Lần này đến ngoại ô phía tây thành phố Hà Nội. Là vì muốn lấy mạng của Hoàng Thiên, bà ta sao có thể không vui được cơ chứ? Đi đến trước mặt của anh, Tiêu Đông Mai cười lạnh ha hả, nhìn Hoàng Thiên đang bị đè ép dưới mặt đất, bà ta cười nói, sao hả Hoàng Thiên? Đã phục chưa hả, cậu nói tôi nên xử lý cậu thế nào đây nhỉ, nên khắc từng nhát dao lên người cậu, hay là cho cậu chết một cách vui vẻ nhỉ? Bà chủ, không thể để cho thằng khốn này được chết vui vẻ như thế được. Tôi nghĩ cứ đâm từng nhát cho đến khi nó chết là cách tốt nhất. Để cho máu trên người nó chảy ra hết mới thôi. Văn Long nằm ở trên cáng nói, hung ác gào lên. Cái tên vô dụng như mày có tư cách gì mở mồm ra chứ? Tiêu Đông Mai liếc Văn Long một cái, không thèm để ý đến anh ta nữa, mà lại rút một chiếc phi đao ra. Hoàng Thiên cắn răng, anh biết tối nay bản thân khó mà thoát khỏi được rồi. Vũ Thanh à Vũ Thanh, tại sao giờ phút quan trọng như thế này thì chẳng thấy tâm tích của cậu đâu thế? Trong lòng Hoàng Thiên thở dài một tiếng, sớm biết như thế này, không bằng trực tiếp dẫn theo bọn Vũ Thanh đến đây ngay từ đầu luôn, cho dù có dọa đến Tiêu Đông Mai, cũng còn hơn rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ha ha, cậu không cần phải sợ, con dao này không có độc, tôi chỉ muốn dùng dao cứa lên cơ thể cậu từng nhát mà thôi. Tiêu Đông Mai ngồi xổm trên mặt đất, vung vẫy chiếc phi đao kia trước mặt của Hoàng Thiên, đắc ý nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.